Các bạn thân mến, kênh này là giải trí lúc rảnh, không có thu lợi đồng nào nên cần các bạn bấm thích, trên 4 lượt thích một tập mình sẽ đăng tập kế, nếu không một ngày một tập. Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên, Tô Thương. Tập 7. Nạp Lan Tổ chết trong tay của sư phụ, cái này chẳng phải là rõ ràng là thực lực của sư phụ mạnh hơn so với Nạp Lan Tổ hay sao? Hoa Thời Mạc không quan tâm Tô Thương vì sao mà giết Nạp Lan Tổ. Lúc này ông ấy cực kỳ ngạc nhiên vào thực lực của Tô Thương. Ngay từ đầu, Hoa Thời Mạc nghĩ rằng sư phụ chẳng qua là vừa mới đặt chân đến tông sư võ đạo, dù sao thì sư phụ cũng còn đang trẻ. Nhưng bây giờ ông ấy mới biết, hóa ra thực lực của sư phụ đã có thể chiến thắng loại cao thủ như Nạp Lan Tổ rồi. Nhưng cho dù là như thế, sư phụ cũng không làm được điện chủ của Dược Vương Điện đâu. Hoa Thời Mạc lắc đầu, ngược lại còn tự hào mà nói. Sư phụ làm trưởng lão, khẳng định nắm chắc 10 phần. Hơn nữa, sư phụ tuổi trẻ, thời gian để trưởng thành hơn còn rất dài, nói không chừng sau này thật sự có thể trở thành điện chủ. Chuyện bái Tô Thương làm sư phụ, là quyết định đúng đắn nhất mà cả đời này tôi từng làm. Tô Thương rất mạnh, làm đệ tử của cậu ấy, trong lòng Hoa Thời Mạc tất nhiên là rất tự hào, đồng thời hạ quyết tâm, nhất định phải ôm chặt sư phụ cái cây to lớn này mới được. Sau khi tạm biệt Hoa Thời Mạc, Tô Thương không chần chừ mà trực tiếp lái xe đi tìm Nạp Lan Minh Chiết. Anh ấy có thể nhìn ra, Nạp Lan Minh Chiết có thiện cảm với Lý Nguyệt. Hơn nữa, Nạp Lan Minh Chiết chỉ điểm cho Tống Lệ Hoa và người làm da đen giết mình, bởi vậy có thể thấy, người sau lưng âm mưu hại mình, nhất định chính là Nạp Lan Minh Chiết. Bây giờ những người có sức mạnh ở nhà Nạp Lan, cũng bị mình giết gần hết rồi, Tô Thương không có bất kỳ lo lắng gì. Đương nhiên sẽ không để Nạp Lan Minh Chiết nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Trước kia, khi Nạp Lan Minh Chiết đi, Tô Thương để lại một luồng khí tức trên người anh ta, Nạp Lan Minh Chiết muốn chạy cũng chạy không thoát. Tô Thương lái chiếc Ferrari màu đỏ, dựa theo khí tức mà đuổi theo, rất nhanh đã tìm thấy được Nạp Lan Minh Chiết. Giờ này phút này, Nạp Lan Minh Chiết chưa trở về trang viên nhà mình, mà là đang nằm ở biệt viện ngoại ô. Cách đây không lâu, anh ta sau khi từ Yến Tây Hồ đi ra, liền gọi điện thoại liên hệ với bà nội Tống Lệ Hoa, nhưng mà điện thoại gọi không được. Sau đó Nạp Lan Minh Chiết liền để thuộc hạ của nhà Nạp Lan tìm kiếm khắp nơi, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không tìm thấy bà nội và người làm da đen. Việc này khiến trong lòng Nạp Lan Minh Chiết sinh ra một chút dự cảm không lành, chẳng lẽ bà nội và người làm da đen bị thất thủ rồi, đã gặp phải chuyện gì bất trắc rồi sao? Không phải chứ. Tô Thương chỉ là một phế vật, nhà họ Tô cũng không ai có thể ngăn cản được bà nội và người làm da đen, nhất định không thể thất thủ được. Nhưng mà tại sao lại liên lạc không được, nói không chừng lại gặp phải cao thủ nước đê rồi sao? Nạp Lan Minh Chiết cảm thấy việc này rất có khả năng xảy ra, ngay lập tức cảm thấy nguy hiểm nhiều hơn. Vì thế, anh ta không dám về trang viên, chỉ sợ cao thủ nước đê tìm đến cửa để ám sát, liền một thân một mình trốn ở biệt viện ngoại ô. Cái biệt viên này, vị trí cực kỳ vắng vẻ, chỉ là một cái nông gia tiểu viện bình thường. Ở thành thị phồn hoa đã lâu, thỉnh thoảng đến đây thư giãn một chút cũng là một lựa chọn hay. Nạp Lan Minh Chiết thường xuyên mời vài người bạn, đến biệt viện làm tiệc nướng ngoài trời, nói chuyện trên trời dưới đất. Nhưng lần này anh ta đến biệt thự lại là để chạy thoát thân. Điện thoại của bà nội chắc chỉ là hết pin thôi, với thực lực của bà ấy và người làm da đen. Thuộc hạ của nhà Nạp Lan nhất định là tìm không thấy, nhất định là như thế, bà nội và người làm da đen nhất định là không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, sẽ nhanh chóng chủ động liên hệ với mình. Nạp Lan Minh Chiết ngồi ở trong sân, tự an ủi mình. Sát! Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng thắng xe rồn rập, sau đó có hai luồng đèn pha chiếu tới. Ngay sau đó, Tô Thương từ trên xe bước xuống. Ánh mắt nhìn vào trên người Nạp Lan Minh Chiết, nhếch miệng nói, Nạp Lan Minh Chiết, cảnh vật chỗ này được đấy, anh rất biết cách chọn nghĩa địa cho mình đó. Tô Thương. Nạp Lan Minh Chiết nhìn thấy Tô Thương, khuôn mặt đột nhiên thay đổi nhanh chóng, đột ngột đứng dậy, cảnh giác dò hỏi, anh đến đây làm gì? Ha ha. Tô Thương từng bước đến gần Nạp Lan Minh Chiết, mang theo một nụ cười lạnh lùng nói, Nạp Lan Minh Chiết. Anh 5 lần 7 lượt âm mưu hãm hại tôi, anh nói xem tôi đến đây làm gì. Anh biết hết rồi sao?
Nạp Lan Minh Chiết nghiến răng nói, Tô Cảnh Hàm nói với anh rồi sao? Vốn dĩ tôi vẫn chưa chắc chắn, tôi chỉ biết kẻ đứng sau lưng là Nạp Lan công tử. Sắc mặt Tô Thương chìm xuống, nghiêm nghị nói, nhưng bây giờ, tôi đã chắc chắn rồi. Nạp Lan Minh Chiết biết rõ, cơ thể mình yếu ớt, dù cho Tô Thương là một công tử bột, mình cũng không thể đánh lại. Vì thế anh ta không chạy, mà bình tĩnh lại, đón nhận ánh mắt của Tô Thương, thừa nhận nói, đúng vậy, những năm nay, là tao sai khiến Tô Cảnh Hàm nhắm vào mày, gần đây cũng là tao với anh ta cùng nhau âm mưu giết mày. Nhưng cứ xem như mày biết thì có thể làm được gì chứ, bà nội tao là người nhà họ Tống ở thành phố, hơn nữa người nhà bà ấy bây giờ vẫn đang ở Giang Bắc. Nạp Lan Minh Chiết cực kỳ phấn khích, uy hiếp nói, nếu mày dám động vào tao, bà nội tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày. Đến lúc đó không chỉ có mình mày, mà cả nhà họ Tô chúng mày đều sẽ bị liên lụy, Tô Thương, tao khuyên mày nên biết điều một chút, cút đi. Nạp Lan Minh Chiết lạnh lùng nói. Ha ha, còn dùng bà nội mày để dọa tao nữa hả? Tô Thương nghe vậy, lập tức cười nói, Nạp Lan Minh Chiết, thật không dám giấu, bà nội mày cùng với lão đi bên cạnh bà ta, đã mãi mãi ở lại nhà tao rồi. Ý gì chứ? Nạp Lan Minh Chiết nhíu mày. Mày nghe không hiểu hả? Bọn họ đều chết hết rồi. Tô Thương nhếch miệng, nói thêm, tao giết đó. Cái này không thể nào, Tô Thương, mày chỉ là một công tử bột mà thôi. Sao có thể là đối thủ của bà nội tao chứ? Nạp Lan Minh Chiết không thể tin được. Ha ha, đi xuống dưới hỏi bà nội mày đi. Tô Thương lười nghe Nạp Lan Minh Chiết nói nhảm, bỗng nhiên ra tay bóp lấy cổ của đối phương. Tô Thương, mày không được giết tao, ông nội ruột của tao không phải Nạp Lan Tổ, mà là tông chủ tông phái cổ Võ Võ Ảnh Tông. Nếu mày giết tao rồi, nhất định sẽ bị Võ Ảnh Tông báo thù, không chết không yên. Nạp Lan Minh Chiết hoảng sợ, run rẩy cuống họng nói, cầu xin anh đừng giết tôi, việc tối hôm nay, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết, cũng sẽ không tìm anh tính sổ, coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy, ách. Răng rắc. Nạp Lan Minh Chiết vẫn chưa nói xong, trên cổ liền phát ra một âm thanh của xương cốt bị Tô Thương dùng tay bẻ gãy. Sau đó, khóe miệng Nạp Lan Minh Chiết chảy máu, cổ nghiêng một bên, liền mất đi tính mạng. Nói nhảm nhiều quá. Ánh mắt Tô Thương lạnh lùng, tiện tay vứt xác Nạp Lan Minh Chiết, sau đó lái xe đi, đến Hóa Phi Thủy cũng không thèm dùng. Nơi này là ngoại ô, không có người, tất nhiên không cần thiết phải dùng đến Hóa Phi Thủy. Đến lúc này, người nhà Nạp Lan bị Tô Thương giết gần như hết rồi, hung thủ sai khiến Tô Cảnh Hàm, cũng đã chết, ân oán với nhà Nạp Lan có thể đã đến giai đoạn kết thúc rồi. Cao thủ nước D, từ Lăng Hổ Hóa Kình đỉnh phong. Đến Đường Sơn Khẩu Hóa Kình hậu kỳ, đều lần lượt bị Tô Thương giết, chắc hẳn cũng nên nghỉ ngơi một thời gian rồi. Coi như nước Đê biết Đường Sơn Khẩu và những người khác đã chết rồi, cũng không thể nghi ngờ đến Tô Thương tất nhiên không cần thiết phải quan tâm quá nhiều. Sau đó, Tô Thương có thể chuyên tâm tu luyện, tranh thủ nhanh chóng nâng cao thực lực, để đối phó với người bí ẩn mạnh mẽ đang âm mưu chống lại nhà họ Tô. Rất nhanh, Tô Thương trở lại biệt thự ở Giang Bắc, ngồi khoanh chân bó gối chuẩn bị tu luyện. Vì đã có chút kinh nghiệm trước đó, nên anh ấy gọi Bạch Miêu tới để Bạch Miêu bảo vệ mình, có người đến thì nhắc nhở một tiếng. Yên tâm đi chủ nhân, tôi sẽ bảo vệ anh cẩn thận. Bạch Miêu đáp lại, trong đầu Tô Thương vang lên giọng nói thanh tao của một cô gái. Bây giờ thực lực của mày, có thể so với tông sư trung kỳ, có mày ở đây, tao yên tâm rồi. Tô Thương gật đầu cười, ánh mắt nhìn vào khắp cơ thể Bạch Miêu, đột nhiên nhớ ra một vấn đề không đứng đắn lắm, nhưng vẫn chịu không được mà hỏi, Bạch Miêu, mày là một con teddy. Tao nghe người ta nói loài chó teddy cực kỳ háo sắc, bất kể trời đất thiên địa, bất kỳ nơi đâu, mày cũng như vậy sao? Tôi, bị hỏi đột ngột khiến Bạch Miêu thấy xấu hổ, trong giọng nói tràn đầy ngượng ngùng, chủ nhân, anh nói đó là giống teddy đực, người ta là giống cái, không giống nhau. Nếu không nhìn vào cơ thể của Bạch Miêu, chỉ nghe tiếng nói thôi thì chắc chắn sẽ khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Giọng con gái trong trẻo và xinh đẹp như vậy, thử hỏi có đàn ông nào mà chịu được chứ? Nhưng vì Tô Thương biết Bạch Miêu chỉ là một con teddy, cho nên Tô Thương không hề bị kích thích, suy cho cùng, có một số việc, chuyển giới thì còn có thể, nhưng nhất định không được chơi khác loài nha.
Tô Thương chỉ là thuận miệng hỏi một câu, sau khi nhận được câu trả lời thì không tiếp tục vấn đề này nữa. Bởi vì giọng nói của Bạch Miêu quá dịu dàng, nói chuyện này với nó thì cứ cảm giác tội lỗi sau đó, thế nên yên lặng mà tu luyện vẫn hơn. Nhưng mà chính ngay lúc Tô Thương đang định tu luyện, thì WeChat đột nhiên có một tin nhắn thoại gửi đến. Sau khi mở ra, trong phòng liền truyền đến giọng nói của Lý Nguyệt, Tô Thương, ngày mai em không phải đi học, anh có thể cùng em đi làm không? Hả? Ha ha! Vợ đã bắt đầu chủ động hẹn mình ra ngoài rồi, xem ra tối nay mình biểu hiện rất tốt nhỉ? Tô Thương cười cười, sau đó tò mò hỏi, vợ à, em không phải đi học sao, sao lại đi làm rồi, là ông nội em không cho em tiền tiêu vặt hay sao? Không có tiền thì cứ tìm anh đây, em là vợ sắp cưới của anh nhất định không thể để em thiếu tiền tiêu được, hay là thế này đi, anh dùng tiền để đi đến mấy quán bar cao cấp nuôi em, chỉ có điều, vợ à, nhu cầu sinh lý của anh, sau này chỉ sợ phải nhờ em giúp anh giải quyết rồi. Tô Thương cười tinh nghịch nói. Đi chết đi, anh lại không đứng đắn rồi, em đi làm chỉ là muốn luyện tập bản thân, hơn nữa, đây cũng là mơ ước của em, anh rốt cuộc có đi với em không? Đi, tất nhiên đi cùng em rồi, làm việc gì? Bí mật, ngày mai thì anh sẽ biết thôi, chúc anh ngủ ngon. Chúc ngủ ngon. Trong lòng Tô Thương cực kỳ tò mò, nhưng bây giờ việc tu luyện quan trọng hơn, sau khi cùng Lý Nguyệt chúc ngủ ngon, anh ấy liền bỏ điện thoại xuống. Ngay sau đó, Tô Thương ngồi khoanh chân lại, hai mắt khép hờ, bắt đầu chuyển động cửu u trấn ngục quyết, rất nhanh chóng bước vào trạng thái tu luyện. Còn Bạch Miêu thì cảnh giác chăm chú nhìn xung quanh, để bảo vệ cho Tô Thương. Cùng lúc đó, ở Giang Bắc đang cực kỳ hoảng loạn, nguyên nhân là có người phát hiện ra xác của Nạp Lan Minh Chiết ở ngoại ô. Sau đó, xác của Nạp Lan Tổ và Nạp Lan Dịch cũng lần lượt được phát hiện. Nhà Nạp Lan là một trong bốn gia tộc lớn ở Giang Bắc, thế mà liên tiếp chết ba người quan trọng nhất, việc này thật sự đã gây chấn động dư luận mà. Nhà Nạp Lan lần này đã đắc tội với người nào rồi sao, tại sao đột nhiên chết một lúc cả ba người? Nạp Lan Tổ là tông sư võ đạo mà, ai mà có năng lực giết được ông ấy thế? Bây giờ nhà Nạp Lan chỉ còn trên danh nghĩa rồi, e rằng sẽ bị hỗn loạn cho mà coi, nhà họ Đồng cũng là một trong bốn gia tộc lớn. Đã bắt đầu thu nhận tài sản của nhà Nạp Lan rồi, thật đáng tiếc cho mấy chục năm cơ nghiệp của nhà Nạp Lan. Những người quan tâm đến việc này nhưng không hiểu rõ sự tình, vừa thảo thuận vừa tiếc cho nhà Nạp Lan. Ngoài nhà họ Đồng, còn có những gia tộc khác, cũng đã bắt đầu hành động với nhà Nạp Lan rồi, nhanh chóng thừa nước đục thả câu với của cải của nhà Nạp Lan. Qua đêm nay, ở Giang Bắc sẽ không còn nhà Nạp Lan nữa. Nhưng nhà họ Tô, nhà họ Lý, nhà họ Vương, ba gia tộc này vẫn luôn án binh bất động. Bởi vì bọn họ biết, nhà Nạp Lan vẫn còn một thiếu gia đang sống, đó chính là Nạp Lan Vô Đạo. Vào nhiều năm về trước, Nạp Lan Vô Đạo đã được tông phái võ thuật tuyển chọn, bây giờ thực lực anh ta thế nào cũng không ai rõ. Huống hồ ở thành phố cũng có một nhà Nạp Lan nữa, nhà Nạp Lan ở Giang Bắc cũng chỉ tính là một chi nhánh nhỏ mà thôi. Nếu nhà Nạp Lan ở thành phố biết được tin này, cử người đến, thì những gia tộc đang thừa nước được thả câu nhà Nạp Lan lúc này chắc chắn phải chịu sự trả thù của họ. Vì thế một số gia tộc không dám ngang nhiên hành động, có người âm thầm quan sát, có người vụng trộm xâm chiếm. Trong chốc lát, Giang Bắc cuồn cuộn sóng ngầm. Lúc này, núi Tử Vân, Võ Ảnh Tông. Các tông phái cổ võ hầu hết đều chiếm giữ các ngọn núi nổi tiếng, xem như là nền tảng để thành lập tông phái của mình. Tông phái nào chiếm giữ được ngọn núi càng nổi tiếng, thì chứng minh thực lực của tông phái đó càng mạnh. Trong giới luyện võ, tông phái có ảnh hưởng lớn nhất chính là tông phái nằm trên đỉnh núi Thái Sơn. Là nơi để làm cúng tế trời đất, phúc khí dồi dào, từ đó nhìn xuống có thể thấy được các ngọn núi nổi tiếng trong cả nước, khiến ai cũng đều phải khiếp sợ. Mà núi Tử Vân ở trong số các ngọn núi nổi tiếng cũng chỉ tính là một ngọn núi nhỏ, không đáng kể. Nhưng để chiếm được một ngọn núi nổi tiếng lập tông phái như thế, thì có thể thấy được Võ Ảnh Tông không phải là môn phái nhỏ. Lúc đó, một thanh niên lông mày lưỡi mác, đôi mắt sáng như sao, mặc trang phục kiếm hiệp, ánh mắt tràn đầy sát khí nhìn xuống những đám mây. Người này khoảng chừng 20-30 tuổi, vẻ ngoài có nét giống với Nạp Lan Minh Chiết, toàn thân toát lên khí chất u ám, lạnh lùng.
anh ta chính là đại thiếu gia nhà Nạp Lan, Nạp Lan Vô Đạo. Nạp Lan Vô Đạo đã biết tin của nhà Nạp Lan, mặc dù anh ta từ nhỏ đã đến núi Tử Vân, nhưng tình cảm với ông nội và hai người em trai của mình lại là thật. Bình thường họ đều liên lạc với nhau bằng điện thoại di động, gửi tin nhắn cho nhau, trò chuyện video, dù cho ở cách xa nhau nhưng vẫn có thể cảm nhận được tình thân máu mủ tình thâm. Vì thế, sau khi biết được ông nội và em trai đều bị người khác giết hại, Nạp Lan Vô Đạo cực kỳ phẫn nộ. Tối nay, mình sẽ trở về Giang Bắc, dù cho người đó là ai thì Nạp Lan Vô Đạo này cũng sẽ giết hết. Nạp Lan Vô Đạo nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện ra sát ý nồng nặc, hơi thở dồn dập. Vô Đạo. Lúc này, một người đàn ông trung niên mặc áo choàng đi tới, ông ta khoảng hơn 50 tuổi, bình tĩnh nói, gần đây con đang ở thời điểm quan trọng để đột phá, đừng để những chuyện thế này làm ảnh hưởng đến cảm xúc, nếu không thì nhất định sẽ hối hận cả đời. Sư phụ. Nạp Lan Vô Đạo tức giận nói, ông nội và hai người em trai của con, đều bị người ta giết chết rồi, con hận lắm. Người đàn ông mặc áo choàng tên là Cát Bình, trưởng lão của Vô Ảnh Tông, cũng là sư phụ của Nạp Lan Vô Đạo. Sư phụ có thể hiểu được, nhưng cuộc thi tông môn sắp diễn ra, trước lúc đó con phải đặt chân được đến cảnh giới của tông sư, nếu không thì sẽ không có cách nào có được thứ hạng tốt. Cát Bình nhắc nhở, Vô Đạo, thân phận của con tự biết rõ. Nếu con không đạt được thành tích gì, thì tông chủ sẽ không thể nhận cháu của mình, ông ấy cũng không có cách nào nhận lại con được. Nhiều năm như vậy, con ở Vô Ảnh Tông đã chịu đựng biết bao nhiêu là khổ sở và khinh thường, cuộc thi tông môn lần này, là cơ hội duy nhất để con trở nên nổi bật, sư phụ kỳ vọng con sẽ khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, con hãy trân trọng cơ hội lần này. Cát Bình khuyên nhủ, sư phụ, những điều sư phụ nói thì con đều hiểu, nhưng có thù lớn mà không báo. Trong lòng con không có cách nào yên ổn được. Nạp Lan Vô Đạo nghiến răng nói. Nạp Lan Tổ mặc dù không phải là ông nội ruột của con, nhưng cũng nuôi dưỡng con nhiều năm như thế. Nạp Lan Dịch và Nạp Lan Minh Chiết chính là anh em ruột của con. Tình cảm của con với họ, sư phụ hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng mà Vô Đạo, con có từng nghĩ, Nạp Lan Tổ là tông sư võ đạo, tất nhiên người giết ông ấy cũng đạt cảnh giới như vậy, dù cho con đi Giang Bắc thì có tác dụng gì chứ? Cát Bình nói tiếp, hãy để cho người làm thầy này thay con một lần, con cứ ở lại núi Tử Vân chăm chỉ tu luyện đi. Vậy thì con cảm ơn sư phụ, Nạp Lan Vô Đạo chắp tay cung kính, cực kỳ cảm động. Con khách sáo rồi, lần này sư phụ đến Giang Bắc, ngoài việc giúp con báo thù, thì vẫn còn có một chuyện khác phải làm. Cát Bình nhẹ nhàng cười nói, mấy ngày trước, sư phụ đã kết bạn được với một nhân vật lớn ở vùng đất cúng tế đất trời ý nói ở ngọn núi Thái Sơn. Sư phụ đồng ý giúp ông ấy giết chết một người tên là Tô Kiền Khôn, lần này sư phụ đến Giang Bắc, tiện thể làm chuyện này luôn. Vô Đạo, còn phải nhớ kỹ luyện tập chăm chỉ, tranh thủ nhanh chóng đột phá đến tông sư. Sau khi để lại một câu, Cát Bình liền tung người nhảy xuống núi Tử Vân, trong chớp mắt đã biến mất không thấy hình bóng nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ngày hôm sau, vào sáng sớm. Vừa kết thúc trạng thái tu luyện, Tô Thương liền nhếch miệng cười. Sau một đêm làm việc cật lực, cuối cùng anh ấy đã chuyển hóa thành công hết những sát khí trong cơ thể, đồng thời đã đặt chân tới luyện khí tầng 4, nhanh hơn nhiều so với dự kiến của anh ấy. Không chỉ vậy, Tô Thương còn hấp thu 10 viên đá năng lượng nên giúp cho ổn định hoàn toàn cảnh giới luyện khí tầng 4. Bây giờ nếu gặp lại tên tông sư hậu kỳ da đen đó, cho dù không phải hiến tế máu thì anh ấy cũng tự tin đánh bại được hắn ta, ngay cả trong tình trạng yếu nhất. Ở tầng luyện khí thứ 4 này, linh lực của mình đã tăng hơn gấp đôi so với lúc trước, không chừng còn là tông sư không có đối thủ. Tuy rằng mình chưa nhìn thấy đỉnh cao của tông sư, nhưng có lẽ cũng không phải là đối thủ của mình. Tô Thương ngưng tụ một quả cầu linh lực trong lòng bàn tay rồi tản nhẹ ra, nói tiếp, tuy nhiên, mình không thể lơ là được. Chắc còn nhiều cảnh giới cao cảnh giới tông sư nữa. Huyền Thiên Tiên Đệ, em trai của anh, nếu chưa xác định được thực lực của đối phương thì anh sẽ luôn ẩn giấu đi thực lực của mình, như thế anh sẽ luôn giữ mình trong vòng an toàn. Tiếp theo, Tô Thương không đứng dậy mà bắt đầu nghĩ đến viên đá năng lượng. Trong kiếp cuối cùng, anh đã tung hoành thiên vực, khả năng bố trí trận pháp và tinh luyện bùa là vô song. Về trận pháp, bây giờ Tô Thương không lo lắng đến. Nhưng bùa thì có thể tinh luyện một ít để phòng thân.
Tuy rằng đá năng lượng chỉ là hạ phẩm linh thạch, nhưng qua tay anh ấy lại có thể biến thành một tấm bùa hộ mệnh mạnh mẽ. Nếu là luyện bùa tấn công chỉ cần dùng một viên đá năng lượng thôi thì việc gạt bỏ tông sư sẽ không thành vấn đề. Nếu là một lá bùa hộ mệnh, thì nó có thể chịu được ngăn chặn sức mạnh của tông sư trung kỳ. Nói là làm luôn, Tô Thương không hề chần chừ, lập tức đem 8 viên đá năng lượng còn lại ra. Nhưng mà, Tô Thương cảm thấy một viên đá năng lượng chứa quá ít linh lực nên đã dùng 2 viên đá năng lượng để làm lá bùa hộ mệnh. Thực ra, điều quan trọng không phải là tờ giấy, mà là hoa văn hào quang phức tạp trên nó. Giấy vàng chỉ là một cái vật dẫn mà thôi. Tô Thương không có thời gian đi mua thứ này, nên chỉ đơn giản đem hoa văn hào quang quấn vào trong tất. Đôi tất màu đen, trên nó không có hoa văn gì, cũng nhanh chóng biến mất sau khi hoa văn hào quang bao phủ lên. Sau đó, Tô Thương đã làm 3 chiếc bùa hộ mệnh theo cách tương tự như vậy. 2 cái trong số đó được làm từ 2 viên đá năng lượng, một cái để tấn công, một cái để phòng thủ. Chiếc tất kia thật lợi hại, Tô Thương trực tiếp dùng 4 viên đá năng lượng để chế tạo ra một lá bùa tấn công siêu mạnh với sức công phá kinh người. Tô Thương nghĩ rằng nó sẽ mạnh hơn khi anh ấy thi triển hiến tế máu. 4 viên đá năng lượng là giới hạn mà Tô Thương có thể kết hợp, nếu không anh ấy sẽ làm một lá bùa với 8 viên đá năng lượng đó. Sau khi làm xong, Tô Thương cất đôi tất đen đi. Trong số đó, 2 chiếc tất có chứa 2 viên đá năng lượng, đối với Tô Thương lại không có tác dụng gì lớn. Anh ấy định tặng một chiếc cho Lý Nguyệt, chiếc còn lại đem cho Vương Phú Quý. Tuy rằng Vương Phú Quý không phải người tốt đẹp gì, nhưng tình bạn của anh ta với Tô Đại Thiếu gia lại vô cùng đẹp. Đã đến lúc đưa vợ đi làm rồi. Tô Thương cười cười, sau đó đứng dậy lấy điện thoại bấm gọi Lý Nguyệt, nhẹ nhàng nói, vợ à, đã đến giờ đi chưa? Bây giờ không được, phải đợi đến tối. Tô Thương, em đang cùng với Thanh Đại chăm sóc sức khỏe, tối em gọi lại cho anh nhé. Lý Nguyệt nói xong liền cúp điện thoại. Tô Thương muốn hỏi công việc của cô là gì, nhưng chưa kịp hỏi thì đã tắt máy, trong lòng anh ấy lại càng thêm tò mò. Nhưng đơn giản, tôi sẽ biết thôi. Tô Đại Thiếu gia, người anh em của tôi, cậu ra đây mau. Tô Thương vừa cất điện thoại, đang chuẩn bị tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng của Vương Phú Quý từ bên ngoài truyền đến. Ra cái con khỉ á. Luôn có người muốn ngăn cản ông đây tu luyện là sao? Tô Thương đi xuống lầu nhưng vẻ mặt có chút không vui, nhìn thấy Vương Phú Quý ở phòng khách liền hỏi, Vương Đại Thiếu gia, sao cậu lại biết tôi ở đây? Chú Tô nói cho tôi biết đấy. Vương Phú Quý cười nói, sau đó kéo Tô Thương rời khỏi phòng khách. Gì vậy, cậu bị làm sao vậy, mới sáng sớm có chuyện gì mà gấp gáp vậy? Tô Thương nghi ngờ hỏi. Này, Tô Đại Thiếu gia, hôm nay Tiểu Điềm Điềm đồng ý gặp mặt. Cậu là người anh em tốt nhất của tôi muốn dẫn cậu đi chứng kiến thời khắc thiêng liêng này. Vương Phú Quý rất hào hứng, qua giọng nói của anh ta có thể thấy được sự vui mừng, mong muốn cuộc gặp gỡ này nhiều lắm. Mẹ kiếp, chỉ vì cái thứ vớ vẩn này mà sáng sớm đã tìm đến tôi sao? Tô Thương tức giận nói. Chuyện này làm sao có thể vớ vẩn được, Tô Đại Thiếu gia, lần này tôi thật sự rất xúc động. Vương Phú Quý như một chàng trai si tình. Cười ngốc nghếch nói, cậu không biết đấy thôi, giọng của Tiểu Điềm Điềm dễ nghe mà hay lắm, rất say lòng người. Say xưa đến nỗi, tôi đã thả hàng chục tim trong livestream của cô ấy thì cô ấy mới đồng ý gặp. Giọng nói dễ nghe sao? Hay như thế nào? Giọng nói đấy có hay hơn giọng con chó của tôi không? Tô Thương khinh thường liếc nhìn Vương Phú Quý rồi nói nhẹ, nhìn dáng vẻ không chút tiền đồ của cậu đi, dù sao cậu cũng là một nhân tài xuất chúng. Đã đi theo tôi đến quán ba nhiều năm, không phải là chỉ gặp mặt nữ nhân thôi sao, có cần phải kích động đến thế không? Tô Đại Thiếu gia, mấy em chân dài ở quán ba làm sao có thể so sánh với Tiểu Điềm Điềm được chứ, căn bản là cậu không hiểu được cảm giác yêu đương chút nào. Vương Phú Quý lôi kéo Tô Thương đi, thúc giục nói, đi thôi, Tô Đại Thiếu gia, đừng đến muộn đấy, tôi không muốn để lại ấn tượng xấu với Tiểu Điềm Điềm đâu. Cậu đi một mình không được sao? Lôi tôi đi theo làm gì? Tôi đang lo lắng và cần cậu giúp tôi, cho tôi thêm can đảm. Vương Phú Quý đỏ mặt nói. Ha ha, bộ dạng cậu như vậy, cậu không sợ tôi cướp mất ánh đèn sân khấu của cậu sao? Tô Thương nói đùa. Không sợ,
vợ bạn là thứ không được đụng vào, tôi biết cậu không phải là người như vậy đâu. Vương Phú Quý nghiêm túc nói. Vợ bạn không thể đụng vào, nhưng đời này tôi thần tượng nhất chính là kẻ cướp đấy. Tô Thương thuận miệng nói. Vương Phú Quý biết Tô Thương đang nói giỡn, nên cũng không thèm nói gì nữa mà lôi Tô Thương đi. Tô Thương có thể nhìn ra được Vương Thiếu Gia lần này rất nghiêm túc nên cũng không từ chối nữa. Là anh em tốt của Vương Phú Quý, anh ấy chắc chắn sẽ muốn áp chế tình hình. Cứ như vậy, Tô Thương và Vương Phú Quý cùng nhau lái xe đến quán cà phê Starbucks. Tô Thương đang định bước vào thì Vương Phú Quý đã giữ Tô Thương lại và nói, chờ một chút, Tô Đại Thiếu Gia, Tiểu Điềm Điềm đã đến rồi, cô ấy đang ngồi bên trái gần cửa sổ. Cô ấy nói với tôi hôm nay sẽ mặc một chiếc váy dài màu hồng. Váy dài rất dễ tìm, cậu xem đầu tóc của tôi có xuề xòa không, ấn tượng ban đầu rất quan trọng, không thể xuề xòa được. Tô Thương nhìn Vương Phú Quý, sau đó nói, không xuề xòa đâu, rất đẹp trai, mau vào đi, để tôi xem cục cưng TDD trong miệng của cậu như thế nào. Ha ha, giọng nói của TDD hay như vậy, dáng vẻ nhất định cũng không tệ, nhất định sẽ làm cho cô ấy ngạc nhiên. Vương Phú Quý đắc ý cười cười, sau đó tiến về phía trước bước vào quán cà phê. Tô Thương theo sau. Sau khi cả hai đã vào quán cà phê, Vương Phú Quý nhận ra một giọng nói từ TDD. Phú Quý thân yêu, anh đến rồi, làm người ta giống như hòn đá vọng phu, chờ anh nóng hết cả ruột. Giọng nói thật là dễ nghe. Vương Phú Quý như bị hộc máu, cả người hưng phấn. Lập tức, anh ta nhìn về phía bên trái gần cửa sổ. Kết quả nụ cười trên mặt đông cứng lại, như bị sét đánh, anh ta đứng sững sờ. Tô Thương vừa nhìn, bỗng nhiên ngẩn người, trong lòng không khỏi đặt câu hỏi. Cái quái gì đây? Lúc này, ở quán cà phê Starbucks, cô gái ngồi ở phía bên trái sát cửa sổ, quả nhiên là một cực phẩm nha. Cô ấy ít nhất nặng 150 kg, tai to mặt lớn, trên mặt còn nổi đầy mụn, dáng dấp một lời khó có thể nói hết. Như một đống thịt lớn đang ngồi trên chiếc ghế vậy, sau khi Tô Thương nhìn thấy cũng không nhịn được mà lo lắng thay cho cái ghế. Càng hiếm thấy hơn nữa là cô ấy mặc chiếc váy dài màu vàng nhạt, tóc buông xõa tự nhiên, hình như vì cuộc hẹn này cho nên cô ấy trang điểm rất kỹ càng. Đôi môi đỏ rực, còn hai má thì ửng hồng như đít khỉ, không thể nhìn ra được phong cách của cô ấy. Cực phẩm nha! Hoa nở ngàn vạn đóa. Đây chính là đóa hoa cực phẩm nhất trong các loài hoa hiếm thấy mà. Tô Thương trước giờ cũng không dựa vào vẻ bề ngoài để phán xét một cô gái, anh cảm thấy nhân phẩm còn quan trọng hơn ngoại hình, vĩnh viễn không thể trông mặt mà bắt hình dong được. Nhưng mà, sau khi nhìn thấy cô gái ở trong quán cà phê thì Tô Thương lập tức tự mình phủ định hết. Kỳ thực, vẻ bề ngoài cũng rất quan trọng nha. Biểu cảm của Vương Phú Quý còn đặc sắc hơn cả Tô Thương nữa. Cậu ấy không kiềm được mà nuốt nước miếng cái ực. Tô Đại Thiếu Gia, mắt của tôi nhìn không tốt, anh giúp tôi nhìn xem, cái thứ đang ngồi gần cửa sổ là cái gì vậy? Vương Phú Quý nhỏ tiếng hỏi, chỉ sợ bị đối phương nghe thấy. Ha ha, Vương Đại Thiếu Gia, người đó chắc là Tiểu Điềm Điềm của cậu đó, không ngờ gu của cậu cũng hiếm thấy ghê nha. Tô Thương khẽ cười nói, nhanh đến chào hỏi cô ấy đi. Tôi đang rất mong chờ về cảnh tượng cặp đôi yêu nhau lao vào với nhau đó. Lao vào cái con khỉ. Ngoá nó chứ, tôi có xem qua hình của cô ấy, người này so với trong ảnh khác xa nhau quá, quả thực là cách biệt một trời một vực mà. Có thể nói như vậy, ông đây bây giờ mà đi báo cảnh sát tố cáo cô ta dám lừa dối tôi, thì đến lúc đó quan tòa cũng sẽ phán cho tôi thắng mà thôi. Biểu tình của Vương Phú Quý vô cùng phức tạp, nghiến răng, nghiến lợi chửi bậy. Lúc này, cô gái mập kia ở đằng xa liếc nhìn Vương Phú Quý, rồi sau đó cầm lấy điện thoại, dùng hai ngón tay kẹp lấy cuống họng mình lại rồi ó nghẹo nói, Quý Quý, anh đến chưa, anh chàng đẹp trai mắt hí mặc cái áo màu đen tay ngắn ở ngay cửa tiệm cà phê là anh phải không? Đinh dong, Vương Phú Quý lập tức nhận được tin nhắn WeChat gửi đến, vội vàng nhìn lại áo của mình đang mặc, liền phát hiện mình đúng là đang mặc chiếc áo màu đen tay ngắn. Lập tức bị dọa cho tê dại hết cả da đầu. Tiếp theo đó, cậu ấy vội vàng cởi chiếc áo tay ngắn màu đen đang mặc ra, vứt ngay xuống đất rồi ra sức đạp nó mấy cái, sau đó liền gửi tin nhắn thoại đi, không phải anh, em nhận nhầm người rồi. Nói xong, Vương Phú Quý cũng không dám ở lại đó nữa,
liền xoay người chạy ra khỏi quán cà phê Starbucks. Cậu cởi áo ra làm gì vậy chứ, khùng hả? Tô Thương tối sầm mặt lại chửi bậy một câu, sau đó cũng chạy theo sau, kết quả là bỗng nhiên anh lại nhìn thấy cô gái mập đang ngồi ở cạnh cửa sổ thoáng nở một nụ cười. Nụ cười này không bình thường cho lắm nha. Tô Thương có một cảm giác rất khó tả, liền nhíu mày lại, sau đó lại nhìn cô gái mập kia mấy lần nữa, kết quả lại phát hiện ra một chuyện bất ngờ. Giả. Cô gái mập này là hàng giả. Không đúng. Chính xác mà nói, cô ấy không hề mập, chỉ là cô ấy dán rất nhiều silicon lên người mà thôi, cho nên mới thấy cồng kềnh như vậy. Còn nữa, cô ấy cũng không hề xấu, mấy lớp trang điểm trên mặt hẳn là do cô ấy cố ý hóa trang như vậy, cô ấy cố ý muốn mình xấu đi. Tô Thương nhìn chăm chú một lượt, dựa vào nhãn lực của anh thì đương nhiên có thể nhìn ra khuôn mặt thật của cô ấy. Cô gái này mặc dù cũng không phải là tuyệt sắc giai nhân gì, nhưng tuyệt đối không hề xấu xí, có thể nói là người đẹp tầm trung. Hơn nữa quan trọng là cô gái đó mới 20 tuổi hơn thôi mà đã ở cảnh giới hóa kình của người luyện võ rồi, ở trong thành phố, bất kể là thiên phú hay là thực lực thì đều là người đẹp tầm cao thôi. Vương Phú Quý nói, Tiểu Điềm Điềm là một người dẫn chương trình ưu tú, cao thủ hóa kình sẽ đi làm người dẫn chương trình sao? Có điều gì kỳ lạ à? Tô Thương khẽ nhếch môi lên nở một nụ cười rồi bước nhanh về phía cô gái đó, anh quyết định sẽ làm rõ chuyện này mới được. Vương Phú Quý là người anh em tốt của Tô Thương cũng không muốn người anh em tốt của mình xảy ra chuyện gì được. Qua mấy hơi thở thì Tô Thương đã đến gần với chỗ cửa sổ, trực tiếp ngồi xuống đối diện với cô gái mập kia. Anh không nói gì chỉ mang theo nụ cười ngắm nhìn cô gái mập đó. Cô gái mập rõ ràng là hơi sững người một chút nhưng sau đó khuôn mặt lại tràn đầy mong chờ nhìn Tô Thương, ngọt ngào hỏi, anh trai, anh là quý quý của tôi sao? Tô Thương cũng không trả lời. Anh chắc là anh quý quý của tôi rồi, wow, anh còn đẹp trai hơn cả trong ảnh nữa, em thích quá đi, hi hi, anh hài lòng với em chứ? Cô gái mập vừa nói vừa chớp chớp mắt, cố ý nũng nịu nói. Tô Thương vẫn như cũ không nói lời nào. Anh quý quý, cảm ơn quà tặng mà anh đã ủng hộ cho em, kỳ thực lần trước anh tới trường học tìm em không phải là không muốn gặp anh, chỉ là em chưa chuẩn bị xong tâm lý mà thôi, lần này em chuẩn bị xong rồi, tối nay chúng ta cùng đi đến khách sạn được không? Cô gái mập uốn éo, ngượng ngùng nói. Tô Thương vẫn không nói gì. Hừ, anh quý quý, có phải anh không thích em không, anh chê em vừa xấu vừa mập phải không? Cô gái mập liền đứng dậy, uất ức, nức nở nói, hu hu hu, nếu đã như vậy thì em đi đây. Lúc này, Tô Thương vẫn luôn trầm mặc liền mở miệng, thản nhiên nói, diễn đủ chưa, nếu đủ rồi thì ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng nào. Anh có ý gì chứ? Cô gái mập nhíu mày nói. Ha ha, Tô Thương cười đùa nói, cô đường đường là người luyện võ ở cảnh giới hóa kình, trên người thì dán đầy silicon cho mập lên. Cố ý trang điểm cho xấu đi, chơi như vậy vui không? Biểu tình của cô gái mập kia lập tức trở nên lạnh lùng, ánh mắt sáng lên như đuốc nhìn chằm chằm vào Tô Thương, cùng lúc đó cô ấy cũng ngồi xuống, rồi trầm giọng nói, anh chỉ là một người bình thường sao có thể nhìn ra được chứ? Cô cảm thấy sao? Vừa hỏi ngược lại, ánh mắt Tô Thương vừa run lên, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ, trấn áp cô gái mập kia xuống. Tông sư! Cô gái mập lập tức biến sắc, ánh mắt nhìn Tô Thương tràn đầy cung kính, giọng nói run run, tôi không biết anh là tông sư, lúc trước đã đắc tội, bây giờ xin anh tha tội cho. Tiếp theo, cô gái mập liền muốn đứng dậy hành lễ với Tô Thương nhưng lại bị Tô Thương ngăn lại. Sau đó, Tô Thương đi thẳng vào vấn đề, lạnh giọng chất vấn, đừng nói nhảm nữa, cô rốt cuộc là ai, tiếp cận Vương Phú Quý có mục đích gì? Không dám giấu gì anh, tôi tên là Lưu Sở Điềm. Sinh ra trong một dòng họ nhỏ ở Giang Bắc, năm 10 tuổi thì dọn lên thành phố, mới về lại Giang Bắc 2 ngày thôi. Cô gái mập Lưu Sở Điềm thành thật nói, sở dĩ tôi hóa trang như vậy chỉ là muốn trêu chọc Vương Phú Quý mà thôi. Lưu Sở Điềm. Tô Thương nghe thấy như vậy thì trong tâm trí hiện lên mấy ký ức trước kia, những ký ức vụn vặt. Trong ấn tượng của anh, ở Giang Bắc đúng là cô một cô gái tên là Lưu Sở Điềm. Lúc đó, Tô Đại Thiếu Gia thường cầm đầu một đám con nít chơi đùa với nhau, trong đó có Lưu Sở Điềm.
Nếu như Tô Thương không nhớ lầm thì quan hệ của Lưu Sở Điềm và Vương Phú Quý rất là tốt, suốt ngày dính lấy nhau, thậm chí còn định ước gắn bó với nhau suốt đời nữa kia. Đây đều là những chuyện rất lâu trước đây rồi, cho nên cho dù Tô Thương có tinh mắt thì cũng không nhận ra được Lưu Sở Điềm. Thì ra là cô à. Tô Thương mỉm cười sau đó tò mò nói, Lưu Sở Điềm, quan hệ của cô và Vương Phú Quý tốt như vậy mà, cũng xem như là thanh mai trúc mã rồi, lần này trở về Giang Bắc sao lại còn đi chào cậu ấy chứ, nhìn xem Vương Phú Quý nhà tôi bị dọa cho tái xanh mặt mũi rồi kìa. Đáng đời anh ta. Lưu Sở Điềm nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nói, không phải chỉ mới 10 năm thôi sao, sau khi tôi về đến Giang Bắc thì cố ý đi ngang qua anh ta. Tôi đi tới đi lui 3 lần anh ta cũng không nhận ra tôi, rõ ràng là quên tôi mất tiêu rồi, tên đàn ông phụ bạc, lúc đầu khi tôi mới rời khỏi Giang Bắc, anh ta còn hứa hẹn với tôi cả đời này cũng sẽ không quên tôi. Ặc, nhìn bộ dạng này chắc là con nhỏ này vẫn còn tình cảm với Vương Phú Quý rồi, cho nên khi Vương Phú Quý không nhận ra cô ấy mới nghĩ ra trò này để chọc Vương Phú Quý mà. Sau khi Tô Thương biết được chân tướng sự việc thì khẽ mỉm cười nói. Lưu Sở Điềm, cô biết tôi là ai không? Không biết, anh chắc chắn là thiếu niên tài tuấn của tông phái võ thuật nhỉ. Lưu Sở Điềm đối diện với Tô Thương, thái độ vô cùng cung kính. Tô Thương lắc đầu, sau đó cười nói, tôi là Tô Thương, lúc nhỏ chúng ta có gặp nhau rồi. Tô Thương. Lưu Sở Điềm sau khi biết được thân phận của Tô Thương, lập tức mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, sững sờ nói, điều này là không thể mà. Mặc dù tôi không có ở Giang Bắc nhưng tôi nghe nói Tô Đại Thiếu Gia là một tên công tử bột không hơn không kém. Vương Phú Quý chính là học cái xấu từ chỗ anh ta mà ra, anh thế nào mà có thể là Tô Đại Thiếu Gia chứ? Hừ, đợi đã, ý gì đây chứ? Nói tôi là công tử bột thì còn được, nhưng cái con mẹ gì vậy chứ? Cái gì mà nói Vương Phú Quý học cái xấu từ chỗ tôi chứ? Khốn nạn, cái tên chó má Vương Phú Quý này. Rõ ràng là cậu ấy dạy hư tôi đó biết chưa? Tô Thương không khỏi oán thầm, nhưng dù sao Vương Phú Quý cũng là anh em, mà cô gái ở trước mặt cũng có cảm tình với Vương Phú Quý, cho nên anh cũng không tiện ở trước mặt đối phương mà trách mắng Vương Phú Quý, thế là anh đành không phản bác lại. Cuối cùng chỉ có mình gánh hết tất cả. Trong lòng Tô Thương bùi ngùi, sau đó lại nhìn sang Lưu Sở Điềm, khẽ cười nói, cô không nghe Vương Phú Quý gọi tôi là Tô Đại Thiếu ra sao? Chuyện này tôi không cần thiết phải lừa cô. Tôi chủ yếu muốn nói là, cô cũng giống như tôi 10 năm rồi không có gặp mặt, không phải cô cũng không nhận ra tôi sao, cho nên Vương Phú Quý không nhận ra cô cũng bình thường thôi, cô đừng buồn nữa, kỳ thực trong lòng anh ta vẫn có cô đó. Tô Thương hòa giải nói, cái này không giống nhau, 10 năm rồi, tôi chỉ nhìn một cái cũng nhận ra anh ta dựa vào cái gì mà không nhận ra tôi chứ. Lưu Sở Điềm vẫn rất tức giận, nghiến răng nói, 10 năm này, tôi ở thành phố nỗ lực tu luyện, chính là vì mong chờ đến ngày đột phá đến cảnh giới Hòa Kình, để đến tìm anh ta, nhưng anh ta lại mê muội ở những quán bar cao cấp, thật đáng ghét mà. Không ngờ Lưu Sở Điềm này chính là nữ chính si tình trong mấy tiểu thuyết mà. Tô Thương dừng lại một chút rồi nói thay cho anh em tốt của mình, Lưu Sở Điềm, kỳ thực trong lòng Vương Phú Quý luôn có cô. Chỉ vì quá nhớ cô nên trong lòng rất buồn, do đó mới đi đến mấy quán bar để giải sầu thôi, cậu ấy muốn mình đừng quá nhớ nhung cô nữa. Thật sao, Lưu Sở Điềm nghe thấy như vậy lập tức lộ ra vẻ vui mừng, kinh ngạc. Tô Thương gật gật đầu rồi nghiêm túc nói hưu, nói vượt, lúc cậu ấy đi bar trong đầu toàn nghĩ đến cô, dù mấy em nhân viên của quán bar đã thay đổi vô số đợt, nhưng trong lòng cậu ấy, những em nhân viên đi cùng cậu ấy đều có một cái tên. Đó chính là cô Lưu Sở Điềm, cậu ấy đã khắc ghi tên cô vào trong sâu thẳm tâm hồn, mãi mãi cậu ấy sẽ không bao giờ quên được. Tô Thương nói tiếp, nhưng đáng tiếc thời gian trôi qua quá lâu, cô đã thay đổi rất nhiều, cô càng ngày càng trở nên xinh đẹp cho nên mới khiến cho cậu ấy không nhận ra. Cô không nên trách Vương Phú Quý, Lưu Sở Điềm, cô nên trách bản thân cô, ai bảo cô trở nên xinh đẹp như vậy chứ? Tô Thương nghiêm túc trách mắng Lưu Sở Điềm. Trong lòng không khỏi tự tán thưởng bản thân mình. Vương Đại Thiếu Gia, anh em tốt của tôi, người anh này chỉ có thể giúp cậu đến đây thôi nhé. Thì ra là như vậy, xem ra là tôi đã trách lầm anh ấy rồi. Sau khi nghe những lời Tô Thương nói, Lưu Sở Điềm liền lộ ra biểu tình xấu hổ,
rõ ràng là đã hoàn toàn tin những lời Tô Thương nói rồi. Sau khi ngừng lại mấy giây, Lưu Sở Điềm bỗng nhìn Tô Thương nghi ngờ nói, đàn anh mới hơn 20 tuổi mà đã là tông sư võ đạo rồi sao? Đừng gọi tôi là đàn anh nữa, chúng ta là bạn cũ của nhau, gọi tôi là Tô Đại Thiếu Gia là được rồi. Tô Thương dặn dò nói, còn nữa, hầu như không có ai biết được thực lực của tôi, cô đừng làm lộ ra ngoài nhé, tránh gây phiền phức cho tôi. Vâng, Tô Đại Thiếu Gia, tôi hiểu rồi, người có năng lực thật sự thường không huênh hoang, tôi sẽ không nói cho bất kỳ ai biết đâu. Lưu Sở Điềm nghiêm túc gật đầu nói. Ừm. Tô Thương khẽ gật đầu rồi cười nói, được rồi, Lưu Sở Điềm, Vương Phú Quý vẫn còn đang ở bên ngoài, bây giờ cô đi tìm cậu ấy nói chuyện hay sao? Không, lần sau đi, hôm nay tôi, quá xấu rồi. Lưu Sở Điềm nhỏ giọng cầu xin, đúng rồi, Tô Đại Thiếu Gia, anh cũng đừng nói cho Vương Phú Quý biết chuyện Tiểu Điềm Điềm là Lưu Sở Điềm nhé, tôi sợ anh ta biết tôi chọc ghẹo thì sẽ nổi giận với tôi. Vãi! Sao mà tinh tế quá vậy? Sao mà nhỏ bé quá vậy? Tên chó má Vương Phú Quý này kiếp trước cứu vớt cả giải ngân hà hay sao mà lại có được một người con gái ưu tú như vậy thích cậu ấy chứ? Tôi sẽ không nói với cậu ấy đâu, có rảnh thì lại gặp nhé. Tô Thương đứng dậy, sau khi tạm biệt Lưu Sở Điềm thì đi ra khỏi quán cà phê. Rất nhanh, Vương Phú Quý đang lo lắng chờ ở bên ngoài, liền chạy lại vội vàng tới hỏi, vãi, Tô Đại Thiếu Gia. Cậu với cô gái mập đó nói chuyện gì mà cả nửa ngày trời luôn vậy? Ha ha! Tô Thương cười nói, cũng không nói gì khác, chính là nói về ưu điểm của cậu chứ gì nữa, cô ấy nghe thì vui vẻ vô cùng, còn muốn theo đuổi ngược lại cậu nữa. Tô Đại Thiếu Gia, tôi với anh không thù không oán, sao anh lại muốn hại tôi chứ? Vương Phú Quý đen sầm mặt lại nói. Cậu hiểu cái lỗ nờ. Tô Thương liếc Vương Phú Quý một cái rồi dò xét hỏi, cậu còn nhớ lúc nhỏ cậu có định ước chung thân với Lưu Sở Điềm không? Lưu Sở Điềm, là ai? Sao tôi lại không có ấn tượng gì hết vậy? Vương Phú Quý tràn đầy hoang mang nói. Nha! Vừa rồi mình còn khoác lác, nói Vương Phú Quý đã khắc tên của Lưu Sở Điềm vào sâu thẳm linh hồn. Cậu thì tốt rồi, vậy mà quên sạch hết rồi. Hai, hẹn hò trên mạng đúng là có nhiều rủi ro mà. Phải vô cùng cẩn thận, xem như hôm nay tôi đã được trải nghiệm rồi. Tô Đại Thiếu Gia, sau này đừng ở trước mặt tôi nhắc đến chữ điểm này nữa, bây giờ tôi đối với chữ điểm rất là nhạy cảm, vừa nghe tới là thấy toàn thân đã tê dại rồi. Vương Phú Quý thở dài một hơi, sau đó hình như lại nhớ ra điều gì, mặt lập tức tràn đầy hưng phấn nói, đúng rồi, lần trước anh nói không sợ cha nam nhập nhằng chỉ sợ đàn bà 30 tuổi thôi, tôi thấy rất có lý nha. Gần đây tôi tìm được một nhóm WeChat, bên trong toàn là mấy chị chất lượng cao thôi, sướng chết đi được. Vương Phú Quý cười đùa nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh có muốn vào nhóm không, tôi thêm anh vào nhé, mấy chị gái kia tuyệt đối sẽ làm anh lóa mắt luôn. Nhóm các chị gái, còn có mấy nhóm này nữa sao? Tô Thương dừng lại chút rồi nói, làm gì có nhiều chị gái tụ tập thành nhóm nhiều vậy chứ, mấy chị gái đó toàn là giả đó. Cố ý dùng thân phận này làm mánh lới để nâng giá mình lên thôi, cậu nói xem một đêm bao nhiêu tiền thì biết ngay. Cái gì chứ, toàn là mấy chị gái hàng thật giá thật đó, vị trí rõ ràng, không hề dối trên lừa dưới nha. Vương Phú Quý chắc chắn nói. Tô Thương hiếu kỳ nói, thật sao? Nhóm gì vậy? Nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo. Trường mẫu giáo, nhóm phụ huynh. Đùa gì vậy chứ? Tô Thương đen mặt lại liếc nhìn Vương Phú Quý, anh không thèm nhắc Vương Phú Quý nữa, cứ để Lưu Sở Điềm tra tấn cậu ấy cho bỏ ghét. Nghĩ tới đây, Tô Thương liền muốn tạm biệt Vương Phú Quý rồi mình trở về nhà tu luyện tiếp, tối nay còn đi làm việc với vợ nữa. Nhưng mà trước khi rời đi Tô Thương nhìn Vương Phú Quý rồi khẽ cười nói, Vương Đại Thiếu Gia, tôi có món đồ tốt này muốn tặng cậu. Ha ha, Tô Đại Thiếu Gia, anh muốn lấy lòng tôi sao? Muốn xin tôi thêm anh vào nhóm phụ huynh của trường mẫu giáo chứ gì? Vương Phú Quý vẫn còn đắm chìm trong niềm vui sướng ở nhóm chị gái kia, sảng khoái cười nói, anh khách sáo quá rồi, anh là anh em tốt của tôi, có đồ tốt thì cùng nhau dùng, cho dù anh không tặng quà cho tôi thì tôi cũng vẫn thêm anh vào nhóm thôi mà. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy nhưng hai mắt Vương Phú Quý vẫn sáng lên, mong đợi nói, Tô Đại Thiếu Gia, anh muốn tặng quà gì cho tôi thế? Một thứ đồ nhỏ để phòng thân.
Tô Thương mỉm cười rồi từ trong lòng bàn tay xòe ra một đôi vớ màu đen. Đùa, đùa gì vậy chứ? Vương Phú Quý nhìn đôi vớ ở trước mặt, tràn đầy bài xích nói, Tô đại thiếu gia, anh nghèo đến khùng rồi hả? Hay là anh một tên ngốc vậy? Hay anh nghĩ là tôi ngốc? Có ai lại lấy vớ làm quà tặng bao giờ? Anh đang sỉ nhục tôi đấy à? Cậu hiểu cái khỉ khô gì chứ? Tô Thương nghiêm túc giải thích, đôi vớ này không đơn giản nha, quan trọng là nó có thể bảo vệ cho cậu một mạng đó, đừng lại nhảy nữa, cầm lấy đó, nhớ kỹ phải luôn mang theo bên mình nghe không? Được rồi. Vương Phú Quý rất tin tưởng Tô Thương, nghe Tô Thương nói như vậy liền lấy đôi vớ cất vào người mình. Mặc dù cậu ấy không hiểu rõ tại sao Tô Đại Thiếu Gia lại tặng vớ cho mình nhưng cậu ấy biết là Tô Đại Thiếu Gia tuyệt đối sẽ không hại mình. Có lẽ, đôi vớ này là do Tô Đại Thiếu Gia cầu xin được từ một cao tăng nào đó, giống như mấy thứ đồ cầu bình an, phúc khí vậy đó. Chỉ là cao tăng gì mà hiếm thấy vậy, vậy mà lại lấy vớ làm bùa bình an chứ? Chẳng lẽ tiếp xúc với mùi chân của cao tăng đó thì bùa bình an càng có hiệu quả hơn sao? Thôi bỏ đi, mặc kệ vậy, nếu Tô Đại Thiếu Gia đã nói rồi thì cứ cầm lấy trước vậy. Tô Đại Thiếu Gia, sắp đến trưa rồi chúng ta còn chưa ăn cơm, đi, tôi mời anh. Vương Phú Quý suy nghĩ một hồi về đôi vớ, sau đó ngẩng đầu lên thì phát hiện ra Tô Thương đã biến đi từ lúc nào rồi. Tiếp theo đó, cậu ấy liền nhìn thấy Tiểu Điềm Điềm ở trong quán cà phê đang nhìn mình mỉm cười. Ngoá! Dọa cho Vương Phú Quý sợ một phép. Lập tức biến sắc rồi co cẳng lên mà chạy. Không lâu sau, Tô Thương đã trở về biệt thự ven sông, vừa về đến thì nhận được tin nhắn của Hoa Thời Mạc. Thì ra, hai ngày nay Tô Thần Minh và Tô Kiền Khôn đã chạy tới chợ đen Cửu Môn để chờ Tô Huyền Thiên, dường như lại muốn uống rượu cùng với Tô Huyền Thiên để gia tăng tình cảm. Hoa Thời Mạc đã biết Tô Thương chính là Tô Huyền Thiên cho nên mới gửi tin nhắn nhắc anh. Tô Thương mỉm cười nhưng anh không có ý định đến chợ đen Cửu Môn để gặp cha và ông nội. Nếu như không phải là bất đắc dĩ thì anh cũng không muốn dựa vào thân phận của Tô Huyền Thiên để qua lại với bọn họ, dù sao thì cũng cách biệt vai vế mà. Sau khi đọc xong tin nhắn của Hoa Thời Mạc thì Tô Thương nhìn thấy mình còn một tin nhắn nữa vẫn chưa đọc, thì ra là của chị gái gửi đến. Nội dung, lúc nãy chị đang bận, em trai, ở Giang Bắc có người ức hiếp em sao? Tô Thần Minh có đánh em không? Nếu như có, em cứ nói với chị, đợi chị trở về Giang Bắc sẽ khiến cho ông ấy phải trả giá. Sau khi đọc xong tin nhắn, trong lòng anh cảm thấy vô cùng ấm áp, có bà chị như vậy thật là tốt mà. Sau đó Tô Thương nhấn số gọi điện cho Tô Dực Cân, muốn nghe giọng nói của chị, muốn hàn huyên với chị. Nhưng lần này điện thoại cũng không kết nối được. Kỳ lạ, bà chị mình đã cài đặt mình là số điện thoại đặc biệt. Lúc trước mình tùy lúc đều có thể gọi được, sao bây giờ cả hai lần đều không gọi được nhỉ? Tô Thương nhíu mày, nhưng cũng không để trong lòng có lẽ mấy ngày nay chị gái bận thật, qua hai ngày nữa gọi lại vậy. Sau khi cất điện thoại đi, Tô Thương tiến vào trạng thái tu luyện. Thấm thoát màn đêm đã buông xuống. Lý Nguyệt gọi điện tới kêu anh đến đón cô. Vợ à, rốt cuộc em đi làm việc gì vậy, sao lại là ca đêm chứ? Tô Thương mang theo nỗi hiếu kỳ lái xe đến trang viên nhà họ Lý. Giống như tối qua, Lý Nguyệt đã đứng ở bãi xe chờ sẵn. Hôm nay Lý Nguyệt mặc một bộ áo quần kiểu cổ trang màu trắng và một chiếc áo choàng dài xinh đẹp, cả trang điểm lẫn khí chất đều lộ ra phong vị cổ điển, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, quả thực rất đẹp. Vợ à, em mặc thế này đi làm sao? Tô Thương hiếu kỳ hỏi. Lý Nguyệt ngồi vào xe rồi thúc giục nói. Nhanh đi đi, không đến trễ bây giờ. Được rồi. Tô Thương lại càng thêm tò mò, anh muốn đi xem công việc của vợ mình là gì, thế là lái xe nhanh vun vút rời khỏi trang viên nhà họ Lý. Lúc này, ở trong góc tối, Lý Thuần Phong sớm đã phát hiện Lý Nguyệt đi đến nơi này. Lúc đầu ông ta vô cùng tò mò sao cháu gái mình lại mặc áo quần cổ trang chứ, còn trang điểm xinh đẹp như vậy nữa. Bây giờ nhìn thấy Tô Thương đến đón Lý Nguyệt đi thì khuôn mặt già của Lý Thuần Phong đen sạm lại. Đáng ghét mà. Tối qua đến đón, tối nay lại đến, ngày nào cũng đến đón, quả nhiên là tuổi trẻ mà, tụi bay không thể nghỉ một hôm được sao, chuyện đó làm nhiều quá cũng tổn hại cơ thể mà. Còn nữa, đi thuê phòng còn mặc trang phục cổ trang là muốn chơi cosplay sao, Lý Nguyệt à Lý Nguyệt,
cháu cũng không biết dè dặt gì mà. Quá đáng hơn nữa còn nói là đi nhanh đi kẻo trễ nữa chứ. Xem chuyện đó là gì chứ? Là đi làm sao, còn sợ trễ nữa. Trễ chút thì sao nào? Có vậy mà cũng không chờ được nữa rồi sao? Con gái lớn trong nhà như quả bom nổ chậm mà, thôi bỏ đi, để tụi nó giày vò nhau đi, nếu như có thể sớm sinh chắt cho mình thì cũng là chuyện tốt thôi. Lý Thuần Phong sắp tức điên rồi, sắc mặt vô cùng khó coi, lại thở dài một hơi, hai, xem ra chuyện giúp Tô Thương luyện võ phải mau lên lịch trình thôi, ngày mai mình đem theo thông thần đan đi kiếm Tô Thương. Sau một thời gian bị quấy rầy, dụ dỗ thì Tô Kiền Khôn cũng đã chấp nhận thỏa hiệp, nhận lời Lý Thuần Phong, nếu như có thể khiến Tô Thương trở thành tông sư võ đạo thì đứa con đầu tiên của Lý Nguyệt và Tô Thương sẽ lấy họ Lý. Tông sư võ đạo nha! Ở trong thành phố chính là cao thủ siêu cấp đó. Lý Thuần Phong vốn dĩ không muốn đồng ý nhưng thái độ của Tô Kiền Khôn rất là kiên quyết cho nên không còn cách nào khác, Lý Thuần Phong chỉ đành nhận lời thôi. Hy vọng thiên phú của Tô Thương đừng quá kém. Lý Thuần Phong tự lẩm bẩm rồi đi về lại trang viên nhà họ Lý. Nửa tiếng sau, Tô Thương và Lý Nguyệt đã đến cây cầu lưới đỏ nổi tiếng ở Giang Bắc. Cầu dài 1 km, ban đêm rực rỡ ánh đèn, có đài phun nước nhân tạo, cảnh đẹp thu hút nhiều người nổi tiếng trên mạng đến check-in nên nổi tiếng khắp mạng. Lúc này, Lý Nguyệt và Tô Thương đang đứng ở trên cầu, xung quanh không có nhiều người. Vợ à, bây giờ có thể nói rồi chứ, công việc của em là gì vậy, tại sao tối như vậy rồi còn đến đây? Tô Thương cuối cùng không nhịn được liền mở miệng hỏi. Đương nhiên là có thể rồi, vốn dĩ em cũng không muốn giấu anh. Lý Nguyệt giơ cánh tay ngọc ngà của mình lên vuốt mấy sợi tóc ở trên trán, sau đó thuận tay vén ra sau lỗ tai, rồi cười cười nói, kỳ thực, em là một. Thật ra em là một, cô giáo dạy múa. Lý Nguyệt khựng lại một chút rồi quay sang nói về nghề nghiệp của mình, hình như cô thấy hơi ngại một chút. Cô giáo dạy múa. Tô Thương khẽ cười nói, làm anh sợ muốn chết, anh còn tưởng em làm streamer trên mạng đấy. Streamer trên mạng thì sao? Lý Nguyệt nghi ngờ hỏi. Không sao cả. Tô Thương nở nụ cười, sau đó cười nói, làm cô giáo dạy múa rất tốt, anh thích lắm, chỉ là không ngờ rằng vợ à, em còn biết nhảy múa à. Đương nhiên, nhắc đến chuyên ngành của bản thân, trong nháy mắt Lý Nguyệt cực kỳ tự tin cười nói, em học múa chắc phải được vài chục năm rồi, múa là thứ em yêu thích nhất. Giỏi quá, Tô Thương tán thưởng, ngay sau đó cười hỏi, vợ ơi, em am hiểu loại múa nào vậy? Múa cổ phong Trung Hoa. Giỏi, giỏi nha, không hổ là vợ anh rất thích những điệu múa mang nét cổ phong, yêu em chết mất. Tô Thương nhìn Lý Nguyệt. Càng nhìn càng yêu thích cô gái này, anh hỏi tiếp, em đã là cô giáo dạy múa rồi, muộn thế này còn đến cầu lưới đỏ làm gì vậy? Ông nội em không muốn cho em múa, ông ấy cảm thấy múa không có tác dụng gì, làm cô giáo dạy múa cũng không kiếm được nhiều tiền nhưng em muốn tự dùng năng lực của mình để kiếm tiền. Lý Nguyệt mỉm cười nói, thế là em giấu mọi người trong nhà, một mình mở một lớp dạy múa. Nhưng lớp huấn luyện của em đã mở được 2 tháng rồi mà chỉ có 4 đến 5 học sinh thôi, gần đây cũng không có ai đăng ký cả. Nói đến đây, Lý Nguyệt cười khổ nói, nên em định quay một video múa để quảng bá lớp huấn luyện của em. Cầu lưới đỏ này nhìn rất cổ trang và lộng lẫy, rất thích hợp để làm sân khấu. Lý Nguyệt khựng lại một chút, cô cảm thấy hơi ngượng ngùng, nhưng chỗ này sẽ có người qua lại, em sợ múa ở đây sẽ khiến mọi người vây lại xem. Như thế xấu hổ lắm nên Tô Thương, anh đi cùng em đi, mất mặt thì chúng ta cùng mất mặt. Ha ha, Tô Thương cười nói, vợ ơi, em đây là có chứng sợ xã hội à, không nên nha, không phải em là cô giáo dạy múa sao, không phải bình thường cũng sẽ múa trước mặt học sinh ư, sao còn sợ bị mọi người vây lại xem chứ. Hai chuyện này không giống nhau, học sinh là học sinh, người qua đường là người qua đường mà. Lý Nguyệt cắn răng nói, Tô Thương. Rốt cuộc anh có đi cùng em hay không? Chắc chắn phải đi cùng em rồi, gương mặt em xinh đẹp như vậy, anh sợ em múa xong đám con trai vây xem không kiềm chế được, anh phải ở bên cạnh bảo vệ em. Tô Thương chân thành nói. Phi, không đứng đắn gì cả. Lý Nguyệt trợn mắt nhìn Tô Thương nhưng trong lòng lại đang nở hoa, sau đó nói, Tô Thương, vậy em bắt đầu đây, còn đây là máy ảnh và điện thoại của em, anh cầm đi. Sau đó tìm một góc thật đẹp quay em đẹp chút nhé.
Có ngay. Tô Thương nhận lấy máy ảnh và điện thoại, sau đó tò mò hỏi, vợ ơi, em chuẩn bị múa gì vậy, có tên gọi không? Lý Nguyệt gật đầu nói, em định múa quạt đan thanh, em có cải thiện nó một chút trên cơ sở bản gốc, hiệu quả chắc sẽ không tệ lắm. Múa quạt đan thanh, nghe tên đã thấy đẹp rồi, vậy phải cần quạt nhỉ, em có mang theo không? Có chứ. Lý Nguyệt lấy một cái quạt xếp từ trong ống tay áo, hơi nhút nhát nói, Tô Thương, anh mở điện thoại lên đi, phát bài hát đầu tiên trong danh sách nhạc của em ấy, em bắt đầu múa đây. Được rồi, em cứ múa đi, mấy vấn đề khác cứ giao cho anh. Tô Thương khích lệ nói. Lý Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó tiến lên trước mấy bước, đứng giữa cầu lưới đỏ. Trong phút chốc, rất nhiều người qua đường dừng bước lại, nhìn sang phía bên này. Lý Nguyệt để ý thấy mọi người đang nhìn mình càng căng thẳng hơn, nét mặt cũng hơi mất tự nhiên trông như muốn bỏ cuộc giữa chừng vậy. Đúng lúc này, Tô Thương bấm vào danh sách nhạc trên điện thoại di động, một đoạn dạo đầu đẹp đẽ của phong cách cổ trang vang lên. Ca khúc đầu tiên chính là ca khúc cổ trang đang rất hot Thanh Ti. Tiếng nhạc vừa vang lên, Lý Nguyệt lập tức đi vào tư thế, ánh mắt cũng không giống trước, không còn nhìn ra chút nhút nhát nào nữa. Quân nào thấy, thiếp nhẹ nhàng cất bước nhảy. Quân nào thấy, thiếp ra giết kéo đàn. Quân nào thấy, một sợi tóc đen cả đời sầu. Âm nhạc vang lên, Lý Nguyệt thật sự đã nhập cuộc rồi, bắt đầu buổi biểu diễn của chính mình. Cô mặc chiếc váy cổ phong, khoác một chiếc áo choàng rất dài sau lưng, động tác nhẹ nhàng diễn tả tình cảm dịu dàng như nước, cực kỳ uyển chuyển. Tô Thương đứng bên cạnh cầm cái máy ảnh trong tay, vì tìm góc độ nên phải ngồi xổm xuống. Anh vừa quay chụp vừa không kiềm chế được mà khen ngợi, đẹp thật, xem ra vợ thật sự đã từng học múa rồi. Hoa rơi tán loạn, phiêu theo gió, làm loạn tầm mắt ta. Thuyền đánh cá mờ ảo trong làn khói, ngọn đèn dầu đêm nay lụi tàn. Ta vẫn sống mơ mơ màng màng ngày qua ngày, cười xem thế sự đổi thay như nước chảy. Người kia than, than nỗi khổ tương tư bất tận, nhớ hoa niên. Ca khúc vẫn đang tiếp tục. Điệu múa của Lý Nguyệt cũng đang tiếp tục, quạt giấy nhẹ nhàng phe phẩy, cực kỳ mê hoặc. Xung quanh càng ngày càng nhiều người qua đường dừng chân lại xem, thậm chí có người còn lấy điện thoại ra quay chụp. Wow, chị gái này đẹp quá đi, vẻ đẹp thần tiên gì vậy? Múa cũng đẹp, thỏa mãn toàn bộ ảo tưởng của tôi với mỹ nữ cổ trang. Chắc chắn cô ấy là người nổi tiếng nào đó trên mạng đến cầu lưới đỏ để check in đây mà, mọi người có ai biết cô ấy không? Đông đảo người qua đường đều đánh giá rất cao điệu múa của Lý Nguyệt, thậm chí có mấy tên con trai còn không rời mắt khỏi người Lý Nguyệt được. Dám trắng trợn nhìn chằm chằm vợ tôi à, hừ hừ. Chuyện này khiến Tô Thương ghen muốn nổ mắt, trực tiếp phung tay lên, lập tức có một trận gió lớn thổi qua cuốn bụi đất dưới đất lên nhắm thẳng vào mấy tên con trai qua đường kia. Ngoá, gió lớn quá đi. Chết tiệt, mắt của tôi. Mấy tên con trai đang chăm chú xem Lý Nguyệt nhất thời khổ không tả nổi. Hừ, đó chỉ là bài học nho nhỏ thôi đó. Tô Thương hừ lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục thưởng thức điệu múa của vợ mình. Cũng chính lúc này, giây phút huy hoàng đã đến. Chỉ thấy Lý Nguyệt cởi áo choàng xuống, lặng lẽ vứt cho Tô Thương, động tác sau đó không còn nhẹ nhàng chút nào nữa, quạt giấy trong tay trông như biến thành một thanh kiếm vậy. Cô một nhanh một chậm. Cả cơ thể đều đắm chìm vào múa, lập tức khiến khán giả bùng nổ. Danh xưng trích tiên, người không màng gấm son, đến nhân gian đấu rượu trốn hồng lâu, đôi mắt đa tình, vùng bút thêm vài đấu thơ. Rót chén rượu mạnh nhất thế gian, nằm trên tòa lầu chót vót nơi Trường An, nhìn thiên hạ nào ai bình thản như người. Ca khúc vẫn tiếp tục phát ra, lúc này Tô Thương mới phát hiện thì ra đây là một chuỗi các bài hát cổ phong được ghép vào với nhau. Vừa nãy là Thanh Ti, bây giờ đã đổi sang Trích Tiên rồi. Không thể không nói hai bài hát này đều cực kỳ dễ nghe, cộng thêm điệu múa của Lý Nguyệt quả là khiến cho thị giác và thính giác cùng lúc đều được hưởng thụ, do đó càng ngày càng thu hút nhiều người đến xem hơn. Thấm thoát trên cầu lưới hồng đã chật kín người đứng xem, ở tít xa còn có người nhìn lại, tất cả đều nín lặng, hiện trường không có chút tạp âm nào, ai nấy đều sợ sẽ phá hủy sự tốt đẹp này. Khoảng chừng 2 phút đồng hồ sau thì điệu múa của Lý Nguyệt kết thúc, cô thở dồn dập, trên trán ướt đẫm mồ hôi. Cô đưa tay lên lau mồ hôi, kết quả là nhìn thấy có nhiều người đang nhìn mình như vậy,
sự tự tin lúc múa vừa rồi lập tức biến mất, cô nhất thời cảm thấy căng thẳng chạy một mạch ra núp sau lưng Tô Thương, thúc giục Tô Thương rời đi. Mấy người con trai qua đường vây xem đều si ngốc nhìn Lý Nguyệt, Tô Thương nghiến răng đến chảy cả máu, ghen tức muốn chết luôn rồi cho nên không chút do dự nào liền kéo vợ chạy đi mất. Sau khi Tô Thương và Lý Nguyệt rời đi, mọi người ở hiện trường mới kịp phản ứng lại. Ông trời ơi, đúng là chết người mà, khí chất của chị gái này thần tiên rồi. Vừa rồi cô ấy múa gì vậy, quá đẹp, quá rung động. Người đàn ông lôi cô ấy đi là con cóc gì vậy, thế mà lại cầm tay của chị gái, tôi nhìn cũng thấy tức. Huyết thư gửi vạn nhân, cầu xin phương thức liên lạc của chị gái nhỏ. Điệu nhảy của Lý Nguyệt tạo hiệu ứng rất tốt ở nơi đó, lập tức đã có thêm một lượng lớn người hâm mộ. 10 phút sau, một chiếc xe Ferrari màu đỏ đỗ ở ven đường vắng vẻ, Tô Thương và Lý Nguyệt đang ngồi ở trong xe. Tô Thương, mấy người kia không đuổi đến đây đâu nhỉ? Lý Nguyệt vẫn còn sợ hãi trong lòng nói. Không có. Tô Thương nhìn về phía Lý Nguyệt đang ngồi ở ghế lái phụ, khẽ cười nói, vợ ơi, lúc em múa thật là đẹp mắt. Ý của anh là bình thường em không đẹp à? Lý Nguyệt hỏi ngược lại. Cũng đẹp, Tô Thương cười nói, anh rất thích nhìn em múa, đến tên của con chúng mình anh cũng nghĩ kỹ rồi. Chỉ biết nói mấy lời đường mật. Lý Nguyệt hơi thẹn thùng, đỏ mặt lườm Tô Thương một cái rồi chuyển sang nói cái khác, máy ảnh của em đâu, anh đã quay được chưa? Rồi. Tô Thương gật đầu, sau đó đưa máy ảnh cho Lý Nguyệt. Lý Nguyệt nhận cái máy ảnh, xem video một lần trước, sau đó hài lòng cười nói, không tồi, anh tìm góc độ rất tốt, cảm ơn anh Tô Thương. Vợ à, tất cả mọi người đều là người trưởng thành, em chỉ nói cảm ơn ngoài miệng có ý gì? Lý Nguyệt khựng lại nói, vậy anh muốn em cảm ơn như nào? Chuyện này rất đơn giản, lấy thân báo đáp là được rồi. Tô Thương suy nghĩ rồi cười nói, bên kia có một khách sạn chủ đề, chúng ta có thể. Hừ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Lý Nguyệt giận dữ lườm Tô Thương một cái. Em bài xích như thế làm gì, vợ à, dù sao em cũng sẽ gả cho anh mà, làm mấy chuyện đó không phải rất bình thường à. Tô Thương khẽ cười một tiếng. Tô Thương, anh làm em quá thất vọng. Dường như Lý Nguyệt nghĩ đến chuyện gì đó nên bỗng tức giận, đỏ ngầu cả mắt. Khụ, chuyện đó, vợ à, anh chỉ đùa với em thôi, em đừng khóc, anh. Tô Thương đưa tay lên lau nước mắt nơi khóe mắt Lý Nguyệt, đang chuẩn bị an ủi Lý Nguyệt. Đừng đụng vào em. Lý Nguyệt đột nhiên hất tay Tô Thương ra, định mở cửa xe xuống xe. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao đột nhiên cảm xúc lại trở nên kém như vậy? Tô Thương cảm thấy chẳng hiểu gì cả, anh ngăn Lý Nguyệt lại, mờ mịt hỏi, vợ ơi, rốt cuộc làm sao vậy, em tức cái gì vậy? Tô Thương. Ánh mắt Lý Nguyệt dừng trên người Tô Thương, đỏ mắt chất vấn, anh còn nhớ Giang Tuyết Nhi không? Giang Tuyết Nhi. Bạn thân của Lý Nguyệt, hai người giống như là như hình với bóng vậy, hai người mà như một vậy. Nhưng 5 năm trước, đại thiếu gia nhà họ Tô bị Tô Cảnh Hàm tính kế, say rượu làm cho Giang Tuyết Nhi. Chuyện đó mới xảy ra không bao lâu thì Giang Tuyết Nhi mang thai, đứa con trong bụng đương nhiên là của Tô Thương. Chuyện này ầm ĩ đến nỗi ai nấy đều biết, chỉ có điều nhà họ Giang chỉ là một gia tộc nhỏ, thậm chí là gia tộc lệ thuộc vào nhà họ Tô. Bởi vậy nên nhà họ Giang không dám cương với nhà họ Tô, cuối cùng lấy được chỗ tốt từ nhà họ Tô mới đưa Giang Tuyết Nhi đi phá thai rồi rời khỏi Giang Bắc. Từ đó về sau, Giang Bắc ít đi một gia tộc nhỏ, đồng thời cũng ít đi một vị mỹ nữ nổi danh khuynh thành với Lý Nguyệt. Bảo sao Lý Nguyệt đột nhiên tức giận, thì ra là nghĩ đến Giang Tuyết Nhi. Vợ, đương nhiên anh vẫn nhớ Giang Tuyết Nhi. Tô Thương đón nhận ánh mắt của Lý Nguyệt, giải thích nói. Nhưng chuyện năm đó cũng không phải do anh tự nguyện. Ngày đó ở quán Ba Dạ Sắc, em cũng đã nghe những lời của Tô Cảnh Hàm nói rồi, chuyện đó là do cậu ta bày mưu, anh chỉ trúng bẫy của cậu ta thôi. Tô Thương cười khổ nói, rốt cuộc anh cũng chỉ là người bị hại trong chuyện đó. Nhưng Giang Tuyết Nhi bị anh làm nhục, sau đó còn mang thai, đấy là sự thật. Lý Nguyệt cắn răng nói. Anh biết. Tô Thương không phủ nhận. Sau đó nói tiếp, anh giải thích như vậy không phải để trốn tránh trách nhiệm, anh chỉ muốn nói cho rõ vấn đề này, không muốn khiến em đau lòng. Nếu như anh tự làm ra chuyện này, vậy là anh có lỗi với em nhưng khi đó anh không có chút nhận thức nào,
anh có lỗi nhưng anh cũng không sai. Tô Thương chân thành nói. Lý Nguyệt nghe những lời này trong lòng cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút. 5 năm trước, lúc chuyện giữa Tô Thương và Giang Tuyết Nhi vừa nổ ra, cô cực kỳ khổ sở. Sau đó, Tô Thương biến thành một kẻ cực kỳ ăn chơi, đắm chìm trong quán bar cao cấp cả đêm không về. Dần dần, Lý Nguyệt không thèm để tâm đến chuyện này nữa và thiện cảm của cô đối với Tô Thương tiêu tan sạch sẽ, cô quyết định bản thân có chết cũng sẽ không gả cho Tô Thương. Tô Thương làm chuyện gì với Giang Tuyết Nhi không có quan hệ gì với mình, bản thân cần gì phải đau lòng khổ sở. Nhưng gần đây, Lý Nguyệt đã biết chân tướng chuyện năm đó, cũng biết Tô Thương không phải tên ăn chơi, chỉ dùng hình tượng ăn chơi để ngụy trang bản thân mà thôi. Trong nội tâm của cô, chuyện tình trường bụi bặm của Tô Thương dần được tháo gỡ, thậm chí cô còn quan tâm Tô Thương nhiều hơn trước nữa. Kể từ đó, chuyện của Giang Tuyết Nhi liền trở thành khúc mắc trong lòng Lý Nguyệt. Vừa nghĩ đến bản thân của mình đêm đó đã xảy ra chuyện đó với Tô Thương, Lý Nguyệt vô cùng khổ sở. Cô chọn quên chuyện này đi, coi như chuyện gì cũng không xảy ra. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, đã thành sự thật, bản thân cần gì phải lừa mình dối người cơ chứ? Vừa rồi, Tô Thương nói chuyện thuê phòng, cho dù là nói đùa hay nói thật thì đều chắc chắn sẽ chạm đến dây cung yếu ớt nhất trong đáy lòng Lý Nguyệt. Nên cảm xúc đã ứ đọng rất lâu trong cô mới bộc phát. Nhưng suy nghĩ kỹ chút thì đúng thật Tô Thương cũng không làm gì sai. Lúc trước cũng chỉ do thân bất do kỷ, mình không nên phải chấp niệm chuyện trước kia mãi không buông. Từ nhỏ Lý Nguyệt đã lớn lên trong một gia tộc lớn, thường thấy đàn ông tam thê tứ thiếp, cờ đỏ trong nhà còn chưa tháo xuống, thì cờ màu bên ngoài đã tung bay phấp phới. Gặp mấy chuyện như này nhiều cũng thành thói quen nên cô không truy cứu mấy năm nay Tô Thương làm cái gì ở quán bar. Cho dù giả vờ giả vịt hay thật sự tìm đàn bà ở quán bar thì Lý Nguyệt đều không thèm để ý. Đàn ông mà, mấy chuyện này rất bình thường. Nhưng thứ cô để ý là Tô Thương và bản thân của mình. Chuyện này cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Tô Thương, nếu đã nói chuyện này ra rồi, em có thể không truy cứu chuyện trước kia nhưng bây giờ, em cần anh có một lời hứa hẹn. Lúc này, Lý Nguyệt chân thành nói. Hứa hẹn gì? Cho dù sau này anh có bao nhiêu em gái mưa đi chăng nữa thì trong lòng anh, em vẫn phải là người quan trọng nhất. Lý Nguyệt cắn răng nói. Hơn nữa, mấy cô gái kia nếu muốn đi bên cạnh anh đều phải có sự đồng ý của em, anh không được lừa dối em vụng trộm đi tìm tiểu tam. Vợ, anh cảm thấy em lo lắng thái quá rồi. Tô Thương ngôn từ chính trực nói, anh vốn không phải loại người đào hoa, đời này anh chỉ thích mình em, những người con gái khác trong mắt anh chỉ là mấy cái hộp sọ màu hồng, không đáng để nhắc đến. Nói năng ngọt xớt. Lý Nguyệt trợn mắt liếc Tô Thương một cái nói, anh đừng có mà né tránh vấn đề. Em nói anh có thể đồng ý hay không? Có thể, đương nhiên có thể. Tô Thương đáp lại nói. Như thế còn tạm được. Lý Nguyệt nghe được câu trả lời chắc chắn của Tô Thương, nhất thời trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Sau đó thản nhiên nói, Tô Thương, anh đừng nói em bắt nạt anh. Vừa rồi em buộc anh đưa ra quyết định. Bây giờ anh có thể hỏi em một vấn đề cá nhân của con gái. Em sẽ trả lời anh. Thật sao, vấn đề nào cũng được. Tô Thương ngẫm nghĩ cười xấu xa nói. Thật, Lý Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, cô đã đoán được Tô Thương định hỏi một số vấn đề bỉ ổi nhưng vẫn gật đầu, không còn cách nào khác, dù sao lời cũng đã nói ra miệng rồi. Nhưng vấn đề Tô Thương hỏi lại khiến cho cô cực kỳ kinh ngạc, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Vợ ơi, làm sao tháo rời bánh xích của máy xúc lam tường được vậy? Máy xúc sao? Bánh xích sao? Tháo rời ra bằng cách nào? Em là con gái, anh cho em hỏi làm sao để có thể tháo lắp bánh xích của máy xúc vậy? Lý Nguyệt sửng sốt, tức giận nói, cái quái gì vậy, đây là chuyện riêng tư của con gái sao? Em không phải là nói sẽ trả lời câu hỏi của anh sao? Tô Thương nghiêm túc nói, vợ à, vậy em tháo ra làm sao? Em chưa từng lái máy xúc, làm sao em biết được? Lý Nguyệt tức giận nói, Tô Thương, anh cố ý giở trò với em sao? Ha ha! Tô Thương cười nói, vợ à, anh hiểu về vấn đề này hơn e, nên anh sẽ không hỏi thêm bất cứ một câu nào nữa. Nếu em cảm thấy anh đang ép em phải làm một việc gì đó, vì nợ anh mà phải đưa ra quyết định thì chi bằng hôn anh một cái đi. Anh, thật là không xấu hổ. Sau khi sự cố máy xúc vừa rồi làm gián đoạn, Lý Nguyệt tự nhiên quên đi chuyện không vui lúc trước.
Cô ấy nhìn Tô Thương tức giận, sau đó cúi người hôn lên má Tô Thương, bây giờ, làm đi. Không. Tô Thương lắc đầu nói, anh kêu em hôn, nhưng không nói là hôn lên má trái. Em hôn sai chỗ rồi. Thật là phiền phức, thế anh muốn hôn lên chỗ nào? Đương nhiên là ở đây rồi. Tô Thương chỉ vào bên má phải nói. Được. Lý Nguyệt không do dự mà cúi đầu hờ hững hôn lên má phải của Tô Thương, rồi nhanh chóng đứng thẳng lên. Đây là lần đầu tiên cô hôn một người con trai nên tim cô đập loạn xạ vì kích động, khuôn mặt đỏ ửng nóng bừng lên. Đây là một cảm giác tuyệt vời. Vâng, không tệ. Tô Thương lau nước miếng trên mặt rồi nói, vợ à, hôn như này mới đúng, nhưng vừa rồi lại hôn nhầm mất rồi. Anh muốn hôn lại e, bằng không anh phải chịu thiệt thòi à. Nói xong, Tô Thương cúi người hôn trực tiếp lên trán Lý Nguyệt. Thật thơm, thật sự thoải mái, vẻ mặt Tô Thương mê man, không kìm được lòng mà nuốt nước bọt. Mang cái này đi. Em nghiêm túc thật sao? Không, anh nghiêm túc, em cũng sẽ nghiêm túc. Lý Nguyệt không vui, tức giận nói, Tô Thương, vừa rồi là hôn nhầm rồi. Em hôn lên má trái của anh, sao anh lại hôn lên trán của e, như thế không công bằng, em muốn hôn lại anh. Vừa nói dứt câu, Lý Nguyệt chu môi và hôn lên trán Tô Thương. Được rồi, chúng ta đã giải quyết nợ hôn trán, nhưng còn má trái thì sao, em vẫn còn nợ anh đấy. Chụt, Tô Thương hôn Lý Nguyệt một cái lên má trái. Cái gì vậy, em hôn má trái nhưng gần miệng của A, sao anh lại hôn gần tai? Chụt, Lý Nguyệt hôn lại Tô Thương. Cứ như vậy, hai người tính toán chi li với nhau từng cái hôn, trông thật là ngớ ngẩn. Tuy nhiên, những con người đang yêu có không khi nào tỉnh táo đâu. Đừng! Hai người hôn nhau, đột nhiên môi chạm môi, cả Tô Thương và Lý Nguyệt đều sững sờ nhìn nhau. Lúc này, thời gian như đứng lại. Trong xe im ắng, bên ngoài có tiếng lá xào xạc. Sau một hồi lâu, Lý Nguyệt phản ứng lại, vội vàng quay người ngồi sang một bên, mặt đỏ bừng như quả táo chín. Nhớ lại hành động hôn Tô Thương vừa rồi. Lý Nguyệt xấu hổ đến mức không thể đợi được mà tìm mỗi cái lỗ để chui vào. Tô, chấm, Thương. Lý Nguyệt vén mấy sợi tóc trên trái rồi hoảng hốt nói, đưa em về nhà, em còn phải chỉnh sửa đoạn video hôm nay em đã quay, để đưa lên fanpage của lớp huấn luyện. Được được, Tô Thương cười đồng ý. Sau đó, anh lái một chiếc Ferrari màu đỏ đưa Lý Nguyệt trở về trang viên của gia đình họ Lý. Tô Thương, em đi trước đây. Sau khi dừng xe, Lý Nguyệt mở cửa che, vội vàng chạy nhanh vào trang viên. Nhìn vợ rời đi, Tô Thương mỉm cười, liếc mắt nhìn hướng 7 giờ rồi lái xe rời đi. Với năng lực của Tô Thương, đương nhiên anh ấy có thể nhận ra được Lý Thuần Phong đang đứng trong bóng tối nhìn. Lúc anh ấy đến đón Lý Nguyệt, Tô Thương có để ý nhưng không nói ra, lần này anh vẫn giả vờ như không biết. Sau khi Tô Thương rời đi, Lý Thuần Phong mới lộ mặt. Ông ấy lấy điện thoại ra, lướt nhìn đồng hồ ra rồi phân tích nói, một tiếng. Tô Thương chỉ đưa Lý Nguyệt ra ngoài có một tiếng, chiều đi thời gian đi trên đường thì cũng chỉ còn có mấy chục phút. Mấy lần trước đều đi cả đêm, sao lần này chỉ có mấy chục phút? Hơn nữa, cách Lý Nguyệt bước đi rất thoải mái và không hề có áp lực. Cuối cùng, Lý Thuần Phong không kết luận, Tô Thương, cái này của cậu không ông đủ tốt rồi. Không hổ là người thường. Dù có dày dặn kinh nghiệm, mỗi đêm đều có thể làm được. Nhưng sức khỏe không chịu nổi, hơn nữa cậu ta còn là công tử bột, ăn chơi gái gú trong các quán bar đã lâu. Rất có thể cậu ta đã giống tuếch từ lâu. Lý Thuần Phong lo lắng, điều này không tốt chút nào. Cái này liên quan đến hạnh phúc cả đời của cháu gái mình, cậu ta còn là cháu trai của bạn mình. Cậu ta không được phép như vậy. Ngày mai, sáng ngày mai, chúng ta nhất định phải đến tìm Tô Thương. Đưa cho cậu ta một viên đan dược, dạy cậu ta võ công, như vậy mới giữ gìn được sức khỏe được. Sau khi hạ quyết tâm, Lý Thuần Phong nhanh chóng rời đi. Chấm chấm. Khi Tô Thương lái xe về tới nhà thì trời cũng đã tối muộn, anh ấy nhanh chóng ngồi xếp bằng rồi tiến vào trạng thái tu luyện. Thấm thoát đã sang đến ngày hôm sau. Sáng sớm, anh ấy nhận được cuộc gọi từ cha mình. Tô Thương, cha có tin vui cho con đây. Danh con sắp trở thành chiến binh cổ đại rồi. Tô Thần Binh cười nói. Tô Thương ngớ người, nghi ngờ nói, cha, ý của cha là.
Lý Thuần Phong, còn biết ông ta đấy, là ông nội của Lý Nguyệt. Nhà họ Lý có một vật gia truyền là thông thần đan. Người thường có thể ăn nó và trở thành một chiến binh cổ đại chỉ trong vài giây. Viên thuốc này đang nằm trong tay Lý Thuần Phong. Tô Thần Binh cười nói, bây giờ, ông ấy đã quyết định tặng nó cho con. Ông ấy đang trên đường đến biệt thự ven sông rồi đó. Lý Thuần Phong không chỉ cho con thông thần đan, mà còn muốn dạy võ công cho con nữa. Với sự chỉ dạy của ông ấy, tương lai của con sẽ rất sáng lạn. Tô Thần Binh kích động nói, có lẽ, đã đến lúc con có thể đặt chân đến cảnh giới hóa kình rồi. Cảnh giới hóa kình, cái đó cần bao năm mới đạt được. Tô Thương cười cười, nhưng ngoài mặt lại nói, cha à, cái gì mà thông thần đan, có tin được không? Ông nội Lý rất ghét con, có khi nào muốn hạ độc con không? Tên nhóc thối này, con đang nghĩ gì vậy, nhà họ Lý muốn giết con thì cần gì phải phiền phức vậy, chỉ cần một ngón tay đã hạ được con rồi. Tô Thần Binh cảnh cáo, lần này trong cái họa có cái phúc, con nhất định phải hợp tác tốt với Lý ra đấy, đừng làm gì sằng bậy. Được rồi cha. Tô Thương gật đầu, sau đó cố ý hỏi, cha và ông đang ở đâu? Sao hai hôm nay con không ông nhìn thấy hai người? Ha ha, cha và ông của con đang ở chợ đen Cửu Môn. Chúng ta định tìm chú Huyền Thiên để uống vài ly rượu. Tô Thần Binh nói, chú Huyền Thiên. Tô Thương nghe vậy liền cười ra mặt. Thằng danh con, Tô Huyền Thiên là chú của cha, con không được gọi là chú Huyền Thiên. Con phải gọi là ông nội Huyền Thiên. Tô Thần Binh nghiêm túc nói. Ông nội, tôi là ông nội của tôi sao? Tô Thương cười một cái rồi thản nhiên nói, cha, chợ đen Cửu Môn có vui không? Con cũng muốn đến đó. Con đến đây làm gì? Đây là nơi buôn bán chiến binh cổ đại, đồ phế vật như con đến đây có phải thêm mất mặt không ông? Tô Thần Binh cắt đứt ý định của Tô Thương, sau đó nói, này, cha và ông nội đã chờ hai ngày rồi, không biết đến khi nào chú Huyền Thiên mới đến chợ đen Cửu Môn nữa. Nghe vậy, Tô Thương lộ ra vẻ quái đản. Cha ơi là cha không ông hiểu được đâu. Nếu con không đến chợ đen Cửu Môn thì chú Huyền Thiên của cha sẽ không bao giờ xuất hiện đâu. Được rồi, Tô Thương, đừng nói nhảm nữa, tuyệt đối phải nhớ kỹ, phối hợp với nhà họ Lý đó. Lúc này, giọng nói của Tô Thần Binh từ trong điện thoại vọng ra, cha cảnh cáo con, quan hệ giữa ông chủ Lý và ông nội con rất tốt, nếu như con chọc giận ông ta có đánh con thì cũng không ai cứu được con đâu, Dược Cân cũng sẽ không giúp con đâu nhé, con tốt nhất biết điều chút đi. Sau khi nhắc nhở thêm lần nữa thì Tô Thần Binh liền cúp điện thoại. Tô Thương cất điện thoại đi, khóe miệng khẽ nhếch lên cười. Cứ để cho ông nội và cha mình chờ như vậy cũng không phải cho lắm, xem ra mình bắt buộc phải đi đến chợ đen Cửu Môn một chuyến rồi. Tô Thương, ra đây cho tôi. Ngay lúc này ở bên ngoài biệt thự lại nghe thấy giọng của Lý Thuần Phong vang lên. Gâu, Bạch Miêu vốn vẫn đang nằm ngủ trong phòng lập tức cảnh giác nói, chủ nhân, có người đến, còn là một cao thủ nữa. Tao biết rồi, thu khí tức của mày lại đi, ông ta không phải là kẻ thù đâu. Mày đừng đi ra ngoài, để tao ra đối phó với ông ta là được rồi. Tô Thương dặn dò xong thì đứng dậy rời khỏi phòng, anh định xem rốt cuộc thông thần đan là cái thứ gì, đối với mình có tác dụng hay không. Nếu như có tác dụng thì anh cũng không ngại mà nuốt nó, dù sao cũng dâng tới tận cửa rồi thì không cần phải bỏ phí như vậy. Rất nhanh, Tô Thương đã ở ngoài biệt thự nhìn thấy Lý Thuần Phong đang đứng ở đó. Lúc này, Lý Thuần Phong mặc một đồ luyện võ rộng rãi, mặt không có biểu cảm gì nhìn Tô Thương, trong mắt hiện lên cảm xúc phức tạp, nói không nên lời. Cứ nghĩ đến thông thần đan của tổ tiên truyền lại vậy mà lại dễ dàng đưa cho tên khốn nạn Tô Thương, ông ta đau xót cả ruột gan. Ông nội Lý, Tô Thương cười chào hỏi trước rồi mới đi thẳng vào vấn đề, nói thông thần đan đâu, nhanh lấy ra cho cháu xem. Xem ra Tô Thần Binh đã nói hết cho cậu rồi. Lý Thuần Phong chăm chú nhìn Tô Thương, sắc mặt khó coi nói, Tô Thương, cậu cũng không biết khách sáo gì với tôi cả, vừa gặp mặt đã đòi thông thần đan rồi. Hi hi, ông là ông nội của Lý Nguyệt, nhanh thôi cũng sẽ là ông nội của cháu rồi. Tô Thương cười nói chuyện với ông nội của mình mà còn phải khách sáo làm gì chứ, cháu cũng không phải là người hay nịnh nọt. Thằng danh con, thật thẳng thắn mà. Lý Thuần Phong chửi Tô Thương một câu nhưng trong lòng thì vô cùng thoải mái,
không khỏi bật cười. Bởi vì Tô Thương không xem ông ta như người ngoài, cái cảm giác này cũng không tệ nha, chứng minh là Tô Thương đối với nhà họ Lý cũng có lòng trung thành. Tô Thương, nếu như cha cậu đã nói rõ với cậu rồi thì tôi cũng không giải thích công hiệu của thông thần đan nữa. Lý Thuần Phong từ trong lòng lấy ra một cái hộp tinh xảo to chừng quả đấm tay, nghiêm túc nói, nhưng có chuyện này tôi phải nói rõ trước, ăn viên đan dược này xong, bất kể sau này cậu đạt được thành tựu gì nếu như nhà họ Lý gặp khó khăn cậu nhất định phải ra mặt cứu giúp. Ông nội Lý, xem lời nói của ông kia. Tô Thương nghiêm mặt nói, Lý Nguyệt là vợ của cháu, cho dù không có viên đan dược này, chỉ cần nhà họ Lý không chê thực lực của cháu yếu thì cháu sẽ nghĩa bất dung từ bảo vệ nhà họ Lý. Tốt, tốt. Lý Thuần Phong không khỏi khen ngợi Tô Thương, sau đó cởi mở nói, thông thần đan đây, cậu cầm lấy đi, uống ngay trước mặt tôi. Cảm ơn ông nội Lý. Tô Thương đón lấy cái hộp tinh xảo rồi chậm rãi mở ra, kết quả là ngay lập tức mừng rỡ như điên. Trong hộp gỗ đó là một viên đan dược màu xám to cỡ một quả nho, có đường vân khắp thân, còn có mùi hương thoang thoảng nữa. Đương nhiên, những cái đó không tính là gì cả. Quan trọng là viên đan dược này vậy mà lại ẩn chứa linh khí nha, thậm chí còn rất là đậm đặc nữa, có thể so với 20 viên đá năng lượng đó. Nếu như mình không nhìn lầm thì cái gọi là thông thần đan này được chế tạo từ nhiều loại dược liệu đã lâu năm, linh lực trong đó đều là từ những loại dược liệu lâu năm đó tạo nên. Tô Thương phỏng đoán rồi tiếc hận nói, đáng tiếc là, người luyện chế đan dược này tay nghề kém quá, 10 thành linh khí đã lãng phí hết 8 thành rồi. Lại thêm thời gian cất giữ đã quá lâu, đương nhiên cũng tiêu tán hết một thành rồi, bây giờ chỉ còn lại một thành linh khí mà thôi. Nếu như đổi lại là mình luyện chế thì mình chắc chắn có thể phát huy hết được toàn bộ linh khí ở trong các dược liệu lâu năm đó rồi. Một thành linh khí tương đương với 20 viên đá năng lượng, nếu như là 10 thành thì chính là 200 viên đá năng lượng rồi, hoàn toàn có thể giúp mình nhảy vọt qua luyện khí tầng 5 tiến thẳng lên luyện khí tầng 6 luôn đó. Đáng tiếc mà. Giữa trán của Tô Thương toát ra một tia tiếc hận. Tô Thương, đừng ngẩn người ra như vậy nữa, mau nuốt vào đi. Lý Thuần Phong ở bên cạnh thúc giục nói, tôi cũng rất tò mò, cậu ăn thông thần đan rồi thì có thể đặt chân đến cảnh giới gì. Tô Thương phản ứng lại, rồi giơ tay ra cầm viên thông thần đan lên nhưng cũng không lập tức nuốt nó, mà cười nói, hỏi, ông nội Lý. Bình thường mà nói thì thông thần đan có thể khiến cho người bình thường đạt được đến cảnh giới gì trong giới luyện võ. Nếu như Lý Thuần Phong đã tìm đến tận cửa, rồi còn muốn mình nuốt thông thần đan nữa thì chắc chắn mình bắt buộc phải lộ ra chút thực lực rồi. Nhưng mà, Tô Thương không biết nên giả bộ thành cảnh giới nào mới hợp lý, cảnh giới thấp quá thì Lý Thuần Phong sẽ xem thường, cảnh giới cao quá thì có dọa cho Lý Thuần Phong sợ không? Cho nên, Tô Thương mới nhiều chuyện hỏi một câu. Cái này thì không nói trước được, quan trọng là thiên phú của người đó. Lý Thuần Phong thành thực nói, nhà họ Lý chúng tôi, kỳ thực có đến 2 viên thông thần đan. Khoảng hơn 100 năm trước, ông nội của tôi đã ăn một viên sau đó lập tức đạt tới hóa kình sơ kỳ. Lý Thuần Phong tiếp tục nói, thiên phú của ông nội tôi cũng thuộc loại cao đó, sau khi dùng được 10 năm thì đã đạt đến cảnh giới tông sư võ đạo, cả đời dừng bước ở cảnh giới tông sư đỉnh phong. Tô Thương, tôi cũng không kỳ vọng cao ở cậu, chỉ cần cậu có thể thành người luyện võ minh kỳ là được rồi. Lý Thuần Phong nhìn Tô Thương rồi nghiêm túc nói, sau này qua sự dạy bảo của tôi hay là dựa vào sự nỗ lực của bản thân cậu, tốn khoảng 10 mấy năm thôi thì cũng có thể đạt tới cảnh giới hóa kình, còn sau khi đạt được hóa kình rồi, sau đó như thế nào nữa thì tôi sẽ nghĩ cách giúp cậu đột phá tiếp. Còn dùng biện pháp gì thì cậu đừng hỏi nữa, mau ăn thông thần đan đi. Cậu mà không chịu ăn nữa thì tôi đổi ý đó nhé. Lý Thuần Phong thúc giục nói. Được rồi. Tô Thương khẽ nhếch miệng cười, rồi lập tức bỏ viên thông thần đan vào miệng, trực tiếp nuốt vào bụng. Bây giờ, Tô Thương vừa mới đặt chân đến luyện khí tầng 4, còn đang luyện hóa 10 viên đá năng lượng để củng cố cảnh giới. Mặc dù linh khí ẩn chứa ở trong thông thần đan không yếu nhưng cũng không thể khiến anh đột phá lên luyện khí tầng 5 được. Dựa vào sự tính toán của Tô Thương thì muốn đột phá đến luyện khí tầng 5 ít nhất cũng cần đến 80 viên đá năng lượng. Lúc này, Lý Thuần Phong vẫn đang ở bên cạnh cho nên Tô Thương không tiện thi triển cửu u trấn ngục quyết, thế là đành cất thông thần đan ở trong cơ thể, đợi sau này mới luyện hóa nó. Kỳ lạ, Tô Thương,
Cậu ăn thông thần đan rồi mà sao một chút phản ứng cũng không có vậy, có khó chịu không? Lúc này, Lý Thuần Phong hiếu kỳ hỏi. Một câu nói như khiến người ta tỉnh mộng. Tô Thương lập tức phản ứng lại, bản thân mình chỉ là người bình thường, năng lượng của thông thần đan mạnh như vậy chắc chắn phải giả bộ xíu mới được. À, đau chết tôi rồi. Ông nội Lý, bụng cháu đau quá, đầu cũng đau, cháu khó chịu quá. Tô Thương ôm lấy bụng mình, đau đến mức nằm xuống lăn qua lăn lại ở dưới đất, nước mắt nước mũi cũng sắp chảy ra đến nơi rồi. Vậy còn tạm được. Không biết tại sao mà Lý Thuần Phong nhìn thấy Tô Thương đau đến mức sống đi chết lại như vậy thì dường như hận thù đè nén ở trong lòng như được giải phóng ra hết vậy, trong lòng cảm thấy vô cùng dễ chịu. Không phải tên nhóc con nhà cậu rất ngông cuồng sao, ngày ngày dẫn Lý Nguyệt đi thuê phòng, đau chết là đáng đời. Ai bảo cậu dám nhổ, củ cải trắng, của nhà tôi làm gì, bây giờ bị nghiệp quật rồi đó, ha ha. Đương nhiên, Lý Thuần Phong cũng không phải thật sự muốn Tô Thương chết. Nếu Tô Thương chết rồi thì thông thần đan không phải lãng phí rồi sao? Thế là, ông ta chăm chú nhìn Tô Thương không chớp mắt, âm thầm cầu nguyện cho Tô Thương có thể kháng cự lại được công hiệu của thuốc. Khoảng 5 phút sau, Tô Thương diễn cũng mệt rồi nên ngừng lăn lộn rồi đứng dậy hét lên, a. Tiếp theo đó, Tô Thương vô cùng hưng phấn nói, ông nội Lý, bây giờ cháu cảm thấy mình rất mạnh nha. Thành công rồi sao? Lý Thuần Phong vui mừng hết sức khi nghe thấy Tô Thương nói như vậy, thuật miệng đả kích nói, cậu vừa mới trở thành người luyện võ, mà đã cảm thấy mình mạnh lên sao? Cậu có mạnh cỡ nào thì cũng chỉ là minh kỳ cái gì? Vừa nói, Lý Thuần Phong liền phát hiện ra cảnh giới võ thuật của Tô Thương thì lập tức kinh ngạc, trên mặt tràn đầy hoảng hốt. Hóa kình. Lý Thuần Phong không thể tin, chăm chú nhìn Tô Thương, ông ta không thể che giấu được cảm xúc khiếp sợ. Giọng nói cũng run rẩy. Không tồi. Tô Thương suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định ngụy trang thực lực của bản thân thành hóa kình trung kỳ. Ông nội Lý Thuần Phong ăn thần thông đan cũng chỉ mới biến từ người thường thành hóa kình sơ kỳ. Bây giờ Tô Thương một bước nhảy lên thành người luyện võ hóa kình trung kỳ chắc chắn có được sự coi trọng của Lý Thuần Phong. Ông nội Lý. Tô Thương tỏ vẻ không hiểu, nghi ngờ nói, bây giờ cháu cũng là hóa kình trung kỳ rồi ạ. Lý Thuần Phong lấy lại tinh thần, gật đầu một cách trịnh trọng, mừng rỡ như điên nói, Tô Thương, cháu thật khiến người ta bất ngờ, không ngờ thiên phú của cháu lại mạnh như vậy, thế mà trực tiếp đặt chân vào hóa kình trung kỳ, ha ha ha, tôi nhặt được bảo bối rồi. Ông nội Lý, có thật không ạ, cháu còn tưởng cháu không xứng ăn thần thông đan, còn lo lắng sẽ lãng phí đan dược tốt như vậy. Tô Thương khẽ nói, xứng. Cháu là người xứng đáng ăn thần thông đan nhất, xứng đáng hơn bất cứ kẻ nào. Lý Thuần Phong hưng phấn nói, đưa cháu thần thông đan là quyết định chính xác nhất đời mà ông từng làm, cháu không khiến ông thất vọng chút nào. Chẳng qua Tô Thương à, bây giờ cả người cháu có chân khí nhưng cháu lại không biết cách sử dụng nó, cháu cần phải tu luyện nội công tâm pháp. Lý Thuần Phong rèn sắt khi còn nóng nói, ông truyền nội công gia truyền của nhà họ Lý cho cháu hãy nghe cho kỹ. Ông sẽ đọc qua một lần cho cháu nghe trước. Sau đó, Lý Thuần Phong bắt đầu đọc mấy câu khó hiểu như thể đang đọc tác phẩm văn cổ vậy. Đại khái chính là như vậy, Tô Thương, cháu bắt buộc phải chú ý khống chế chân khí trong cơ thể để nó đi khắp cả người. Tuy nội công tâm pháp của nhà họ Lý không đạt trình độ cao nhất nhưng cũng không phải là yếu, không tới 3 đến 5 năm chắc chắn cháu không thể nhập môn mà vào được. Nhắc đến nội công nhà họ Lý Thuần Phong hơi đắc ý. Tiếp tục nói, nhưng nếu cháu chăm chỉ khổ luyện, đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, cộng thêm sự chỉ đạo của ông cam đoan trong vòng 3 năm, ông có thể khiến cháu nắm giữ được chút gia lông của nội công nhà họ Lý. Một câu ngạn ngữ chỉ việc luyện tập chăm chỉ của người xưa. Tam cửu và tam phục là thời điểm lạnh nhất và nóng nhất trong một năm. Ông nội Lý Thuần Phong còn muốn nói thêm gì đó, lúc này, Tô Thương ngắt lời trước. Ngưng tụ một tia chân khí trong tay, tò mò hỏi, công pháp của nhà họ Lý hoạt động như thế này ạ? Ha ha, chắc chắn không phải rồi, cháu mới chỉ nghe ông nói một lần mà thôi, sao có thể nắm bắt? Lý Thuần Phong đang định phủ định những lời nói của Tô Thương, nhưng đang nói, nụ cười trên mặt cứng đờ lại, vẻ mặt cực kỳ khiếp sợ. Làm được. Thế mà Tô Thương làm được rồi.
chỉ nghe một lần mà đã nắm giữ được nội công tâm pháp của nhà họ Lý, chuyện này. Không thể nào. Lý Thuần Phong không dám tin vào hai mắt của mình, xác nhận đi xác nhận lại, ông ta mới phát hiện phương thức chân khí đi khắp cơ thể Tô Thương giống hệt nội công tâm pháp của nhà họ Lý. Thật sự đã luyện thành công rồi. Thiên phú này đúng là khủng khiếp. Tô Thương, cháu, không hổ là chồng của cháu gái ông. Ánh mắt Lý Thuần Phong cháy hừng hực nhìn Tô Thương chằm chằm, ông ta kích động đến nỗi hận không thể nhào đến hôn Tô Thương hai cái. Thanh niên này, đúng là không nói thì thôi chứ gáy một tiếng ai nấy đều phải kinh ngạc. Mới vừa rồi còn lại một tên phế vật, tên ăn chơi bậc nhất Giang Bắc, thế mà vài phút ngắn ngủi thôi đã lắc mình biến thành hóa kình trung kỳ, còn không chế được nội công tâm pháp của nhà họ Lý. Đúng là ứng với câu nói trời đất chưa định, tôi anh đều là hắc mã mà. Cảm ơn thần thông đan của ông nội Lý, cũng cảm ơn ông đã truyền thụ nội công tâm pháp của nhà họ Lý cho cháu. Tô Thương khẽ cười nói, phản ứng kích động của Lý Thuần Phong đều nằm trong dự liệu của anh. Cháu rể ngoan, nói cảm ơn với ông nội làm gì, quá khách sáo rồi. Lý Thuần Phong cười ha hả nói, ánh mắt nhìn về phía Tô Thương tràn đầy tán thưởng. Ông nội Lý, ông vẫn đừng nên gọi cháu là cháu rể. Lúc này, Tô Thương chần chừ không mặn không nhạt nói, chẳng lẽ ông quên rồi ạ, trước đấy trong trang viên nhà họ Tô, chính miệng ông đã nói chỉ cần ông còn một hơi sẽ không để Nguyệt gả cho cháu mà. Ôi, thật ra cháu hiểu được tâm tình của ông nội Lý, do cháu không xứng với Nguyệt, ông nội Lý, ông đã nói muốn hủy bỏ hôn ước đúng không, bây giờ cháu đã suy nghĩ cẩn thận rồi. Tô Thương thở dài một hơi nói, nếu ông nội Lý đã không thích cháu và Nguyệt kết hôn như thế thì hôn ước này hủy bỏ cũng được. Đừng đừng, ai nói ông là không thích, ông không có nói đâu, thật đó. Lý Thuần Phong bỗng cuống lên, vội vàng nói, cháu rể ngoan của ông, lúc ấy ông nội chỉ đùa với cháu thôi, cháu tuyệt đối đừng hủy bỏ hôn ước nhé. Nói đùa cái gì? Bây giờ Tô Thương là thiên tài vạn người có khi không được một, còn kinh khủng hơn mấy nhân tài tông phái võ thuật đó nhiều. Thanh niên tài tuấn như vậy không thể nghi ngờ là con rể tốt nhất của nhà họ Lý, tuyệt đối không thể thả đi được. Hóa ra là đùa ạ. Tô Thương nhìn về phía Lý Thuần Phong, xoay qua nói, nhưng phải làm sao bây giờ cháu lại tưởng là thật. Tô Thương, cháu rể ngoan, hôm đấy là do thái độ của ông nội không tốt lắm, cháu bớt giận. Dường như Lý Thuần Phong dùng giọng điệu cầu xin nói tiếp, thật ra ông biết, từ nhỏ cháu đã thông minh rồi, do Tô Kiền Khôn không biết cách dạy cháu, nên ông mới chủ động đề xuất dạy bảo cháu. Tô Thương, cháu tiếp tục làm chồng của cháu gái ông đi, ông chắc chắn sẽ bồi dưỡng cháu thành siêu cấp cao thủ. Ha ha, Tô Thương thấy đã đủ rồi liền khẽ cười nói, ông nội Lý, cháu cũng chỉ đùa với ông thôi, cháu và Nguyệt yêu thương lẫn nhau, đời này không phải là cô ấy thì cháu sẽ không cưới ai cả. Thằng nhóc này, Lý Thuần Phong bỗng phản ứng lại, giơ tay lên, tức hổn hển muốn giáo huấn Tô Thương nhưng nghĩ lại nghĩ đến thiên phú của Tô Thương nên không đánh nữa mà chỉ vỗ bả vai của Tô Thương, vui mừng cười nói, ha ha, Tô Thương. Có câu nói này của cháu, ông cũng yên tâm rồi. Ông nội Lý, Tô Thương nở nụ cười rồi nói, không biết vì sao bây giờ cháu thấy mệt mỏi quá, đột nhiên muốn nghỉ ngơi ạ. Câu này ý là muốn đuổi khách đi rồi. Trong cơ thể Tô Thương vẫn còn một viên thần thông đan nên phải nhanh chóng luyện hóa xong mới được. Nhưng Lý Thuần Phong lại nói, chuyện thường thôi, cháu vừa đặt chân lên cảnh giới hóa kình, còn học nội công tâm pháp, đương nhiên sẽ cảm thấy mệt mỏi rồi. Như vậy đi, cháu vào trong phòng nghỉ ngơi một lúc trước, ông sẽ ở lại với cháu ở trong phòng khách này. Lý Thuần Phong tiếp tục nói, đợi cháu nghỉ ngơi xong rồi, ông sẽ dẫn cháu đi tìm Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh để bọn họ nhìn thấy sự biến hóa của cháu, chắc chắn ai nấy đều há mồm kinh ngạc cho xem, ha ha. Nói xong, Lý Thuần Phong mặc kệ Tô Thương có đồng ý hay không, trực tiếp đi vào biệt thự. Tô Thương để lộ một nụ cười khổ. Rồi cũng đành lẽo đẽo theo vào. Dựa vào năng lực của anh bây giờ hoàn toàn có thể ngưng tụ linh khí thành màn chắn, che giấu linh khí xuất hiện lúc mình tu luyện nên anh cũng không ngăn cản Lý Thuần Phong đi vào biệt thự. Sau đó, Lý Thuần Phong khoanh chân ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, còn Tô Thương thì lên gian phòng ở tầng 3 của mình để luyện hóa thần thông đan. Thấm thoát trời đã tối đen rồi, Tô Thương cũng thành công luyện hóa xong thần thông đan. Cảnh giới luyện khí tầng 4 cũng đã vững chắc hơn.
theo tính toán thì anh chỉ cần dùng 80 viên đá năng lượng là có thể đặt chân lên luyện khí tầng 5 rồi. Tô Thương, cháu nghỉ ngơi có tốt không? Ông đã hỏi qua rồi, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh đang ở chợ đen Cửu Môn, ông đưa cháu qua tìm bọn họ. Lúc này, có giọng nói của Lý Thuần Phong truyền vào từ bên ngoài phòng. Tô Thương lăn lộn ở nhà họ Tô nhiều năm như vậy vẫn chỉ là một tên bỏ đi nhưng bản thân mình chỉ dạy bảo một chút đã biến thành cao thủ hóa kình, thanh niên tài tuấn. Lý Thuần Phong đã chiến đấu với Tô Kiền Khôn cả một đời rồi, chuyện này chắc chắn phải khoe khoang thật nhiều trước mặt Tô Kiền Khôn mới được. Nghe được những lời nói thầm của Lý Thuần Phong, Tô Thương cười một tiếng rồi đi ra khỏi phòng. Anh cảm thấy nhân cơ hội này phơi bày một ít thiên phú cho cha và ông nội xem cũng không tồi, tránh cho về sau lại phái người bảo vệ mình. Hơn nữa, đúng lúc Tô Thương cũng muốn đến chợ đen Cửu Môn một chuyến, cũng không thể để cha và ông nội như hai thằng ngốc một mực ngồi đợi Tô Huyền Thiên ở chợ đen được. Ồ, Tô Thương, cháu còn nuôi chó à? Ngay lúc hai người đang định rời đi, ánh mắt Lý Thuần Phong dừng trên người Bạch Miêu, ông ta bỗng làm vẻ mặt quái đản nói, kỳ lạ, sao đôi mắt con chó của cháu lại kỳ lạ như vậy, khiến cho người ta có cảm giác không thể nói rõ được. Đương nhiên là kỳ lạ rồi. Bây giờ Bạch Miêu đã là yêu thú luyện khí tầng 3, lực chiến đấu có thể tương đương với tông sư trung kỳ, đương nhiên không phải mấy con chó bình thường. Chẳng lẽ Lý Thuần Phong đã nhận ra được sự khác thường của Bạch Miêu ư? Ông nội Lý, nó chỉ là một con chó bình thường mà thôi, có gì không giống đâu chứ. Tô Thương vừa cười vừa nói. Cũng đúng, có lẽ cảm giác của ông bị sai rồi. Lý Thuần Phong nhẹ nhàng cười nói, con chó này của cháu thật đáng yêu, chắc là chó Teddy đúng không, có tên không? Có ạ, nó tên là Bạch Miêu. Tô Thương đáp lại. Lý Thuần Phong nghi ngờ nói, một con chó màu nâu tên Bạch Miêu. Ha ha, đúng ạ. Người trẻ tuổi các cháu thật biết đặt tên. Lý Thuần Phong cười rồi nói, ông Nhớ Nguyệt rất thích nuôi chó nhưng con chó con bé nuôi trước đây đã chết rồi. Con bé sợ bản thân không chăm sóc được tốt nên không nuôi nữa. Tô Thương, đợi cháu kết hôn với Nguyệt, hai đứa có thể cùng nuôi chó rồi. Vâng ạ. Chúng ta đến chợ đen Cửu Môn thôi. Lý Thuần Phong gật đầu, sau đó liền rời khỏi biệt thự ven sông với Tô Thương. Có điều. Tô Thương vẫn âm thầm nhớ kỹ lời nói của Lý Thuần Phong, anh cảm thấy để Bạch Miêu ở cạnh vợ dường như là một lựa chọn tốt. Đầu tiên, Lý Nguyệt thích nuôi chó, cô mà nhìn thấy Bạch Miêu chắc chắn sẽ cực kỳ vui vẻ. Tiếp theo, Bạch Miêu là một con yêu thú, có thể đi theo bảo vệ Lý Nguyệt. Giờ phút này, ở trang viên nhà họ Đổng, Giang Bắc. Nhà họ Đổng là một trong 4 gia tộc lớn nhất ở Giang Bắc, sức ảnh hưởng của nó vô cùng kinh người. Sản nghiệp trải rộng hết Giang Bắc, dù sao cũng là gia tộc nổi giang ngang với nhà họ Tô, nhà họ Lý và nhà Nạp Lan. Diện tích trang viên nhà họ Đổng vượt qua 12 mẫu, cảnh quan tuyệt đẹp giống như một cái công viên thu nhỏ vậy. Hôm nay, có một vị khách quý muốn đến trang viên, toàn bộ thành viên cấp cao của nhà họ Đổng đều đứng chờ sẵn ở ngoài trang viên, đến thở mạnh cũng không dám. Đồng Tử Khôn mới đi du học về là con trai ruột của ông chủ nhà họ Đổng. Đương nhiên cũng ở trong đó. Đét, chúng ta ở đây đợi ai vậy? Lúc này, Đồng Tử Khôn tò mò hỏi. Một vị cường giả tông phái. Người đàn ông trung niên đứng đầu đáp lại. Ông ta tên là Đồng Văn Thắng, là ông chủ đương nhiệm của nhà họ Đồng, cha của Đồng Tử Khôn. Cường giả tông phái, what is tông phái? Đồng Tử Khôn nghi ngờ nói. Con mới quay về từ nước ngoài không bao lâu, trong nhà có một số việc con không hiểu được. Đồng Văn Thắng giải thích nói, nhà họ Đồng chúng ta sở dĩ có thể đứng vững chân ở Giang Bắc tất cả đều dựa vào tông phái Vô Ảnh Tông. Ông nội của con nhiều năm trước cũng là đệ tử Vô Ảnh Tông, sau khi rời khỏi tông môn mới sáng lập nên nhà họ Đồng. May mắn mà có Vô Ảnh Tông chăm sóc, nhà họ Đồng mới có đất đặt chân, đương nhiên chúng ta cũng sẽ dâng lễ cho Vô Ảnh Tông định kỳ để đối phương tiếp tục chăm sóc. Đồng Văn Thắng nói tiếp. Nói đơn giản thì nhà họ Đồng chúng ta chính là thế lực lệ thuộc vào Vô Ảnh Tông trong thành phố. Còn cái gì là tông phái võ thuật thì, cha chỉ có thể nói con biết những gia tộc trong thành phố này, đừng nhìn họ nở mày nở mặt, thế lực to lớn như vậy, nhưng bọn họ ngay cả người thấp bé nhất trong tông phái cổ võ cũng không dám trêu vào được. Thậm chí chỉ cần một vị cao thủ trong tông phái võ thuật ra ngoài đã có thể tiêu diệt cả một gia tộc to lớn rồi.
Đồng Văn Thắng cười đắc ý nói, chúng ta đầu nhập vào Vô Ảnh Tông, được cho là thế lực trung lưu trong tông phái võ thuật, nhưng đối với những gia tộc trong thành phố mà nói lại là quái vật khổng lồ, bây giờ con hiểu rõ chưa? Y nâu. Đồng Tử Khôn khẽ gật đầu, dò hỏi, đét, vậy chúng ta không cần phải sợ nhà họ Tô đúng không? Đồng Tử Khôn vừa về Giang Bắc đã bị nhan sắc của Lý Nguyệt hấp dẫn nên vẫn luôn dây dưa với Lý Nguyệt. Nhưng mấy ngày trước, lúc anh ta đưa Lý Nguyệt đi học bị đại thiếu gia nhà họ Tô phát hiện nên bị đánh cho một trận. Đồng Tử Khôn vẫn luôn ghi nhớ thù này trong lòng nhưng anh ta biết đại thiếu gia nhà họ Tô là tồn tại mà mình không chọc nổi nên vẫn không dám trả thù. Nhưng bây giờ, sau khi nghe được những lời của cha, Đồng Tử Khôn bỗng cảm thấy gia tộc của mình cực kỳ lợi hại nên không kiềm được mà nảy sinh tâm tư báo thù. Nhà họ Tô. Đồng Văn Thắng khẽ cười nói, đương nhiên là không sợ nhưng không đứng trước bước ngoặt sống chết, nhà họ Đồng chúng ta cũng không muốn xin viện trợ của Vô Ảnh Tông, dù sao thì ân tình dùng một lần sẽ ít đi một lần. Hơn nữa nếu nhiều lần tìm kiếm Vô Ảnh Tông xin trợ giúp, Vô Ảnh Tông sẽ cảm thấy nhà họ Đồng chúng ta hay gây chuyện thị phi trong thành phố, nếu khiến Vô Ảnh Tông cảm thấy phiền phức như vậy sẽ mất nhiều hơn được rồi. Đồng Văn Thắng nghi ngờ nói, Tử Khôn, sao con lại hỏi vậy? Chẳng lẽ có người nhà họ Tô chọc giận con à? No. Đồng Tử Khôn vội vàng phủ nhận, chuyện bị đánh vẫn luôn không phải chuyện gì vẻ vang cho lắm. Nếu như có thể trả thù lại thì nói cho cha cũng được nhưng ý của cha rõ ràng là sẽ không dùng quan hệ với Vô Ảnh Tông để đối phó với đại thiếu gia nhà họ Tô nên Đồng Tử Khôn lựa chọn giấu giếm. Đồng Văn Thắng gật đầu, sau đó bất mãn nói, Khôn. Con cũng đã quay về Giang Bắc được một khoảng thời gian rồi, sao vẫn chưa sửa được, lúc nói chuyện đừng nói lẫn cả tiếng Anh, nước ngoài không ra nước ngoài, nước mình không ra nước mình, dễ khiến người ta cảm thấy khó chịu lắm. Con biết rồi đét, về sau con sẽ không vậy nữa. Đồng Tử Khôn cung kính đáp lại. Đét đét, con không thể con gọi một tiếng cha à. Đồng Văn Thắng tức giận nói. Đồng Tử Khôn vội vàng đổi giọng, vâng, thưa cha. Thế còn tạm được. Đồng Văn Thắng hài lòng gật đầu, đang chuẩn bị răn dạy con trai thêm vài câu nữa. Thì lúc này, một người đàn ông trung mặc mặc trường bào bỗng xuất hiện trước mặt ông ta. Người này hơn 50 tuổi, lưng đeo một thanh kiếm dài, hai con mắt sáng ngời có thần, quanh thân tản ra một luồng khí tức kinh khủng. Đồng Văn Thắng nhìn thấy người này, trong nháy mắt vẻ mặt tràn đầy cung kính, phịch một cái quỳ xuống đất, vừa dập đầu. Vừa kính sợ nói cung nghênh tiền bối cát. Cung nghênh tiền bối cát. Những người khác nhà họ Đồng đứng sau lưng ông ta kể cả Đồng Tử Khôn rõ ràng đã sớm được sắp đặt trước, mọi người cùng loạt soạt quỳ xuống đất, hô trăm miệng một lời. Người đàn ông trung niên, lưng đeo thanh kiếm dài này chính là sư phụ Nạp Lan Vô Đạo, trưởng lão Vô Ảnh Tông, Cát Bình. Lúc này, Cát Bình cũng không để mọi người nhà họ Đồng đứng dậy mà nhìn về phía Đồng Văn Thắng. Giọng điệu hờ hững hỏi, gia chủ nhà họ Đồng, tôi kêu ông điều tra người kia, bây giờ như thế nào rồi? Dạ thưa tiền bối cát, người đó đang ở chợ đen Cửu Môn ạ. Đồng Văn Thắng nơm nớp lo sợ nói. Chợ đen Cửu Môn? Được, tôi đã biết rồi. Sau khi có được câu trả lời chắc chắn, Cát Bình liền tung người rời khỏi trang viên nhà họ Đồng. Lúc Đồng Văn Thắng ngẩng đầu lên thì trước mắt cũng không còn bóng dáng của Cát Bình nữa. Ông ta đến nhanh mà biến mất cũng nhanh giống thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Đêm khuya, khoảng 10 giờ. Chợ đen Cửu Môn. Ở đây không chỉ bán tất cả những đồ cần thiết cho người luyện võ, còn có các loại đồ ăn chế biến từ nhiều loại dược liệu quý, có điều giá cả tương đối đắt đỏ. Lúc này, Tô Kiền Khôn và Tô Thần Binh cùng ngồi lại trước một gian hàng, nhìn chăm chú không chớp mắt vào những người qua lại trên đường. Cha, chúng ta chờ lâu như vậy rồi. Mà không nhìn thấy chú Huyền Thiên, cha nói xem không phải chú ấy đã đi khỏi Giang Bắc rồi chứ. Tô Thần Binh có chút nản lòng, chịu không được mà nói. Chắc là không đâu. Trong lòng Tô Kiền Khôn cũng đang lẩm bẩm, nhưng vẫn nói, đợi thêm chút nữa đi, kiên trì lên, có lẽ đêm nay sẽ đợi được người anh em Tô Huyền Thiên thôi mà. Nói thật, Tô Thần Binh muốn bỏ cuộc rồi, có điều lời Tô Kiền Khôn nói ra, ông ấy thấy có chút đúng. Nên gật đầu đồng ý, sau đó nói, cũng không biết Tô Thương giờ thế nào rồi, uống thông thần đan xong có trở thành người luyện võ hay không? Đứa trẻ đó có gì đáng quan tâm chứ, nhiều năm như vậy rồi, đều chưa tu luyện lần nào,
đừng nói là thông thần đan, thậm chí cho nó uống linh đan thần dược cũng vô dụng. Nhắc đến Tô Thương, Tô Kiền Khôn liền khinh thường nói, theo như cha suy đoán, nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Tô Thương có lẽ có thể trở thành người luyện võ minh kình sơ kỳ, nói chung vẫn là rác rưởi. Cũng đúng. Tô Thần Minh giống như gật đầu đồng ý, sau đó nghi ngờ nói cha, nếu cha cảm thấy Tô Thương đã uống thần thông đan mà không có tác dụng gì lớn, tại sao phải tìm đủ mọi cách để được ông chủ nhà họ Lý đưa cho Tô Thương viên thông thần đan chứ? Người luyện võ minh kình cũng tốt, ít nhất cũng là người luyện võ, sau này tích tụ được nhiều loại dược liệu quý, nói không chừng lại có thể đặt chân đến cảnh giới ám kình. Tô Kiền Khôn cười nói, cha không hề kỳ vọng cao vào Tô Thương, cảnh giới ám kình là được, cơ thể khỏe mạnh, có thể giảm bớt khả năng bị bệnh, so với người bình thường khỏe hơn nhiều là được. Cái này, cha à, hóa ra cha chỉ là muốn để Tô Thương uống thông thần đan để có thể khỏe mạnh sao? Tô Thần Minh cười nói, đây có lẽ có chút quá mức cần thiết rồi đó. Mày hiểu cái dám gì, sức khỏe là nguồn gốc của mọi thứ, Tô Thương cứ năm ba bận lại đi quán ba, cũng sớm đã bị kiệt sức rồi, luyện được chân khí vừa hay có thể bù đắp được thiếu hụt. Tô Kiền Khôn nói tiếp, hơn nữa, cha chủ yếu là muốn để Lý Thuần Phong dạy dỗ Tô Thương. Nếu trực tiếp nói ra thì với tính cách của Lý Thuần Phong chắc chắn không đồng ý, mà dù cho ngoài mặt đồng ý, thì cũng không thể tận tâm tận lực. Tô Kiền Khôn bày mưu tính kế cười nói, nhưng bây giờ thì khác rồi, tên phế vật Tô Thương đã uống được bảo vật gia truyền của nhà họ Lý, thông thần đan, Lý Thuần Phong chắc chắc sẽ đau đớn không thôi. Để chứng minh công dụng của thông thần đan, cũng không để lãng phí viên đan dược kia, ông ta chắc chắn sẽ tận tâm tận lực dạy bảo Tô Thương. Tô Kiền Khôn cười nói, cha đúng là sáng suốt. Tô Thần Minh như tỉnh ngộ ra, sau đó đột nhiên nhớ ra một chuyện, liền hỏi. Cha à, con nghe nói cha đồng ý ông chủ nhà họ Lý, nếu Tô Thương trở thành tông sư võ đạo, đứa con đầu tiên của Tô Thương với Lý Nguyệt thì sẽ phải mang họ Lý sao? Cha đã đồng ý rồi. Cái cha này, cha bị hồ đồ rồi hả, sao lại có thể làm như thế, nếu để người khác biết cháu của cha họ Lý, nhà họ Tô chúng ta sẽ bị toàn Giang Bắc chê cười chết mất thôi. Tô Thần Binh nói, con lo gì mà lo, không phải là con cảm thấy Tô Thương sẽ đặt chân được đến cảnh giới tông sư đó chứ? Tô Kiền Khôn tinh nghịch cười nói, đừng nói đến tông sư, nó cả đời này chắc chắn chỉ dừng chân ở ám kình, còn ở ngưỡng cửa hóa kình thì đừng nghĩ là nó có thể sờ đến. Nếu nó có thể trở thành người luyện võ hóa kình, ba chữ Tô Kiền Khôn này của cha sẽ viết ngược lại. Tô Thần Binh nghe đến đây, liền im lặng, cảm thấy trong lời nói của cha mình mặc dù là đang xem thường Tô Thương, nhưng lại cảm thấy cực kỳ chính xác. Tô Kiền Khôn, Tô Thần Binh, chính ngay lúc này, Lý Thuần Phong cùng với Tô Thương tới, xuất hiện trước mặt hai người. Ông nội, cha, Tô Thương cười chào hỏi. Tô Thương. Tô Thần Binh nhìn thấy Tô Thương, đột nhiên nhíu mày lại, ở đây là chỗ người luyện võ qua lại, con là một người bình thường đến đây làm gì? Tô Thương sờ sờ mũi, đang muốn mở miệng nói lại bị Lý Thuần Phong cản lại. Tô Thương, trước tiên cậu đừng nói gì cả. Lý Thuần Phong cười cười, sau đó nhìn Tô Thần Binh, nói Tô Thương bây giờ, lại không phải người bình thường nữa rồi. Cái gì, Tô Thương, con trở thành người luyện võ rồi sao? Tại sao cha không phát hiện ra được? Tô Thần Binh ngạc nhiên nói. Lý Thuần Phong không trả lời Tô Thần Binh, mà nhìn vào Tô Kiền Khôn bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói, Tô tóc bạc, giao ước giữa chúng ta vẫn còn tính chứ, chỉ cần Tô Thương trở thành tông sư võ đạo, ông sẽ để đứa cháu đầu tiên mang họ Lý phải không? Đúng vậy. Tô Thần Binh nhìn Tô Thương, không hề nhìn thấy được một chút chân khí nào, thế là hỏi, Lý Thuần Phong, ông vẫn chưa cho Tô Thương uống thông thần đan hả? Nó bây giờ vẫn là người bình thường, ông định khi nào lấy thông thần đan ra hả? Đừng vội chứ. Lý Thuần Phong cười đùa tinh nghịch, sau đó nói, Tô tóc bạc, ông cũng biết, tông sư võ đạo không phải là một việc giải quyết trong chốc lát, cái này cần phải tích lũy trong thời gian dài. Mà Tô Thương và Lý Nguyệt, có lẽ gần nhất là 2 năm thì sẽ kết hôn sinh con, cái ước hẹn này đối với tôi có chút không công bằng. Lý Thuần Phong nhẹ nhàng cười nói, thế này đi. Chỉ cần Tô Thương uống thông thần đan, có phong thái bước vào tông sư võ đạo, thế thì đứa con đầu tiên sẽ mang họ Lý của Lý Nguyệt, được chưa? Tất nhiên, ông nói nhượng bộ, tôi cũng sẽ nhượng bộ, ông không phải luôn muốn nghiên cứu kiếm phổ của tôi hay sao,
nếu Tô Thương không có phong thái tông sư, tôi cũng sẽ đem kiếm phổ tặng ông thấy thế nào? Ha ha, được thôi. Tô Kiền Khôn không cần nghĩ ngợi liền đồng ý liền, sau đó chịu không nổi mà nói, Lý Thuần Phong ơi Lý Thuần Phong, ông thông minh một đời hồ đồ một giờ rồi hả, ông lại có thể đem kiếm phổ tặng không cho tôi vậy hả, ha ha ha. Tô Thương, đứa con này của tôi, là đồ bỏ đi hơn 20 năm nay, ăn của nhà họ Tô, uống của nhà họ Tô, bây giờ cuối cùng cũng góp một phần sức lực rồi, được lắm, cũng tính là có chút có ích, cha không uổng công nuôi con lớn thế này. Tô Kiền Khôn nói, được, đây chính là ông nói nhé. Lý Thuần Phong nghe được Tô Kiền Khôn đồng ý, đột nhiên lộ ra nụ cười đầy âm mưu, đồng thời đưa cánh danh của Tô Thương giơ lên nói, Tô Kiền Khôn, ha ha, anh bị lừa rồi. Hả, là ý gì chứ? Tô Kiền Khôn đột nhiên khẽ nhíu mày. Lý Thuần Phong cười, anh thử lại xem, Tô Thương là cảnh giới gì? Không phải là bình thường, cái gì, hóa kình, trung kỳ. Ánh mắt Tô Kiền Khôn nhìn vào trên người Tô Thương, nụ cười trên khuôn mặt lập tức cứng đơ lại. Ha ha, anh bị lừa rồi, Tô Thương đã uống thông thần đan, hơn nữa còn nhảy lên hóa kình trung kỳ, thiên phú còn mạnh hơn so với ông nội của tôi rất nhiều. Lý Thuần Phong đắc ý cười nói, vừa nãy, tay của tôi để lên tay của Tô Thương, là tôi dùng chân khí nhiễu loạn phán đoán của anh. Lúc này, Tô Kiền Khôn đã nhận ra được chân khí trong người Tô Thương không ổn định. Liền mừng rỡ như điên. Hóa kình trung kỳ hả? Đây đâu chỉ là có phong thái của tông sư bình thường đâu. Hơn 100 năm trước, chủ nhân của nhà họ Lý, sau khi uống thông thần đan ngay giây sau liền biến thành hóa kình sơ kỳ, kết quả cuối cùng bước chân lên tông sư đỉnh phong. Mà đứa cháu Tô Thương của mình, khởi điểm so với ông chủ họ Lý còn cao hơn thế, ngày sau nói không chừng có thể đột phá tông sư, tiến thêm một bước. Nghĩ đến đây, Tô Kiền Khôn kích động tột đỉnh, nhưng khi nghĩ sang chuyện khác, ông ấy lại nhớ đến lời giao ước vừa nãy, sắc mặt đột nhiên tối sầm lại. Lý Thuần Phong, cái lão già tóc rối nhà ông vậy mà lại dám gài bẫy tôi, không được, ước định lúc nãy không tính. Tô Kiền Khôn dứt khoát nuốt lời. Lý Thuần Phong nghe thấy như vậy liền nghiến răng nói, Tô tóc bạc, cái dám nhà ông, bước chân trước xong rồi muốn lật lọng phải không? Tôi chính là lật mặt đó làm sao nào? Dù sao đứa con của Tô Thương và Lý Nguyệt bắt buộc phải là họ Tô. Cái lão già không biết xấu hổ nhà ông, tôi mặc kệ những cái đó, đứa bé phải mang họ Lý. Hừ, không phục thì chúng ta đánh một trận, ai thắng thì người đó có quyền quyết định. Đánh thì đánh ông tưởng là tôi sợ ông sao. Cứ như vậy Tô Kiền Khôn và Lý Thuần Phong hùng hổ rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Nhìn thấy hai người rời đi, Tô Thương sững người rồi nói, cha à. Bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Không sao đâu, yên tâm đi, đấu võ mồm là chuyện hàng ngày của bọn họ rồi, cãi nhau có mà cả đời rồi. Tô Thần Binh nhìn sang Tô Thương rồi hưng phấn nói, ngược lại là con, Tô Thương, không ngờ là thiên phú của thằng nhãi con vậy mà lại tốt như vậy, sau khi ăn thông thần đan thì thực lực đã sắp đuổi kịp cha rồi. Đó là đương nhiên rồi, lúc trước chẳng qua là con không muốn tu luyện thôi, con mà tu luyện thì cha là cái gì chứ? Tô Thương kiêu căng bĩu môi sau đó nhìn về phía cha mình khinh thường nói, cha à, bây giờ cha đã biết ở nhà họ Tô chúng ta, đồ bỏ đi thật sự là ai rồi chứ? Mất dạy. Tô Thần Binh đen xạ mặt lại, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên nhóc thối tha, vậy mà mày dám nói móc tao, không phải là do mày ăn được thông thần đan sao, cái thứ dược liệu đó hiệu quả vô cùng thần kỳ, nếu như tao mà được ăn thì chắc chắn hiệu quả còn tốt hơn cả mày nữa. Mày chẳng qua là gặp may mắn thôi, hay mày vẫn nghĩ là mình thực sự giỏi giang sao? Nói nhiều như vậy có tác dụng gì chứ? Tôi thường dùng cái giọng điệu mỉa mai của cha mình để nói, cha à, cha đúng là đồ bỏ đi mà, 40 tuổi hơn rồi mà vẫn chỉ là một hóa kình hậu kỳ nhỏ nhoi thôi, đúng là đồ rác rưởi mà. Mày dám nói lại câu đó lần nữa coi. Tô Thần Binh tức muốn nổ phổi, ngay lập tức rút cái dây thắt lưng ra. Vãi! Cha lại hù dọa con sao, đây là chợ đen Cửu Môn đó, cha đụng vào con thử xem. Tôi thường khoanh hai tay lại, rồi cười đùa nói. Đừng trách là con không có nhắc cha đó nha, chợ đen Cửu Môn cấm đánh nhau ở trong chợ đó nếu không là sẽ bị ông chủ của chợ đen trừng phạt đó nha. Mày đi chết đi. Tô Thần Binh bị chọc cho tức chết mà,
nhưng mà ông ta vẫn cất cái sợi dây thắt lưng đi. Kỳ thực, ông ta hoàn toàn không có tức giận, ngược lại ngay chờ phút này còn đặc biệt vui vẻ vô cùng, con trai của mình đã có một bước tiến bộ lớn như vậy, người làm cha đương nhiên là phải vui mừng rồi, nghĩ nghĩ đi nghĩ lại, khóe miệng của Tô Thần Binh không tự chủ được mà lộ ra một nụ cười. Nhưng mà ông ta chợt nhớ tới một vấn đề, liền nghi ngờ nói, tôi thương đây là lần đầu tiên con đến chợ đen Cửu Môn, sao con lại biết được là chợ đen không cho đánh nhau chứ? Con, Tô Thương, sững người một chút rồi sau đó cười nói giải thích, con nhìn thấy ông nội và ông nội Lý cãi nhau dữ dội như vậy mà cũng không dám đánh nhau ở chợ đen Cửu Môn cho nên con cảm thấy chỗ này chắc là không được đánh nhau, cha à, con thông minh chứ? Thông minh cái đầu mày. Tô Thần Binh ngoài mặt thì mắng chửi nhưng trong lòng thì rất là vui, ngay sau đó lại nghiêm túc nhắc nhở Tô Thương, giới luyện võ rất là rộng lớn, con chỉ là một hóa kình trung kỳ mặc dù không phải là yếu nhưng cũng không có cách nào có thể so sánh được với các cao thủ chân chính, con phải biết khiêm tốn, đừng cảm thấy mình có chút thực lực mà có thể đi khắp nơi gây chuyện nghe chưa? Ừm, con biết rồi, Tô Thương gật đầu nói. Còn nữa, con phải biết nỗ lực tu luyện, đừng có mà dương dương tự đắc. Kiêu ngạo, tự mãn, con đường của con còn rất là dài, có lẽ con còn có thể trở thành một người luyện võ chân chính. Tô Thần Binh tiếp tục dặn dò. Cái này mà còn cần cha nói sao, cha yên tâm đi, con chắc chắn sẽ nỗ lực để mà tu luyện. Tôi Thương nghiêm túc nói. Nghe thấy câu trả lời của Tô Thương, Tô Thần Binh lập tức cảm thấy vô cùng vui mừng, xem ra con trai của mình đã trưởng thành thật rồi. Lúc này, Tô Thương lại nói thêm, con phải nỗ lực tu luyện để cho cơ thể trở nên cường tráng, khỏe mạnh, có như vậy sau này đi đến mấy quán ba cao cấp nhất định sẽ có thể đại sát tứ phương, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Con phải để cho mấy cửa tiệm massage chân không thể nào che được mắt của con. Con phải để cho các quán ba cao cấp không thể chôn vùi được trái tim của con. Con phải khiến cho thân thể yếu ớt, thận hư, thận yếu gì cũng phải tan thành mây khói. Con phải khiến cho cường tráng, khỏe mạnh trở thành người bạn thân bên cạnh con. Tô Thương chứng chạc đàng hoàng nói, con muốn để cho tất cả các em nhân viên ở Giang Bắc khi nghe được đến tên con thì phải kinh hồn bạt vía, run rẩy lập cập. Tô Thương càng nói càng hăng hái, biểu cảm dần dần càng hùng hồn, cảm xúc dần dần bùng nổ, hai câu thành ngữ sau cùng trầm bổng du dương, khí thế vô cùng tốt. Tô Thần Binh ngây ngẩn cả người. Một lát sau mới phản ứng lại được sắc mặt đen tối vô cùng. Cái thằng thối tha, hóa ra mày luyện võ chỉ là để đối phó với mấy em nhân viên ở quán ba cao cấp hay sao? Tô Thần Binh cố nén tức giận, dò hỏi. Tôi Thương bèn hỏi ngược lại, không phải vậy sao? Không phải vậy sao? Không phải vậy sao cái đầu mày? Tô Thần Binh thực sự là không chịu được nữa rồi, quá đáng hận mà, ông ta giơ chân lên muốn đạp cho Tô Thương một cái. Cha à, cha muốn bị ném ra khỏi chợ đen Cửu Môn sao? Tô Thương vội vàng nhắc nhở. Tô Thần Binh nghe thấy như vậy thì từ từ hạ chân xuống, sau đó thở dài mấy hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Tôi Thương, thằng nhóc thối nhà con nghĩ rằng mình đã thật sự rất là mạnh sao? Tô Thần Binh đen mặt lại nói, cha cũng không muốn đả kích con nhưng mà cái thực lực này của con so với chú Huyền Thiên của cha thì còn kém rất là xa nha. Chú Huyền Thiên của cha mới hơn 20 tuổi thôi, bằng tuổi của con đó, vậy mà lại là tông sư võ đạo rồi, con lấy cái gì mà so với chú Huyền Thiên chứ? Tô Thần Binh cười đắc ý, nói. Vâng, Tôi Thương khẽ cười nói, chú Huyền Thiên của cha rất là lợi hại vô cùng, tất nhiên là nhân tài trong những nhân tài rồi, con thật sự rất muốn khi gặp chú ấy để mà họ hỏi. Ha ha, con bỏ ý nghĩ này đi, chú Huyền Thiên của cha là nhân vật nào chứ? Sao có thể cùng con gặp mặt được? Tô Thần Binh cũng không lưu tình chút nào, đả kích nói. Vâng, 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 cha nói đều đúng. Tô Thương cũng không tranh cãi mà lại hỏi, cha, bây giờ cha về nhà sao? Không về, không gặp được chú Huyền Thiên, cha tuyệt đối sẽ không về nhà. Tô Thần Binh nghiêm túc nói, ánh mắt vô cùng kiên định. Vậy sao, vậy thôi con về trước đây. Con về làm gì chứ? Mấy em nhân viên ở quán ba còn đang chờ con mà. Tô Thương nghiêm trang nói. Thằng danh con, đúng là chó không sửa được việc ăn mà, vừa nãy mới có chút giao tình tốt với nhà họ Lý, bây giờ là không thể biết điều chút hay sao.
Tô Thần Bình cứ hùng hổ mắng nhưng mà Tô Thương căn bản không thèm để ý tới, sau đó quay lưng đi rời khỏi chợ đen Cửu Môn. Cái thằng thối tha này. Tô Thần Bình khinh bỉ nói một câu nhưng cũng không đuổi theo Tô Thương mà ngồi xuống, kiên nhẫn chờ đợi Tô Huyền Thiên. Hy vọng tối nay chú Huyền Thiên sẽ đến chợ đen Cửu Môn. Sau khi rời khỏi chợ đen Cửu Môn, Tô Thương cũng không có đi xa, anh định tìm một nơi không có người qua lại để thi triển thuật dịch dung. Nhưng mà ngay lúc này thì anh lại chú ý đến một cao thủ siêu cấp đang tiến vào chợ đen Cửu Môn. Người này mặc một bộ trường bào, sau lưng lại đeo một thanh kiếm dài, toàn thân tỏ ra khí tức vô cùng cường đại, ngay cả tim Tô Thương cũng đập nhanh lên. Quá mạnh! Nếu như mình muốn thắng ông ta, e rằng còn cũng phải thi triển huyết tế. Giang Bắc vậy mà lại có nhân vật như thế này, không biết người này là cảnh giới nào nhỉ, có vượt qua tông sư không? Trong lòng Tô Thương không ngừng tính toán, bước chân cũng không hề dừng lại, anh cảm thấy hình như đã gặp qua người này rồi. 2 phút sau, Tô Thần Binh đang ngồi trên ghế, quan sát người qua lại trên đường, hy vọng có thể nhìn thấy chú Huyền Thiên. Nhưng mà ngay lúc này, người đàn ông trung niên mang kiếm ở trên lưng lại đi tới, ông ta chính là Cát Bình. Biểu cảm u ám nhìn Tô Thần Binh, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Hừ, Tô Thần Binh nhíu mày, mơ hồ cảm giác được luồng sát ý này, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Ngay sau đó, Tô Thần Binh đứng lên, nhìn về phía người đàn ông mang thanh kiếm dài ở sau lưng không xa đó, mở miệng dò hỏi, xin hỏi ông là ai? Sao cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Thân phận của tôi, một tên hóa kình rác rưởi như ông vẫn chưa có tư cách để biết đâu. Ánh mắt Cát Bình lạnh lẽo, thản nhiên nói, ông chỉ cần biết, tôi chính là người sẽ giết chết ông là được rồi. Nghe đến lời này, Tô Thần Binh hoàn toàn không có lộ ra chút mảy may e ngại nào, cũng không hề lựa chọn chạy trốn. Bởi vì ông ấy biết, thực lực của đối phương vượt qua mình rất nhiều, bản thân mình tuyệt đối chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của ông ta. Thế là, Tô Thần Binh cứ đứng yên tại chỗ, bình tĩnh hỏi, ai sai ông tới, tại sao lại muốn giết tôi? Ông tự mình biết rõ chứ? Cát Bình mỉm cười rồi thản nhiên nói, không lâu trước đây, đại nhân vật kia không phải đã tới Giang Bắc rồi sao? Chỉ là, cậu ta vì không muốn gây sự chú ý, nên mới một mình tới đây, dù sao cậu ta cũng chỉ là một thiếu gia mới hơn 20 tuổi thôi, cho nên mới không thành công. Ánh mắt Cát Bình trở nên u ám, nói tiếp, nhưng lần này, là tôi ra tay, Tô Thần Binh, ông chết là cái chắc. Giang Bắc nhỏ nhoi này không ai có thể ngăn cản tôi được. Ở đây là chợ đen Cửu Môn, cứ coi như ông tới từ tông phái võ thuật thì sao chứ, ông dám giết tôi ở đây sao? Tô Thần Binh nghiến răng, cố ý nói lớn. Soạt soạt soạt. Trong chốc lát, đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người luyện võ tò mò nhìn hai người bọn họ. Ha ha! Cát Bình không hề quan tâm, lạnh lùng cười nói, ông quá đề cao chợ đen Cửu Môn rồi. Đại nhân vật sai tôi đến đây, từ đâu đến, trong lòng ông hẳn biết rõ, tôi thay ông ta làm việc, thì ông nghĩ tôi sẽ kiêng dè với chợ đen Cửu Môn sao? Cát Bình nói tiếp, hơn nữa, chợ đen Cửu Môn cũng phân chia đẳng cấp. Nơi đây cũng chỉ là chợ đen cấp thành phố thôi, đối với chợ đen Cửu Môn mà nói cũng là nhỏ nhặt không đáng kể, bảo vệ của chợ cũng chỉ là cảnh giới hóa kình, làm sao dám cản tôi? Cát Bình trầm mặt. Phách lối nói, cứ coi như tôi giết chết ông ở đây thì cũng sẽ chẳng có chút tai họa nào. Vừa dứt lời, ánh mắt của Cát Bình run lên, quyết định ra tay, nhưng ông ta không hề dùng đến trường kiếm. Bởi vì, Tô Thần Binh không xứng. Chỉ nhìn thấy Cát Bình giơ bàn tay ra, một luồng chân khí cực mạnh ngưng tụ ở trong lòng bàn tay ông ta. Sau đó, ông ta giơ tay ra ném nó đi, luồng chân khí trong nháy mắt lao thẳng về phía Tô Thần Binh. Uy thế tỏa ra vô cùng khủng khiếp. Tô Thần Binh hoàn toàn không có năng lực để trở tay, một khắc sau liền bị chân khí đánh văng ra xa 3-4 mét. Bịch, Tô Thần Binh ngã xuống đất, há mồm phun ra một vũng máu, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Vẻn vẹn chỉ có một đòn, đã khiến cho Tô Thần Binh bị trọng thương. Nhưng Cát Bình không dừng tay lại, cũng không định một đòn giết chết Tô Thần Binh, mà lại đánh ra một luồng chân khí nữa. Tô Thần Binh đang nằm trên mặt đất, vừa lau sạch vết máu ở khóe miệng thì lại bị chân khí đánh văng ra, cơ thể trượt trên mặt đất đến mấy mét, biểu cảm vô cùng đau khổ.
Đây không phải là Tô thần binh của nhà họ Tô sao, nghe nói ông ta là võ giả hóa kình hậu kỳ mà. Hóa kình hậu kỳ vậy mà lại bị đánh ngã dễ dàng vậy sao, người ra tay là ai vậy, sao mạnh quá vậy, chắc hẳn là cao thủ tông sư rồi. Chợ đen cửu môn không phải cấm đánh nhau sao, sao không ra xử lý gì hết vậy? Ông không nghe người kia nói gì sao, ông ta căn bản không sợ chợ đen cửu môn, hai tên bảo vệ bên ngoài e rằng cũng không dám quản. Những người vây xem không ngừng bàn tán, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà, toàn bộ đều hứng thú nhìn sang. Hai tên bảo vệ chợ đen cửu môn đương nhiên phát hiện ra rồi, vội vàng chạy tới. Lúc này, một tên bảo vệ nhíu mày, chắp tay nói, thưa ông, đây là chợ đen cửu môn, muốn đánh nhau thì xin mời ra bên ngoài, đừng làm khó chúng tôi. Ha ha, nực cười. Cát Bình hoàn toàn không thèm nhìn tên bảo vệ, lại giơ tay lên đánh Tô thần binh tiếp, khiến cho Tô thần binh hộc máu không ngừng. Sau đó lại nhìn về tên bảo vệ, lạnh lùng nói, làm khó mấy người thì sao nào. Tôi đã hạ mình đến Giang Bắc nhỏ nhoi này, còn để các người vào trong mắt sao? Cút, xem như chưa có gì xảy ra, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Cát Bình không có biểu cảm gì, trầm giọng nói, đừng trách tôi không nhắc cậu, tôi và ngũ trưởng lão của chợ đen cửu môn là bạn tốt của nhau đấy. Cho dù có giết chết tên bảo vệ cảnh giới hóa kình là cậu thì chợ đen cửu môn cũng sẽ không trừng phạt tôi, cậu tin hay không tin? Nói xong, toàn thân Cát Bình toát ra khí thế vô cùng lớn. Chấn áp tên bảo vệ mở miệng nói kia. Tôi, .tin. Tên bảo vệ cảm thấy khiếp sợ vô cùng, sắc mặt vô cùng khó coi, thế là cùng với tên bảo vệ còn lại cùng nhau lui xuống, lựa chọn không hỏi đến chuyện này nữa. Nhưng mà, có thể thấy rõ ràng là hai tên bảo vệ này rất bất mãn với Cát Bình, chỉ là do bất lực mà thôi. Được rồi, Tô thần binh, chúng ta tiếp tục nhé. Đuổi hai tên bảo vệ đi rồi thì ông ta lại nhìn sang Tô thần binh. Tô thần binh lúc này sắc mặt nhợt nhạt, phun ra một vũng máu, hơi thở vô cùng yếu ớt. Ông ta cố gắng đứng dậy, nghênh đón ánh mắt của Cát Bình, nghiến nghiến răng nói, muốn giết thì giết đi, sủa cái gì chứ? Ha ha, cậu thiếu gia kia đã từng dặn dò tôi là không thể để cho ông chết quá nhẹ nhàng, bắt buộc phải giày vò một trận mới được. Nói xong, thân hình của Cát Bình đã tới ngay trước mặt Tô thần binh, sau đó lại đột ngột ra tay. Rắc, 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 tiếng xương cốt gãy không ngừng vang lên, Tô thần binh thống khổ không chịu được kêu rên thê thảm. Rắc, cuối cùng, Cát Bình lạnh lùng, một chưởng đánh bay Tô thần binh. Tô thần binh bay ngược về phía sau, máu bắn ra đầy trời, ngã ầm xuống đất. Bây giờ, chân tay của ông ta đều bị Cát Bình đánh gãy hết rồi, đau không tả nổi. Hai mắt thất thần, hấp hối. Quả nhiên người quản lý chợ đen không dám ngăn cản, xem ra tối nay Tô thần binh phải chết ở đây rồi. Tô Kiền Khôn của nhà họ Tô nghe nói là tông sư võ đạo, lúc nãy còn ở chợ đen cửu môn, bây giờ lại không thấy rồi. Cứ coi như có Tô Kiền Khôn ở đây thì có lẽ cũng không phải là đối thủ của người này. Đúng vậy, Tô Kiền Khôn quá già rồi, hơn nữa còn đang bị thương. Mấy ngày trước Tiếu Diện Phật phách lối như vậy mà ông ta cũng không hề ra mặt đánh, sau cùng vẫn là Tô Huyền Thiên ra tay giết chết Tiếu Diện Phật. Đúng rồi, Tô Kiền Khôn không phải là anh em kết nghĩa của Tô Huyền Thiên sao, đã là bạn vong niên của nhau, vậy thì Tô Thần Binh là cháu của Tô Huyền Thiên rồi. Bây giờ Tô Thần Binh gặp nạn, Tô Huyền Thiên sau khi biết chắc sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu nhỉ. Tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên, đã mấy ngày rồi không đến chợ đen, làm gì mà trùng hợp như vậy. Đến đúng lúc để mà cứu Tô thần binh chứ. Những người vây quanh xem đã phán án tử cho Tô thần binh. Tô thần binh, mạng của người cũng dài quá nha, vậy mà cũng chưa chết nữa, thôi bỏ đi, giày vò người khác không phải thế mạnh của tôi, vậy để tôi tiễn ông đoạn đường cuối nhé. Cát Bình nhìn thất Tô thần binh còn sống thì mỉm cười, sau đó lại hội tụ chân khí ở trong lòng bàn tay, dự định trực tiếp giết chết Tô thần binh. Nhưng vào lúc này, Tô Thương đã dịch dung thành Tô Huyền Thiên liền xuất hiện. Nhìn thấy cha mình bị đánh cho thành ra như vậy, trong lòng Tô Thương phẫn nộ vô cùng. Anh nhìn chăm chú vào Cát Bình, biểu cảm âm trầm đáng sợ, toàn thân phát ra khí tức vô cùng khủng khiếp, bầu không khí ở nơi đó dường như ngưng đọng lại. Ông, muốn chết. Tô Thương thật sự nổi giận rồi. Anh đã dung hợp với linh hồn của Tô Đại Thiếu Gia, chiếm giữ cơ thể của Tô Đại Thiếu Gia.
do đó Tô Thần Binh chính là người thân nhất của anh. Lại thêm, kể từ khi trọng sinh trở lại, mặc dù Tô Thần Binh bên ngoài luôn nói móc, châm chọc anh nhưng mà Tô Thương lại có thể cảm nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha, đây là thứ tình cảm mà anh chưa bao giờ được nếm qua. Bây giờ, nhìn thấy Tô Thần Binh máu me khắp người, mặt mũi thê thảm, đang nằm trên mặt đất, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng, Tô Thương liền không kìm được tức giận, cơ thể đều run lên. Chết! Người dám tra tấn cha mình như vậy chắc chắn phải chết, chỉ có như vậy mới có thể hạ được cơn lửa giận trong lòng của anh. Hừ! Ở đâu ra con chó tạp chủng này vậy, còn dám lộ ra sát ý với tôi, cái đồ không biết trời cao đất dày. Cát Bình không thể phát hiện ra được chân khí đang chuyển động trong cơ thể của Tô Thương, cho nên cứ nghĩ Tô Thương chỉ là một người bình thường, trong ánh mắt tràn đầy sự khinh thường. Sau đó, ông ta đem chân khí đã ngưng tụ ra vốn dĩ để giết Tô Thần Binh, ném thẳng về phía Tô Thương. Luồng chân khí này mang theo sức mạnh vô cùng kinh khủng, trực tiếp lao thẳng về phía Tô Thương. Tô Thương sớm đã nổi giận đùng đùng rồi, cho nên không thèm giấu che giấu thực lực của mình nữa. Anh giơ tay ra đánh tan luồng chân khí này. Hừ! Cát Bình nhất thời kinh ngạc không thôi, kết luận là mình đã nhìn lầm rồi người, thanh niên trước mặt này hoàn toàn không phải là một người bình thường. Thế là ông ta quan sát kỹ Tô Thương một lần nữa, nhưng cũng không phát hiện ra được mảy may chân khí chuyển động nào. Nhưng mà người thanh niên trước mặt này, trong cơ thể của cậu ta lại có một sức mạnh thần bí vô cùng khủng bố. Cậu rốt cuộc là ai? Tại sao lại ngăn tôi giết Tô Thần Binh? Cát Bình cảnh giác hỏi. Ha ha! Tô Thương liên tục cười lạnh, khuôn mặt trầm lắng như nước nói, tôi là Tô Huyền Thiên, nhớ kỹ tên tôi đó, bởi vì ông sẽ chết trong tay tôi. Tô Huyền Thiên! Cát Bình khẽ nhíu mày, rõ ràng là ông ta chưa từng nghe qua cái tên này, ông ta lẩm bẩm nói, thực lực của cậu ít nhất cũng là tông sư võ đạo, trong giới tông phái võ thuật. Trẻ như vậy mà có thể đỡ được một đòn của tôi thì đúng là thiếu niên anh tài mà, nhưng cũng chẳng hề gì, cậu đến từ ngọn núi nào. Đối diện với câu hỏi của Cát Bình, Tô Thương chỉ cười lạnh chứ không hề trả lời. Hứ, cho dù cậu là ai, hôm nay dám phá rối tôi, cậu chắc chắn phải chết. Cát Bình vẫn có chút kiêng dè đối với thân phận của Tô Thương, chỉ sợ Tô Thương đến từ một thế lực võ thuật khủng bố nào đó. Nhưng mà ông ta lại nghĩ đến người ở sau lưng mình cũng đến từ tông phái, cho nên cũng không thèm kiêng dè nữa. Nhưng mà ngay lúc này, Tô Thương liền giơ tay ra, ngưng tụ thành một lưỡi dao nước, ném thẳng ra ngoài. Tiếp theo đó, anh huy động linh khí bao quanh cơ thể, rồi tiến thẳng lên phía trước. Cát Bình dù sao cũng là siêu cấp cao thủ, cho nên ngay lập tức đã phản ứng lại, đỡ lấy lưỡi dao nước. Hừ! Không ngờ cậu vậy mà lại có cái thực lực này, đáng tiếc so với tôi thì cũng còn cách xa lắm. Cảm nhận được sức mạnh của Tô Thương đang tiến tới, ánh mắt Cát Bình run lên, chủ động nghênh chiến. Trong chốc lát, Tô Thương và Cát Bình đã đánh ra ba chiêu, mọi thứ ở nơi đó bị chân khí và linh khí phá cho tan nát hết. Những người luyện võ đang vây quanh xem liền nhao nhao lùi lại phía sau, chỉ sợ bị liên lụy tới mình. Tô Huyền Thiên đến thật rồi. Người đàn ông trung niên mang cây kiếm dài sau lưng này thật là mạnh mà, ông ta khiến cho tôi cảm thấy cảm giác bị chèn ép, thậm chí cảm giác còn mạnh hơn so với tông chủ đối làm với tôi, mà tông chủ của chúng ta chính là tông sư đỉnh phong đó. Tô Huyền Thiên tiến bộ cũng quá nhanh rồi, lần trước anh ta dường như chỉ mới đặt chân đến cảnh giới tông sư, vậy mà bây giờ lại có thể cùng với lại có thể chống đỡ lại với tông sư đỉnh phong rồi. Làm gì có người nào tu luyện nhanh như vậy chứ, lúc trước chắc chắn là Tô Huyền Thiên che giấu thực lực mà thôi. Thật sự là quá khủng khiếp mà, mới 20 tuổi mà đã có được thực lực hung hãn như vậy rồi, nhìn chung trong giới luyện võ chắc cũng không có ai trẻ tuổi và mạnh như vậy đâu. Những người ở đó đã bị trận đấu làm cho chấn động, toàn bộ đều nhìn không chớp mắt không muốn bỏ qua bất kỳ hình ảnh đặc sắc nào. Chú Huyền Thiên đến rồi. Tô Thần Binh đang hấp hối nhìn thấy Tô Huyền Thiên xuất hiện nhất thời lộ ra một nụ cười, đồng thời ông ta cảm thấy mí mắt của mình càng ngày càng nặng trĩu, rất nhanh đã chìm vào hôn mê. Tô Thương nghe thấy giọng nói của cha mình sau đó lại nhìn thấy cha mình hôn mê bất tỉnh, cơn phẫn nộ trong lòng anh càng ngày càng dữ dội. Lần này anh không hề giấu giếm thực lực nữa, đem hết toàn bộ sức lực của mình bộc lộ ra ngoài.
thực lực thật là mạnh, cậu ta ít nhất là tông sư đỉnh phong, cái thiên phú này, chắc chắn là thiên tài cấp yêu nghiệt trong tông phái võ thuật mà. Cát Bình nhìn thấy như vậy, cười nhạo nói, ha ha ha, đáng tiếc rồi, tôi đã sắp bước vào cảnh giới địa tông, cho nên cậu không phải là đối thủ của tôi đâu. Trên tông sư còn có một cảnh giới nữa, đó chính là địa tông. Cát Bình đã tu luyện hơn 50 năm, địa vị của ông ta ở Vô Ảnh Tông cũng không thấp, ông ta đã ăn dược liệu lâu năm trong một thời gian dài cho nên cũng đã đạt được một số kỳ ngộ, đầu năm nay liền phá vỡ bình cảnh, một chân bước vào cảnh giới địa tông. Giữa tông sư và địa tông có một khoảng cách không thể nào vượt qua được, quả thật là cách biệt một trời một vực. Ở cảnh giới này, chân khí đã được tăng cường và trở nên cực kỳ tinh khiết, một vị địa tông thôi có thể dễ dàng giết chết vài cao thủ tông sư đỉnh phong. Cho nên Cát Bình vô cùng tự tin, Tô Thương không thể là đối thủ của ông ta. Hôm nay ta sẽ giết cái gọi là thiên tài cấp yêu nghiệt này, để cậu chết từ trong trứng nước. Vừa dứt lời, sắc mặt của Cát Bình trở nên u ám, khí tức toàn thân càng khủng bố hơn, rồi đột nhiên ông ta chủ động tấn công trước. Tô Thương sớm đã nhìn ra Cát Bình hoàn toàn không phải là hạng tông sư bình thường cho nên từ đầu đến cuối anh không hề dám lơ là. Nhưng cho dù là như thế, thì anh vẫn không thể đánh bại được Cát Bình, kiên trì qua được mười mấy hiệp thì anh bị Cát Bình đánh một chưởng bay ra xa. Phịch! Tô Thương lùi lại 5-6 mét, sau khi đứng vững lại thì máu trong người cuồn cuộn chảy rồi anh phun ra một ngụm máu. Đây cũng không phải là một cách, xem ra phải thi triển huyết tế rồi. Nếu không mình sẽ bị ông ta làm hao tổn cho đến chết. Trong đầu vừa nảy ra ý nghĩ thì Tô Thương cũng không chút do dự, sắc mặt trầm xuống, lập tức siết chặt hai tay lại. Vù! Trong chốc lát, một cơn gió lớn nổi lên, thổi quần áo Tô Thương tung bay phấp phới. Cùng lúc đó, toàn thân Tô Thương đẫm máu nhìn vô cùng ma mị, yêu diễm trong màn đêm. Quan trọng nhất là thực lực của anh đang dần dần tăng lên, khí tức cũng dần tăng lên. Đến gần với vô hạn của luyện khí tầng 5 thì linh lực trong cơ thể cũng tăng lên gấp mấy lần. Hừ! Nhận thức được sự thay đổi của Tô Thương, sắc mặt của Cát Bình nghiêm nghị lại, ông ta không còn do dự nữa, vội vàng lao ra để ngăn lại. Đáng tiếc, đã quá muộn rồi. Huyết tế đã thành công bắt đầu. À! Đúng lúc này, Tô Thương gầm nhẹ một tiếng, một sức mạnh kinh khủng chưa từng có quét qua nơi đó. Tất cả những người xem xung quanh đều bị tác động vào, đều không thể đứng vững được nữa, nghiêng ngả khắp nơi. Thời gian chết của ông đã đến rồi. Sau khi huyết tế được bắt đầu, Tô Thương bước vào trạng thái điên cuồng, hai mắt của anh đỏ ngầu, hướng thẳng Cát Bình mà giết, tốc độ còn nhanh hơn lúc trước gấp mấy lần. Hừ, chỉ là tà thuật mà thôi, phách lối cái gì chứ? Cát Bình giật nảy cả mình nhưng ngoài mặt ông ta vẫn ra vẻ bình tĩnh. Ông ta rút thanh kiếm dài ở sau lưng ra, đứng nghênh chiến với Tô Thương. Keng! Thực lực của Cát Bình thực sự rất là mạnh, cho dù Tô Thương đã thi triển huyết tế mà vẫn không thể đè bẹp được ông ta, chỉ có thể đánh ngang tay với ông ta mà thôi. Cảnh tượng này gây chấn động mạnh mẽ đến mọi người ở nơi đó. Sắp đặt đến cảnh giới địa tông rồi. Trời ạ, người đàn ông này vậy mà sắp trở thành địa tông rồi, mạnh quá. Tô Huyền Thiên cũng rất là lợi hại, vậy mà có thể đánh ngang tay với lại người sắp bước vào địa tông, anh ta chỉ mới hơn 20 tuổi thôi đó. Tin tức sai rồi, Tô Thiếu Gia không phải là tông sư mà là sắp trở thành địa tông rồi. Lúc này, trong đám đông một tên bảo vệ mặt tràn đầy khâm phục nói, vốn dĩ tối qua bà chủ đã đến Giang Bắc rồi, nhưng mà Giang Nam đột nhiên xảy ra chuyện cho nên cô ấy mới đi xử lý chuyện xảy ra ở Giang Nam. Nếu như bà chủ biết được thực lực thật sự của Tô Thiếu Gia thì dù là trời có sập, bà ấy chắc chắn sẽ ngay lập tức chạy đến Giang Bắc để gặp mặt Tô Thiếu Gia. Tên bảo vệ này chắc chắn nói một lần nữa, đồng thời cũng lần nữa nhấn mạnh sự quan trọng của Tô Thương. Không tệ. Một tên bảo vệ khác phụ họa theo, lúc trước tôi cứ tưởng rằng Tô Thiếu Gia là nhân tài hiếm có, bây giờ tôi mới biết anh ta chính là yêu quái mà. Mới 20 tuổi đầu mà đã có thể ngang tài ngang sức với lại địa tông rồi, e rằng các anh tài, tuấn kiệt ở nơi ở vùng đất cúng tế trời đất kia cũng đều không làm được. Hai tên bảo vệ, anh một câu, tôi một câu, vô cùng khâm phục thiên phú của Tô Thương, đồng thời cũng lo lắng đến an nguy của Tô Thương. Đứng ở góc độ của bọn họ, đương nhiên là hy vọng Tô Thương có thể đánh thắng, cũng không có nguyên do gì đặc biệt cả,
bọn họ chẳng qua là không ưa Cát Bình mà thôi. Cái gì mà hạ mình đến Giang Bắc nhỏ nhoi này, quá xem thường người khác rồi mà. Giờ này, phút này, cuộc chiến của Tô Thương và Cát Bình đã đi vào giai đoạn gay cấn, quả thật không biết được là ai thắng, ai thua. Sức mạnh của hai bên đã tiêu hao khá nhiều, đặc biệt là Tô Thương do thiêu cháy tinh huyết cho nên lực chiến đấu rõ ràng là sẽ bị giảm xuống. Ha ha ha, tôi xem cậu còn có thể chống đỡ được bao lâu nữa. Chân khí của Cát Bình cũng đã cạn kiệt, thở hổn hển nhưng mà ông ta thắng là ở khí huyết còn nhiều, càng đánh càng hăng. Không xong rồi, cảnh giới sắp là địa tông mạnh hơn so với những gì mình nghĩ. Toàn thân của Tô Thương đẫm máu, nhưng mà anh đã bình tĩnh trở lại, trong lòng dần dần có một kế sách. Tiếp theo đó, hai người lại tiếp tục đánh, khung cảnh vẫn bị ảnh hưởng như cũ, dư âm của cuộc chiến lan chấn động khắp bốn phương, tám hướng. Khoảng 30 hiệp sau, Tô Thương bỗng nhiên để lộ ra một sơ hở. Cát Bình nhìn thấy như vậy thì hết sức vui mừng, ngay lập tức đánh một chưởng về phía Tô Thương. Bù! Tô Thương bị đánh bay lên trời sau đó ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt vô cùng tái nhợt, hơi thở yếu ớt, dường như anh đã mất đi khả năng chống trả. Những người luyện võ ở xung quanh đều nhao nhao nín thở, mắt không chớp nhìn sang. Tông sư trẻ tuổi Tô Huyền Thiên sắp bị đánh bại rồi sao? Ha ha! Tô Huyền Thiên, cuối cùng cậu vẫn thua dưới tay của tôi, có thể được tôi giết chết xem như cậu chết không uổng. Cát Bình xóa đi vết máu đọng lại trên khóe miệng, sau đó cầm thanh kiếm dài trong tay, từng bước đi về phía Tô Thương, trong ánh mắt lộ ra sát ý, lạnh đến thấu xương. Sau khi đến trước mặt Tô Thương, ông ta giơ cao thanh kiếm dài lên chuẩn bị đâm thủng cổ họng của Tô Thương, triệt để kết thúc trận chiến này. Ai nói với ông là ta thua rồi? Tô Thương vốn dĩ vẫn đang hấp hối, nhìn thấy cảnh tượng này lại lộ ra một nụ cười nhạo. Ngay sau đó, anh móc ra một chiếc vớ đã được chuẩn bị trước đó, ném thẳng vào Cát Bình. Đó là cái gì vậy? Là vớ sao? Cát Bình khựng người lại, nhưng mà không để cho ông ta kịp phản ứng, chiếc vớ đen này đột nhiên nổ tung, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Bùm! Cùng với tiếng nổ vang trời, thì cơ thể của Cát Bình bị nổ bay, toàn thân cháy đen, máu thịt be bét, thanh kiếm dài cũng rời khỏi tay, rớt xuống đất ngay bên cạnh. A! Cát Bình bị nổ như vậy nhưng vẫn chưa chết mà nằm trên mặt đất, thân thể không ngừng co giật, kêu la thảm thiết. Những người có mặt ở đó đều ngây ngẩn cả người, tất cả đều trợn mắt, há hốc mồm. Ặc, chuyện gì vậy? Cái vớ phát nổ sao? Cái vớ gì vậy? Nó chắc là phù lục thượng cổ rồi, mấy tông phái võ thuật cường đại đều có cất giữ mấy thứ đó, nhưng số lượng cũng không nhiều. Tô Huyền Thiên vậy mà lại có cái đồ này, từ đó có thể thấy được. Thế lực sư môn của anh ta chắc chắn không hề yếu nha. Sao mà tôi mắc cười thế này, lần đầu tiên thấy một người luyện võ bị đánh bại bởi một cái vớ, ha ha ha, e rằng tên cao thủ sắp đạt đến cảnh giới địa tông này có nằm mơ cũng không ngờ được, mình sẽ bị đánh bại bởi một cái vớ. Lúc này, Tô Thương liền đứng dậy, khóe miệng khẽ nhếch lên cười, còn đâu bộ dạng hấp hối như lúc nãy nữa. Kỳ thực, anh không đánh bại được Cát Bình là thật. Nhưng cũng không đến mức yếu ớt như vậy, lúc nãy anh chỉ là cố ý giả bộ bị đánh mà thôi, anh muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Chiếc vớ này là do Tô Thương dùng 4 viên đá năng lượng để luyện chế thành phù lục, bên trong ẩn chứa sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Chỉ là phù lục như thế này, anh cũng chỉ có một cái cho nên nếu không muốn lãng phí thì bắt buộc phải đánh chuẩn xác lên người Cát Bình, có như vậy mình mới có cơ hội chiến thắng được. Cho nên... Tô Thương mới chủ động để lộ ra sơ hở từ đó khiến cho Cát Bình thiếu cảnh giác, kết quả là anh đã làm được rồi, Cát Bình quả nhiên đã trúng kế, ăn đủ toàn bộ sự lợi hại của cái phù lục đó, dẫn đến chính mình bị trọng thương, mất đi năng lực chiến đấu. Sau khi mưu kế đã được thực hiện như ý muốn, Tô Thương bước nhanh về phía Cát Bình, anh khom lưng xuống nhặt lấy thanh kiếm dài của ông ta, mặt trầm như nước. Lúc nãy, ông nói tra tấn người khác không phải là thế mạnh của ông nhưng mà... Ngại quá, tra tấn người khác. Tô Thương híp mắt lại, lạnh lùng nói, lại là thế mạnh của tôi. Vừa nói dứt lời, Tô Thương cầm thanh kiếm dài trong tay, vung lên chém vào chân trái của Cát Bình. A, à, Cát Bình đau đến kêu la thảm thiết, đã không còn bộ dạng ngông cuồng như lúc nãy, liên tục cầu xin tha mạng, Tô Huyền Thiên, cầu xin cậu tha cho tôi, đừng giết tôi,
tôi bảo đảm sẽ không đối địch với cậu nữa, cầu xin cậu tha cho tôi. Ha ha! Tô Thương lắc đầu, cười lạnh, mặt trầm lại nói, ông đánh gãy tứ chi của Tô Thần Binh, vậy thì tôi phải băm ông ra thành tám mảnh. Nói xong, Tô Thương lại vung kiếm lên, chém từng nhát rồi lại từng nhát, chém cắt mình ra thành tám đoạn nhưng những nhát kiếm đó đều tránh vào những chỗ hiểm của ông ta, do đó không ảnh hưởng đến mạng sống của ông ta. Cậu thật là ác độc mà, Cát Bình kêu la thảm thiết. Tôi nói rồi, tra tấn người khác là thế mạnh của tôi mà. Với khuôn mặt vô cảm, Tô Thương sử dụng kiếm thuật tối thượng để tùng xẻo Cát Bình đang sống sờ sờ. Bởi vì tốc độ quá nhanh cho nên Cát Bình mặc dù máu thịt be bét, nhưng ý thức thì vẫn còn. Lúc này, Cát Bình thật sự là rất là thảm, toàn thân trên dưới, chỉ còn nội tạng là nguyên vẹn. Trong mắt ông ta tràn đầy hoảng sợ. Cuối cùng chậm rãi chết đi trong nỗi tuyệt vọng. Mọi người ở nơi đó nhìn thấy cảnh này, tất cả đều run sợ trong lòng, đối với Tô Huyền Thuyên đã sùng bái, nay lại càng thêm khiếp sợ. Đây chính là kết cục khi đắc tội với tôi. Tô Huyền Thuyên nhìn thấy như vậy, liền vứt thanh kiếm dài trong tay xuống, bước nhanh về phía Tô Thần Binh trước mặt, cẩn thận xem xét một hồi rồi lập tức thở dài một hơi. Cha mình không có trở ngại gì, chỉ là bị thương nặng quá nên bất tỉnh. Tứ chi bị gãy cũng có thể hồi phục được. Người này xem thường quy định của chợ đen cửu môn, dám ra tay đánh nhau trước mặt mọi người, còn uy hiếp, đe dọa bảo vệ, bây giờ đã bị Tô Thiếu gia đánh chết, hoàn toàn do ông ta tự gieo gió gặp bão. Lúc này hai tên bảo vệ đi tới, đầu tiên là cao giọng nói ra, sau đó lại nhìn về phía Tô Thương cảm kích, khoanh tay lại nói cảm ơn Tô Thiếu gia đã thay chợ đen cửu môn diệt trừ người này. Vừa rồi. Tô Thương và Cát Bình đánh nhau ở chợ đen, hai người này đều vi phạm quy định, hơn nữa lần này đã là lần thứ hai Tô Thương giết người ở chợ đen, vốn dĩ phải bị trừng phạt. Nhưng mà tên bảo vệ này muốn bảo vệ Tô Thương, cho nên lời này vừa nói ra hoàn toàn đã phủi sạch trách nhiệm của Tô Thương. Tô Thương gật đầu, hai người này đối với mình vô cùng khách sáo cho nên anh cũng không có muốn làm khó dễ, thế là thản nhiên nói, chuẩn bị cho tôi một căn phòng yên tĩnh. Tôi muốn trị thương cho Tô Thần Binh. Vâng. Trong đó một tên bảo vệ trả lời đồng thời giơ tay ra mời, cung kính nói, Tô Thiếu gia, mời đi bên này. Tiếp theo đó một tên bảo vệ dẫn đường cho Tô Thương, còn một tên ở lại sẽ thu dọn tàn cục. Rất nhanh. Tô Thương đã đến một căn phòng yên tĩnh, anh trực tiếp lựa chọn dùng linh khí để bồi bổ cho cha mình, mấy phút sau thì đã làm xong. Thể chất của cha mình không tệ, nghỉ ngơi khoảng nửa tháng. Chắc là có thể xuống giường đi được rồi. Tô Thương lau mồ hôi ở trên trán, để lộ ra một nụ cười yên tâm. Đồng thời, anh ta cũng cảm thấy vô cùng may mắn vì mình còn lưu lại một cái phù lục, nếu không đêm nay thật sự là thua sấp mặt rồi. Người luyện võ tu luyện đến một trình độ nhất định thì lực chiến đấu đúng là rất mạnh mà, sau này phải cẩn thận hơn mới được. Bây giờ, sức mạnh của huyết tế ở trong cơ thể Tô Thương vẫn chưa tiêu tan đi hết. Ước tính còn có thể kéo dài cho đến trưa mai. Trong thời gian đó thì sức mạnh chiến đấu của anh đã có thể so sánh với người sắp bước vào cảnh giới địa tông. Nhưng mà sau khi sức mạnh do huyết tế mang lại biến mất thì Tô Thương phải nỗ lực để tu dưỡng, ít nhất là phải tu dưỡng 3 tháng thì mới có thể bù đắp lại lượng tinh huyết bị thiếu hụt. Bởi vậy anh dự định khoảng thời gian này sẽ ở tại chợ đêm cửu môn, không đi đâu cả. Nhưng ngay lúc này điện thoại của Tô Thương lại vang lên. Có một tin nhắn là của chị gái Tô Dực Cân gửi đến. Nội dung, em trai chăm sóc mình cho tốt, con đường sau này, em phải đi một mình rồi. Hử, Tô Thương khẽ nhíu mày, mấy ngày nay anh đều cảm giác chị gái có chút gì đó khác lạ, bình thường mình chỉ cần gọi điện thì chị mình cho dù là không kịp bắt máy thì sau khi bận xong đều sẽ gọi điện lại cho mình. Nhưng mà gần đây mình gọi cho chị gái mấy cuộc cũng không có ai bắt máy, gửi tin nhắn thì cũng chỉ hồi đáp lại một tin. Bây giờ chị gái lại gửi tin nhắn như vậy đến, xảy ra chuyện gì vậy chứ? Lẽ nào, chị gái, gặp nguy hiểm rồi? Trong lúc nhất thời, trong lòng Tô Thương sinh ra một suy đoán không tốt, mây đen giăng kín cả khuôn mặt anh. Đặc biệt là bây giờ, anh đang ở trạng thái huyết tế, hai mắt đỏ ngầu, cơn thịnh nộ bỗng dâng lên, không khí xung quanh dường như bị đóng băng lại. Tin nhắn tuyệt đối không thể vô duyên vô cớ lại được gửi đến như vậy. Chị gái có lẽ thật sự gặp rắc rối rồi, thậm chí có lẽ là đã. Nghĩ đến đây,
Tô Thương càng thêm tức giận, khí tức cực lớn khiến đồ đạc trong phòng rung lên. Nếu như chị gái thật sự gặp nguy hiểm, mình bắt buộc phải đi biên cương một chuyến mới được, bắt buộc phải đi. Những năm gần đây chị gái đối với Tô Đại Thiếu Gia rất là tốt, tốt hơn cả bất kỳ người nào, mặc kệ Tô Đại Thiếu Gia gây ra phiền toái gì thì chị gái đều sẽ đứng cùng một chuyến tuyến với Tô Đại Thiếu Gia. Thậm chí, cho dù Tô Thương có chọc thủng trời thì chị gái cũng sẽ không chút nghĩ ngợi mà thay anh chống đỡ. Có người chị gái như vậy, có đốt đèn lồng cũng không tìm ra được. Chị gái đã vì Tô Đại Thiếu Gia rất nhiều, bây giờ chính là lúc để báo đáp chị gái rồi. Nhưng mà biên cương xa như vậy, mình làm sao mà đi đến đó đây? Hơn nữa chị gái rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, cụ thể là chị ấy đang ở đâu, mình cũng không hề hay biết thì phải làm thế nào mới tốt đây? Tô Thiếu Gia. Lúc này, tên bảo vệ vẫn luôn đứng túc trực ở bên ngoài bị khí tức của Tô Thương dọa cho kinh hồn bạt phía, vội vàng gõ cửa phòng, nhỏ tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghe thấy lời này, Tô Thương liền bình tĩnh trở lại. Thế lực của chợ đen cửu môn rộng lớn như vậy, chắc là có thể điều tra ra được. Thế là Tô Thương thản nhiên nói, anh vào đi. Vâng. Tên bảo vệ đẩy cửa bước vào, sau đó lại khom lưng xuống cung kính hỏi, Tô Thiếu Gia, xin hỏi cậu có gì dặn dò? Tô Thương cũng không nói nhiều, trực tiếp đi vào chỗ vấn đề, chợ đen cửu môn của các anh ở biên cương có tai mắt không? Thưa Tô Thiếu Gia, biên cương của nước Hoa bao gồm biên giới phía đông, biên giới phía tây, biên giới phía nam, biên giới phía bắc, tổng cộng 4 khu vực lớn, không biết là cậu muốn hỏi ở đâu. Tô Thương nhớ chị mình đã từng nói là năm nay chị ấy canh giữ ở biên giới phía đông, thế là nói, biên giới phía đông. Có. Mặc dù tên bảo vệ này rất là hiếu kỳ, Tô Thiếu Gia sao lại hỏi vấn đề này, nhưng anh ta có thể cảm nhận được Tô Thiếu Gia đang nổi giận, chắc chắn là có chuyện quan trọng đã xảy ra, cho nên không có hỏi tới hỏi lui. Làm mất thời gian nữa mà thành thật nói, chợ đen cửu môn của chúng tôi ở bên cạnh biên giới phía đông có một nơi giao dịch, Tô Thiếu Gia, nếu như cậu có việc cứ giao phó cho tôi là được rồi. Được, vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tô Thương gật đầu nói, ở biên cương phía đông có một nữ tướng tên là Tô Dực Cân, được tôn sùng là chiến thần Dực Cân, tôi muốn biết tình hình hiện tại của cô ấy, có phải là đã gặp nguy hiểm rồi không, anh có thể điều tra ra không? Có thể. Tên bảo vệ nghiêm túc nói, các loại tin tức quan trọng cũng là một loại giao dịch của chợ đen cửu môn chúng tôi, chỉ cần là nước Hoa xảy ra chuyện gì thì chợ đen của tôi cũng có thể điều tra ra rõ ràng, Tô Thiếu Gia chuyện này cứ để tôi lo, chỉ là cần phải tốn chút thời gian. Bao lâu? 10 phút, tên bảo vệ nó thêm vào, nhiều nhất là 10 phút. Được, Tô Thương nhìn tên bảo vệ mở miệng nói, làm phiền anh rồi. Tôi sẽ không để cho anh làm không công đâu. Nếu như anh có thể giúp tôi điều tra ra được tin tức của Tô Dực Cân, tôi sẽ tặng cho anh một trận tạo hóa. Tạo hóa? Tô Thiếu Gia chính là người đã có thể giết được một người sắp bước vào cảnh giới địa tông, tạo hóa trong miệng của anh ta nói, chắc chắn là có tác dụng vô cùng lớn đối với mình. Sau khi nghe thấy Tô Thương nói như vậy, tên bảo vệ này vui mừng như điên, toàn thân kích động. Tô Thiếu Gia, cậu đợi một chút, tôi đi điều tra ngay đây. Tên bảo vệ vội vàng đi ra khỏi phòng, sau đó lập tức huy động hệ thống tin tức độc quyền của chợ đen cửu môn. Khoảng 10 phút sau, anh ta lại đi vào phòng, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Tôi Đại Thiếu Gia, việc lớn không tốt rồi, nữ chiến thần Dực Cân mà cậu kêu tôi đi điều tra, khoảng 2 ngày trước đã đem theo 300 tinh binh đánh giết vào một thành phố nhỏ ở biên giới nước D, kết quả là đã bị vây hãm ở trong thành rồi. Tên bảo vệ này lại nói tiếp, 2 ngày gần đây. Trong ngoài nước đê phối hợp với nhau, 300 chiến sĩ tinh nhuệ thương vong nặng nề, nữ chiến thần cũng bị thương nặng. Nước đê vì để giảm thiểu thương vong không cần thiết cho nên cũng không tùy tiện tấn công vào mà vây chiến thần Dực Cân lại, bọn họ định để cho chiến thần Dực Cân và quân lính còn lại của nước Hoa bị vây chết ở trong thành. Tên bảo vệ phân tích nói, dựa vào tình hình của chiến thần Dực Cân, e rằng không thể kiên trì được bao lâu nữa, chậm nhất là sáng mai sẽ sụp đổ. Cái gì? Tô Thương nghe thấy như vậy, nhất thời sôi ruột, sôi gan, nhưng anh cũng không bị cơn phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, mà lại hỏi tiếp nước Hoa không phái viện binh đi sao? Không có. Tên bảo vệ trả lời nói, tôi nhận được tin tức là chiến thần Dực Cân đã từ chối cứu viện,
đồng thời còn dặn dò quân lính đang bảo vệ ở biên cương không được tiến vào cứu mình. Bởi vì nước D đã có phòng bị, mà vị trí của chiến thần Dịch Cân lại là địa bàn của nước D, cho nên tăng thêm viện binh cũng chỉ là đưa dê vào miệng cọp mà thôi. Nghe xong những lời này, Tô Thương gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, cao thủ nước Hoa không có động tĩnh gì sao? Tô thiếu gia, e rằng có chỗ cậu không biết rồi, những người luyện võ từ tông sư trở lên đều không được tham gia vào cuộc chiến loại này, đây là quy định giữa nước D và nước Hoa, hai bên đều phải tuân thủ. Tên bảo vệ cười khổ nói. Thì ra là như vậy. Tô Thương nghe thấy như vậy, ánh mắt lập tức trở nên u ám lạnh lẽo, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười ác độc. Cao thủ tông sư trở lên đều không thể ra tay sao? Ha ha! Được! Tối nay mình phải đi một chuyến đến biên cương phía đông, xem ai có thể ngăn cản được mình. Nghĩ đến đây, Tô Thương nhìn tên bảo vệ, thản nhiên nói, anh tên là gì? Tôi họ Lưu, tên chỉ có một chữ Huy, Lưu Huy. Tên bảo vệ đáp lại nói. Lưu Huy, tôi muốn đến biên giới phía đông, anh có thể sắp xếp giúp tôi không? Tô Thương hỏi. Được, để tăng cường liên lạc với mỗi một thành phố và cũng để tiện cho điều tiết hàng hóa, ở mỗi một thành phố chợ đen Cửu Môn đều trang bị sẵn một chiếc máy bay trực thăng kiểu mới nhất. Lưu Huy kính cẩn, lễ phép nói, Tô thiếu gia, nếu cậu muốn đến biên giới phía đông, tôi có thể điều khiển máy bay trực thăng chở cậu đi. Được, Tô Thương hài lòng gật đầu, sau đó ánh mắt dừng lại trên người Lưu Huy nói, cảm ơn tin tức của anh, vừa rồi tôi cũng đã nói sẽ không để anh làm không công. Bây giờ tôi cũng nên thực hiện lời hứa rồi. Vừa dứt lời, Tô Thương không hề keo kiệt mà lập tức ngưng tụ một tia linh khí đưa vào cơ thể Lưu Huy. Bây giờ, Tô Thương là người tu chân luyện khí tầng 4 nhưng anh đang ở trạng thái huyết tế, gần kề luyện khí tầng 5 nên linh khí trong cơ thể cực kỳ dồi dào. Bây giờ, Tô Thương có đủ năng lực giúp một người luyện võ cảnh giới hóa kình có thể lập tức đột phá. Lưu Huy quả thật đã giúp đỡ anh rất nhiều. Điều tra ra tình hình của chị gái, một lát nữa còn điều khiển máy bay trực thăng đưa mình đến biên giới phía đông nữa. Tô Thương không thích thiếu nợ người khác nên liền đưa một tia linh khí ra giúp anh ta đột phá. Hừ, giờ phút này, Lưu Huy chỉ cảm thấy cả người mát lạnh giống như có một thứ năng lượng quỷ dị đi vào trong cơ thể của mình và giúp mình phá vỡ bình cảnh nhiều năm qua. Một lát sau, Lưu Huy cảm nhận được cảnh giới hiện tại của mình. Bỗng giật nảy cả người. Mừng rỡ như điên. Hóa kình, đỉnh phong. Thế mà tôi đã vượt qua được hóa kình hậu kỳ trực tiếp đặt chân vào hóa kình đỉnh phong. Lưu Huy cực kỳ vui mừng, tâm trạng kích động không nói nên lời. Vốn dĩ, anh ta và một tên bảo vệ khác có thực lực ngang nhau, đều ở hóa kình trung kỳ, cũng dậm chân nhiều năm rồi nhưng vẫn luôn không có cách nào đột phá được. Nhưng bây giờ, anh ta lại chỉ trong một bước đã tiến lên thành hóa kình đỉnh phong. Thực lực của anh ta cũng đã tăng lên gấp 10 lần. Lưu Huy biết tất cả chuyện này đều là công lao của Tô Thiếu Gia, thủ đoạn của Tô Thiếu Gia quá thần kỳ, không chỉ bản thân cường đại mà còn có thể giúp người khác đột phá dễ như trở bàn tay, đúng là chưa nghe thấy bao giờ. Tô Thiếu Gia, Lưu Huy kích động đến nỗi trực tiếp rơm rớm nước mắt, rồi quỳ xuống đất, trịnh trọng chắp tay nói, công ơn to lớn này tôi không lời nào cảm ơn hết được, từ nay về sau. Chỉ cần không làm trái mệnh lệnh của bà chủ, thì tôi sẽ nghe lời cậu răm rắp. Đứng lên đi, đây là những gì anh xứng đáng có được. Tô Thương giơ tay lên ra hiệu cho Lưu Huy đứng dậy, ngay sau đó thúc giục nói, máy bay trực thăng đậu ở kia, bây giờ chúng ta lên đường ngay thôi. Vâng, ở đó có một bãi đất trống, có một chiếc máy bay trực thăng khung màu xám in hoa văn đặc thù của chợ đen Cửu Môn đang đậu. Tô thiếu gia. Đây chính là máy bay trực thăng của chợ đen Cửu Môn chúng tôi, trước mắt, tốc độ của nó được coi là nhanh nhất, có thể đạt đến 480 km/h. Lưu Huy giới thiệu nói. Tô Thương gật đầu, sau đó nghi ngờ nói, tôi nhớ các nước đều có cục hàng không, chúng ta có bay đến biên giới phía đông lộ liễu như thế sẽ không bị chặn đánh chứ? Không đâu. Lưu Huy lắc đầu nói, trên chiếc máy bay trực thăng này có logo của chợ đen Cửu Môn chúng tôi. Nó đã được đăng ký ở các quốc gia nên có tư cách bay qua bay lại giữa các nước. Hơn nữa, Tô thiếu gia, ngài cũng không cần phải lo lắng về việc dẫn đến nghi ngờ. Chợ đen Cửu Môn chúng tôi thường xuyên có máy bay trực thăng bay đến biên giới phía đông để vận chuyển các đồ cho việc luyện võ của chợ đen nên dù có bị phát hiện cũng không sao cả.
chỉ cần tôi không thừa nhận thì ai cũng không thể đưa ra chứng cứ chứng minh tôi là người đưa cậu qua biên giới phía đông. Lưu Huy cười nói. Như vậy tốt lắm. Tô Thường đáp lại rồi lập tức ngồi vào cabin, thản nhiên nói, trước khi lên đường, đưa tôi qua khu biệt thự ven sông trước, tôi muốn dẫn theo trợ thủ. Vâng. Lưu Huy tràn đầy kính nể đáp lại. Anh ta có lẽ cũng đoán được đương nhiên là Tô Thiếu Gia đi cứu Tô Dực Cân rồi. Vốn Lưu Huy còn lo lắng chỉ có một mình Tô Thiếu Gia đi thì có thể gặp nguy hiểm hay không, bây giờ nghe Tô Thiếu Gia có trợ thủ, anh ta cũng thấy yên tâm. Thực lực của Tô Thiếu Gia kinh người, trợ thủ của anh chắc cũng phải là cao thủ cùng cấp bậc nhỉ. Nhưng rất nhanh, Lưu Huy liền trợn tròn con mắt. Bởi vì sau khi máy bay trực thăng đậu dừng lại ở biệt thự ven sông, Tô Thương đã nhảy xuống và ôm một con chó quay về cabin. Hơn nữa, con chó này còn là một con chó Teddy. Có lầm không vậy, ra chiến trường cứu người chỉ mang theo một con chó cưng. Nếu đổi thành một con chó săn lớn, mấy con to to như chó ngao Tây Tạng thì Lưu Huy còn có thể tiếp nhận được, ít nhất thì nó cũng có thể cắn chết được một đến hai binh lính nước D. Nhưng mang con chó Teddy qua thì làm được cái gì, đứa trẻ con 3 tuổi cũng có thể đè con Teddy xuống đánh cho tơi bời mà. Tuy còn nghi ngờ trong lòng nhưng Lưu Huy cũng không dám hỏi, vì anh ta biết Tô Thiếu Gia làm vậy chắc chắn có lý do của mình. Có thể xuất phát được rồi. Tô Thường ôm con chó Teddy trong ngực, mở miệng nói, ngoài ra sắp xếp người chăm sóc Tô Thần Binh cho tốt. Vâng, tôi đã để Vương Trại vào phòng canh giữ, cũng đã báo cho Tô Kiền Khôn. Lưu Huy bổ sung nói, Vương Trại chính là tên bảo vệ đi cùng với tôi, chắc Tô Kiền Khôn sẽ gặp được Tô Thần Binh nhanh thôi, cậu không cần phải lo lắng cho an nguy của ông ấy. Được, xuất phát đến biên giới phía đông thôi. Tô Thương hài lòng gật đầu. Vâng. Lưu Huy đáp lời, anh ta lập tức khởi động máy bay trực thăng, cánh quạt quay vù vù, rất nhanh đã bay cao lên không trung. Sau đó máy bay trực thăng xuyên thẳng những đám mây bay đến biên giới phía đông nước Hoa. Chị gái, em đến đây, chị phải sống đấy. Trong cabin máy bay, Tô Thương âm thầm cầu nguyện, đồng thời khẽ vuốt lông Bạch Miêu để làm dịu lại cảm xúc nôn nóng của mình. Đêm nay, dưới trạng thái huyết tế, anh sẽ như có thần trợ giúp mà bộc phát ra lực lượng siêu việt của mình. Nhưng chậm nhất là sáng ngày mai huyết tế sẽ kết thúc, anh sẽ phải chịu phản phệ, khí huyết yếu gấp 2 lần, và sẽ tiến vào thời kỳ suy yếu mà xưa nay chưa từng có. Trong lúc đó, Tô Thương sẽ cực kỳ yếu nên anh phải mang Bạch Miêu theo cùng. Bây giờ Bạch Miêu là yêu thú luyện khí tầng 3, thực lực có thể so với tông sư trung hậu kỳ, có thể xem như rất mạnh, mang theo nó sẽ có thêm một người bảo vệ nữa. Chấm chấm chấm. Cùng lúc đó, tin tức Tô Huyền Thiên chém chết Bán Địa Tông đã truyền khắp toàn bộ Giang Bắc, thậm chí là những người luyện võ xung quanh tỉnh cũng có nghe nói đến. Giang Bắc có một Tô Huyền Thiên hơn 20 tuổi đã giết chết Bán Địa Tông, thiên phú kinh khủng khiếp. Tô Kiền Khôn quá khôn khéo rồi, không hổ là cao thủ đệ nhất Giang Bắc, ông ta đã sớm kết nghĩa với Tô Huyền Thiên, kéo anh ra vào trận doanh nhà họ Tô, e rằng 100 năm tới địa vị của nhà họ Tô không thể lung lay được. Cao thủ thần bí kia là ai, sao lại phải giết Tô Thần Binh, chẳng lẽ nhà họ Tô chọc phải tông phái võ thuật à? Chắc vậy. Thời gian trước Tô Kiền Khôn bị người ta đánh cho bị thương nặng, đối phương cũng là một người trẻ tuổi, chắc vị thiếu gia nào đó của tông phái võ thuật rồi. Nhà họ Tô vừa có cường địch vừa có cường viện, không biết nên vui hay buồn nữa. Tô thiếu gia, đây chính là biên cảnh biên giới phía đông, đi về hướng đông 20 km chính là thành trì của nước D. Lưu Huy đi xuống khỏi buồng lái theo sát phía sau, cung kính nói, bây giờ Tô Dực Cân đang ở ngay thành trì bên dưới. Bị mấy vạn binh lính nước D bao vây hoàn toàn. Tôi chỉ có thể đưa cậu đến đây, nếu lại đi tiếp e rằng sẽ khiến cục hàng không nước D chú ý. Lưu Huy giải thích nói, bản thân tôi thì không sao nhưng nếu làm vậy sẽ gây phiền toái cho chợ đen Cửu Môn, mong Tô Thiếu Gia hiểu cho. Nhưng mà, xin Tô Thiếu Gia yên tâm, tôi đã sớm bố trí xong xe hơi cho cậu rồi, cậu lái xe mười mấy phút là sẽ đến nơi. Lưu Huy bổ sung nói. Anh có thể đưa tôi đến đây, tôi đã thấy biết ơn anh lắm rồi. Tô Thương khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Lưu Huy nói tiếp, tôi sẽ ghi nhớ ân tình ngày hôm nay, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giúp anh đặt chân lên cảnh giới tông sư. Tông sư. Lưu Huy nghe vậy bỗng cảm thấy mừng rỡ như điên,
kích động đến nỗi không biết nên nói cái gì, dừng lại vài giây đồng hồ rồi mới cảm kích nói cảm ơn Tô thiếu gia. Khách sáo rồi, Tô Thương thản nhiên nói, xe hơi ở đâu, tôi không có thời gian cho lắm. Tô thiếu gia, mời sang bên này. Lưu Huy không chút do dự lập tức dẫn Tô Thương tìm được một chiếc xe Jeep không có biển số. Chị gái, kiên trì nhé. Tô Thương thầm nghĩ, sau đó tạm biệt Lưu Huy điều khiển xe Jeep lao nhanh thẳng đến thành trì biên cảnh nước Đê, còn Bạch Miêu ngồi ở ghế lái phụ. Nhìn bộ dạng của Tô thiếu gia chắc chắn là đi cứu Tô Dực Cân, hai người bọn họ đều họ Tô, chẳng lẽ có liên quan với nhau ư? Lúc trước ở Giang Bắc, Tô thiếu gia để mình dừng máy bay trực thăng ở khu biệt thự ven sông, còn anh ấy đi vào ngôi biệt thự kia không phải của nhà họ Tô ư? Tô Huyền Thiên, Tô thiếu gia, đại thiếu gia nhà họ Tô. Chẳng lẽ Tô thiếu gia chính là Tô Thương, đại thiếu gia nhà họ Tô? Sau khi Tô Thương rời đi, Lưu Huy nhìn theo hướng anh rời đi mà không kiềm được phân tích. Có điều sau đó Lưu Huy liền phủ định suy đoán của chính mình, cười khổ mà lắc đầu liên tục. Mình đúng là hồ đồ rồi. Mọi người đều biết đại thiếu gia nhà họ Tô là tên ăn chơi siêu cấp, sao có thể là tông sư trẻ tuổi được, huống chi Tô Huyền Thiên còn không phải tông sư bình thường, anh ấy đã giết chết thiên tài tuyệt đỉnh Bán Địa Tông mà. Chắc là vì Tô Huyền Thiên kết nghĩa với ông chủ Tô Kiền Khôn nhà họ Tô nên có quyền sống ở khu biệt thự ven sông, cũng vì thế nên mới ra tay cứu Tô Dực Cân, dù sao dựa theo vai vế thì Tô Dực Cân cũng xem như là cháu gái anh ấy. Nghĩ đến đây, Lưu Huy trở lại bình thường, cảm thấy cách giải thích như vậy có lý hơn, chỉ là anh ta bắt đầu cảm thấy lo lắng cho Tô Huyền Thiên, dựa vào tin tức mà mình có được thì để đối phó với Tô Dực Cân, nước Đê đã điều động 70, 80 nghìn binh lính, do hai tên tông sư dẫn đội. Tông sư cũng chẳng sao cả, Tô thiếu gia có thể giết chết nhẹ nhàng nhưng 8 vạn binh lính thì lại khó đối phó, dù chỉ đứng yên đấy cho Tô thiếu gia giết thì anh ấy cũng giết không hết. Vẻ mặt Lưu Huy nghiêm túc nói, huống hồ, trong tòa thành biên cảnh nước Đê có một vị cường giả siêu cấp, đến chợ đen cửu môn cũng không điều tra được rõ thực lực, nếu phải cá chết rách lưới thì e rằng Tô thiếu gia phải chịu thiệt thòi rồi. Cả hai cùng nhau chiến đấu đến cùng. Không được, thiên phú Tô thiếu gia như yêu quái, tuyệt đối không thể để anh ấy xuống đài như vậy, mình phải báo cho bà chủ, để bà chủ quyết định. Lưu Huy khẽ cắn môi. Quyết định xong thì lập tức quay về cứ điểm của chợ đen cửu môn ở biên giới phía đông, khởi động thiết bị truyền tin trong nội bộ chợ đen cửu môn. Chấm chấm chấm. Giây phút này. Tại thành Bắc Hải, nước Đê. Đội quân 80.000 người của nước Đê khí phách to lớn, khí thế hào hùng đang vây hãm một đội tướng sĩ nước Hoa mặc chiến bào ở ngoài cổng thành. Không chỉ vậy, cổng thành Bắc Hải đã bị đóng lại, và phía trên thành phố, hàng ngàn binh lính đang nhìn chằm chằm vào họ. Có điều, các tướng sĩ nước Hoa lại không sợ hãi chút nào, dù máu me khắp người nhưng ánh mắt vẫn hung ác bén nhọn và quật cường như cũ. Trong đó, người đứng trên đầu là một nữ tướng mặc khôi giáp màu đỏ rực. Dáng cô ấy cao gầy, khoảng 1m75, mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, dung mạo tinh xảo, tuyệt đẹp, tư thế hiên ngang, vầng trán để lộ hào khí không thua kém gì cánh đàn ông. Cô ấy chính là Tô Dực Cân. Là nữ tướng quân duy nhất của nước Hoa trong những năm gần đây. Từ khi tòng quân đến nay, Tô Dực Cân đã dẫn binh tác chiến, phòng thủ biên cương, chiến tích vang dội, được xưng là chiến thần Tô Dực Cân. Nhưng bây giờ, sắc mặt Tô Dực Cân tái nhợt, chiến bào nhuốm đầy máu, cả người cực kỳ thảm thương. Phía sau cô ấy, vốn mang theo 300 tướng sĩ giờ chỉ còn hơn 100 tên, trạng thái của mọi người đều giống như cô, toàn thân đẫm máu, cực kỳ thê thảm. Hai ngày qua, binh lính nước Đê liên tục tấn công nhưng đều bị bọn họ đánh gục. Tuy bọn họ thương vong nặng nề nhưng cũng đã chém giết đội quân hơn 1.000 người của nước Đê. 300 con người đối mặt với thiên quân vạn mã mà không sợ hãi chút nào, vẫn liều chết đấu tranh, giết chết quân địch như cũ. Bọn họ đều là binh lính tin cẩn của Tô Dực Cân. Trong bọn họ có cả nam, cả nữ, có thanh niên, có người già nhưng bọn họ đều có chung một cái tên binh lính nước Hoa. Các tướng sĩ, lần này tôi đã quá kích động, làm hại mọi người bị vây hãm ở đây. Giây phút này, Tô Dực Cân giơ thanh kiếm dài lên cao khóe mắt, vẻ mặt tràn đầy áy náy nói, tôi có tội, xin lỗi mọi người. Tướng quân tuyệt đối đừng nói như vậy, vì chém giết quân địch mà chết, chết không có gì luyến tiếc.
Tướng quân, thủ đoạn quân sư nước Đê hung tàn, giết hại con dân biên cương nước Hoa chúng ta, dùng máu của bọn họ tu luyện, cực kỳ tàn ác, cô nghe được tin này nên mới tức giận mà mất lý trí, dẫn chúng tôi đến đây bắt giết quốc sư nước Đê, chuyện này không trách cô được. Đúng, cô không có tội, không nói cô, chúng tôi cũng không kiềm được mà giận, dù cô không dẫn đội quân đi, chúng tôi cũng sẽ lén đi trước, quân sư nước Đê giết con dân chúng ta tàn nhẫn như vậy, ông ta bắt buộc phải trả giá đắt, lấy máu rửa sạch tội của mình. Tô Dực Cân tướng quân, chôn xương đâu cần phải ở nơi quê cha đất tổ, thế gian đâu có nơi nào không có núi xanh, có thể chôn cùng một chỗ với cô, dù có chết trận tha hương đối với chúng tôi mà nói cũng là vinh hạnh tột cùng. Vài vị tướng sĩ còn sống sót nói trong nước mắt. Ha ha! Chôn xương đâu cần ở nơi quê cha đất tổ, nghe hay lắm. Tô Dực Cân thẳng thắn cười to, sau đó nâng thanh kiếm dài nhuốm máu lên, lạnh lùng nói, mọi người, không cần phải phí lời nữa, rất nhanh tướng sĩ nước Đê sẽ xông lên giết tận, chúng ta cứ khẳng khái mà chịu chết, kiếp sau tiếp tục làm người nước Hoa. 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 Hơn 100 tên tướng sĩ máu me khắp người gào thét dõng dạc, người người như những con rồng hung hãn, trong mắt tràn ngập lửa giận. Bên dưới thành phố, Tô Dực Cân và hơn 100 quân lính nước Hoa với ánh mắt kiên định, hiên ngang trước hàng vạn quân địch. Ngay lúc này, những người lính của nước Đê, ai ai cũng mặc đồ đen, họ dường như đã cảm nhận được ánh mắt đằng đằng sát khí của quân lính nước Hoa nên khuôn mặt ai cũng cứng lại. Cho dù đối phương yếu hơn mình gấp hàng trăm, hàng nghìn lần nhưng bọn họ vẫn nhìn nhau với vẻ sợ hãi. Bởi vì, bọn họ sợ bị giết. Trước đó, học đã có hàng chục nghìn người chết dưới tay lính nước Hoa, sự hung ác của đối phương đã khiến cho họ run lên vì sợ hãi. Đặc biệt, người phụ nữ họ Tô Dực Cân kia thực sự quá đáng sợ. Cô ta giống như một cỗ máy giết người, đường kiếm đi đến đâu máu chảy thành sông đến đấy. Làm cho cả trại lính nước Đê ai ai cũng sợ hãi, không ai dám manh động. Lúc này, phía trên thành phố, hai người đàn ông trung niên tông sư mặc quốc phục nước Đê, nhìn chằm chằm về phía Tô Dực Cân và quân lính nước Hoa. Theo ý kiến của bọn họ, những người này đều là cá trong chậu, khó mà trốn thoát được. Nữ thần chiến đấu, ha ha, chỉ là một người liều mạng dám xông vào nước Đê với 300 người thôi sao, đúng là không biết lượng sức mình. Một tên tông sư cố chấp khinh thường nói. Không thể nói như vậy, từ khi Tô Dực Cân nhập ngũ đến nay đã gây ra cho chúng ta rất nhiều áp lực. Cô ấy là một đối thủ đáng gờm. Bất kể cho cô ấy chỉ huy cuộc chiến tranh như thế nào hay sức mạnh cá nhân của cô ấy đều rất xuất sắc. Một vị cao thủ khác khẽ cười nói, lần này cô ấy liều lĩnh như vậy, chắc chắn đã bị cơn phẫn nộ hoàn toàn cuốn đi. Đúng. Tông sư chủ cuối cùng cũng suy nghĩ kỹ càng. Gật đầu đồng ý, sau đó cân nhắc nói, cuối cùng vẫn là quân sư Trần cao tay, biết chúng ta đối phó với Tô Dực Cân không thành công nên đã tự mình ra tay. Chỉ dùng một thủ đoạn nhỏ để dụ dỗ Tô Dực Cân ra ngoài. Không hổ danh là người nước Đê chúng ta còn nhiều nhân tài lắm. Quân sư Trần cũng có mục tiêu của riêng mình, hắn ta tu luyện một loại tà thuật đặc biệt, cần máu tươi của người sống, nhưng cả ngày ở trong nước Đê thì làm sao có tài nguyên được. Một người khác cười nói, nhưng chỗ này của chúng ta lại khác, sát biên giới nước Hoa, người bên kia không phải người nước mình, muốn giết thì giết mà không cần phải chịu trách nhiệm gì. Còn có thể tấn công nước Hoa, giết hai con chim bằng một viên đá. Không, đó là một mũi tên trúng ba đích. Đầu tiên, quân sư Trần tiếp cận với một phe, sau đó chèn ép sự nổi loạn của nước Hoa, khiến cho dân thường của họ hoảng sợ. Hơn nữa, hắn ta còn dụ Tô Dực Cân đến đây. Cuối cùng là giết chết ba mục tiêu với chỉ một viên đá. Người tông sư này nói. Ha ha, quả nhiên là như vậy, không hổ danh là quân sư Trần. Người bên trái tông sư cường giả cười to, nhìn về phía người Tô Dực Cân tò mò nói, thực lực của Tô Dực Cân ngang bằng với hai người chúng ta. Nếu ra tay, chúng ta có thể bắt được cô ta với một số mánh khóe thôi. Sau khi Tô Dực Cân chết, cho dù là những người lính nước Hoa có dũng cảm đến đâu thì cũng sẽ mất đi sự tự tin và tự chia rẽ thôi. Không có gì đáng sợ cả. Người tông sư cường giả bên phải cười rồi nói, quân sư Trần của chúng ta có tình cảm với Tô Dực Cân, muốn lấy cô ấy là của riêng, vì thế không thể giết cô ấy được.
vậy thì báo trước cho quân chúng ta biết một tiếng thì sẽ không xuống tay là được. Tại sao lại trì hoãn lâu như vậy, như này sẽ khiến chi nước Đê chúng ta tổn thất hơn 10.000 binh lính. Về vấn đề này, người bên trái tông sư chủ nói, quân sư đoàn sắp đến rồi, chỉ còn cách một chút nữa thôi thì có thể xông vào trận địa, anh ta còn cần máu của 12.000 người. Nghe vậy, tông sư bên cạnh cũng không hỏi gì nữa. Xét cho cùng, hành động của quân sư Trần thật đáng hổ thẹn, cho phép kẻ thù tàn sát đồng bào của mình chỉ vì mục đích cá nhân. Nếu tin này truyền ra ngoài, nó chắc chắn sẽ gây bất mãn cho người dân nước Đê, có lẽ lúc đó quân sư Trần sẽ bị trừng phạt. Có một số điều, chỉ cần bạn hiểu là đủ rồi, bàn tán nhiều sẽ đem lại rắc rối cho chính bạn, thậm chí còn có thể hại chết bạn. Đến 3 giờ 20 phút, thời gian đã hết, cuộc xung kích cuối cùng có thể đã bắt đầu. Lúc này, một võ đạo tông sư nói. Ngay sau đó, người tông sư cường giả bên cạnh giơ tay lên, rồi nặng nề hạ xuống, nói to, giết. Vừa nói dứt câu, binh lính nước Đê tất cả liều mạng xông lên, quân lệnh chất như núi, không thể không theo. Các chiến sĩ, giết. Tô Dực Cân hét một tiếng, sau đó cầm kiếm xông lên. Hơn 100 quân lính phía sau tiến lên phía sau. Một lúc sau, tiếng hét chết chóc vang lên chói tai, chiến trường ngay sau đó tràn đầy máu tanh, xác chết ngổn ngang khắp nơi. Chỉ riêng Tô Dực Cân thôi đã có thể hạ được hàng nghìn quân lính. Quân lính phía sau cô ấy cũng là cao thủ khó tìm, mỗi người đều ở trình cảnh giới hóa kình. Vì vậy, những người lính nước Đê đã không thể chống cự lại được, lần lượt ngã gục xuống. Nhưng làm sao bọn họ đông như vậy, hàng thứ nhất ngã một loạt, hàng thứ hai lại nhanh chóng được lấp đầy. Binh lính nước Hoa tuy không yếu nhưng dù sao họ cũng là con người, khi nhân lực đã cạn kiệt thì họ đã ở trong trạng thái kiệt quệ rồi. Kết quả sau nhiều lượt tấn công, quân lính nước Hoa bị thương vong rất nhiều, chỉ còn lại 89 người sống sót. Những người đó đứng trên trận địa mà hiên ngang, thề sẽ dùng cả mạng sống để giữ sự tôn nghiêm của đất nước, của người lính nước Hoa. Khoảng 15 phút sau, một giọng nói cũ vang lên trong thành phố. Đã đến lúc răng lưới, các người ra tay đi, giết hết bọn chúng, chỉ trừ lại một mình Tô Dực Cân thôi. Khi giọng nói truyền đến, một ông già mặc áo choàng tím đột nhiên xuất hiện phía trên ngọn tháp. Khuôn mặt ông ta nhăn lại, chỉ còn một mắt và luồng khí u ám khắp người. Người này là cố vấn quân sự của nước Đê, Trần Thượng Vân. Lúc này, trên người ông ấy có một tia huyết quang thấp thoáng, hơn nữa cùng với khí tức u ám càng khiến cho con người ta rùng mình. Đúng đúng, hai người tông sư cường giả đang đứng phía trên cũng không dám trái lệnh của Trần Thương Vân, lần lượt nhảy xuống cổng thành. Hai người này đều là cao thủ trung kỳ tông sư, hiển nhiên là có thể đè bẹp binh lính của nước Hoa. Trong 2 phút đồng hồ thôi mà những chiến sĩ Tô Dực Cân đưa đến đã chết rất nhiều, chỉ còn lại hơn 40 người. Các người thật là đáng chết. Tô Dực Cân đã sớm để ý đến hai người này, nhưng cô ấy bị binh lính nước Đê bao vây không thể chống đỡ nổi, trong lòng tức giận, hai mắt đỏ bừng lên. Phụt, phụt, phụt. Vào lúc này, cô ấy chém xuyên qua 10 mấy tên lính chỉ bằng một thanh kiếm, và giết chết cả cao thủ tông sư của nước Đê. Đáng tiếc, cả hai hoàn toàn không đối đầu với cô, trong khi chiến đấu. Họ cứ thế mà truy lùng giết chết những người lính tinh nhuệ của nước Hoa. Không bao lâu sau, những người lính nước Hoa ở hiện trường chỉ có một mình Tô Dực Cân sống sót, tất cả đều bị chết thảm. Còn bản thân Tô Dực Cân bị hai gã tông sư liên thủ tấn công, vì vậy mà thương tích thêm nặng. Phụt! Lúc này, Tô Dực Cân chống kiếm xuống đất, một nửa trên mặt đất, máu chảy ròng trên áo giáp. Ánh trăng như nước, chiếu vào áo của cô, lộ ra sự lạnh lẽo. Hết sức thê thảm. Bây giờ, ngoài việc bản thân bị thương nặng ra, cô ấy cũng đã kiệt sức đến mức gục ngã, cô ấy thậm chí không còn sức lực để nâng thanh kiếm dài của mình lên. Các người dừng lại, giao Tô Dực Cân cho tôi. Lúc này, Trần Thượng Vân nhảy từ cổng thành xuống, bước đi đến phía Tô Dực Cân. Tô Dực Cân nhìn thấy Trần Thượng Vân, đương nhiên biết được ông ta chính là người đã giết hại chính đồng bào của mình, ông ta còn là cố vấn quân sự. Tô Dực Cân tức giận nghiến răng nghiến lợi. Nhưng cô ấy dùng hết sức cũng không đứng dậy nổi, cuối cùng ngã xuống đất rồi hôn mê. Chẳng lẽ mình sắp chết sao? Tô Dực Cân cười trong đau khổ tuyệt vọng thảm thiết. Cái chết không đáng sợ,
nhưng cô ấy không cam lòng, không muốn chết như thế này. Bởi vì nỗi đại hận của vô số người dân ở nước Hoa vẫn chưa báo thù được, quân sư nước Đê cũng chưa chết. Nhưng bây giờ cô hoàn toàn bất lực. Em trai, kiếp này chị không thể bảo vệ tiếp cho em được nữa rồi, kiếp sau gặp lại. Việc nhà nước, việc gia đình. Sau khi nhớ lại mối thù dân tộc, nhớ đến Tô Thương thì cô ấy đã bật khóc, nhưng khóc không thành tiếng. Đến rồi. Tô Thương đến rồi. Anh ta chỉ vào khuôn mặt Tô Huyền Thiên, biểu cảm lạnh lùng, toàn thân phát ra một khí chất dữ dội, lạnh thấu xương, khiến cho người khác như rơi vào hầm băng, không khí xung quanh dường như ngưng đọng lại. Vù, vù, vù. Trong chốc lát, xuất hiện vô số ánh mắt nhìn qua. Nhưng những binh lính của nước Đê này căn bản không dám nhìn đối diện với Tô Thương, vẻn vẹn chỉ liếc qua một chút rồi lo sợ mà cúi đầu xuống. Thậm chí, những nơi Tô Thương đi qua, những đội hình tập trung sát nhau do binh lính nước Đê tạo ra cũng không hẹn mà mở ra một con đường, để mặc cho Tô Thương qua lại. Đội ngũ khổng lồ gồm 7, 8 vạn người, đối diện với một người, toàn bộ đều hoảng hốt lo sợ, không ai dám suy nghĩ bước ra ngăn cản Tô Thương. Hai tên ra tay giết hại tướng sĩ tông sư võ đạo của nước Hoa, lúc này cũng lộ ra vẻ nghiêm nghị, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào Tô Thương. Với thực lực của họ mà cũng không hề phát giác được chân khí chập chờn trong cơ thể Tô Thương. Nhưng họ đều biết, người thanh niên này đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối không phải người bình thường. Bởi vì Tô Thương làm cho họ có cảm áp bức mạnh mẽ, điều này thì những người bình thường không thể làm được. Quân sư Trần Thượng Vân của nước Đê dừng bước, nhìn chăm chú vào Tô Thương ở phía xa mà không nói một lời. Anh ta bây giờ đang quan sát kỹ Tô Thương, trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cũng đề cao cảnh giác giống như thế. Mình sắp đến gần bán địa tông, vậy mà nhìn không ra mức độ của người thanh niên này, trong cơ thể cậu ta dường như có một sức mạnh cường đại. Trần Thượng Vân khẽ nhíu mày, cảm nhận được sự phi thường của Tô Thương, nên không tùy tiện ra tay. Trong biển máu, Tô Dực Cân nghe thấy tiếng của Tô Thương, từ từ mở mắt ra. Người này, là ai, sao mình lại cảm thấy quen thuộc thế này, nhưng mình dám chắc là mình không quen anh ta. Nhìn dáng vẻ của anh ta, lẽ nào là đến để cứu mình sao? Tô Dực Cân tạm thời bỏ đi những ý nghĩ của mình, không chớp mắt mà quan sát người thanh niên đang đi về phía mình. Cứ như vậy, Tô Thương dưới sự chú ý của vạn người, chân đạp lên xác của binh lính nước Đê, đi đến phía trước Tô Dực Cân. Khi nhìn vào người chị gái mình, ánh mắt Tô Thương vốn mạnh mẽ và hung ác tàn nhẫn này đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vẻ dịu dàng. Anh ấy cúi người xuống, đưa tay phải ra, khuôn mặt lộ ra một tiếng cười ấm áp, nhẹ nhàng nói, đưa tay cho em đưa chị về nhà. Quen thuộc, quá quen thuộc rồi. Nụ cười này, giọng điệu này, sao lại giống với em trai mình thế chứ? Nhưng mà, cậu ấy so với hình dạng của em trai mình chênh lệch quá lớn rồi, tính tình cũng khác xa nhau. Huống hồ em trai mình chỉ là một người bình thường, chưa hề bước chân để luyện võ. Mà người thanh niên trước mắt dám một thân một mình xông tới đây, khí thế trên người lại khiến toàn bộ phải khiếp sợ, chắc chắn không phải là nhân vật đơn giản. Cậu ấy, rốt cuộc là ai chứ? Tô Dực Cân không đưa tay ra, mà ngẩng đầu nhìn Tô Thương, giọng nói yếu ớt hỏi cậu. Cậu là ai? Là người cứu chị. Tô Thương nói nhỏ nhẹ, lựa chọn không để lộ thân phận với chị của mình. Nhưng không phải anh ấy không muốn nói với chị. Chỉ là ở hiện trường nhiều người phức tạp, sau này nói với chị cũng không muộn. Cứu tôi. Tô Dực Cân nhìn vào ánh mắt của người thanh niên, nghi ngờ nói, tôi có quen cậu không, hoặc cậu có thể nói, là ai phái cậu đến đây không? Là chủ soái sao? Quen, không ai phái em đến đây cả, là em tự mình đến. Sao tôi lại không nhớ ra đã từng gặp cậu vậy, còn nữa, tại sao lại cứu tôi? Tô Dực Cân càng thêm hoang mang. Chuyện này đợi sau này em sẽ nói cho chị bây giờ bị thương rất nghiêm trọng, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt đi nhé. Tô Thương nói khẽ, em sẽ đưa chị rời khỏi đây, tin em đi, không ai cản được em đâu. Tôi không đi. Tô Dực Cân lắc đầu tiên là ho ngụm ra một máu, sau đó sắc mặt tái nhợt thêm mấy phần, bướng bỉnh nói, lần này tôi đưa người đến nước Đê, là để giết chết quân thần Trần Thượng Vân nước Đê. Anh ta ở biên giới nước Hoa. Phạm vào tội giết người hàng loạt, vô số người dân bình thường, đều đã chết trong tay của anh ta,
trở thành chất dinh dưỡng để nâng cao thực lực của anh ta. Bao nhiêu gia đình nước Hoa, vì thế mà đã không còn nguyên vẹn, bao nhiêu con người cũng vì anh ta mà tan cửa nát nhà. Huống hồ 300 binh lính đi cùng tôi, đều đã nằm lại tại đây, anh dũng hy sinh. Tiếng của Tô Dực Cân yếu ớt, nhưng không thể không nói tôi, có mặt mũi nào mà tham sống sợ chết chứ. Nhìn chị mình phẫn nộ như thế, Tô Thương chuyển ánh mắt nhìn lên người Trần Thượng Quân, nghiêm túc quan sát anh ta. Trên người người này hiện ra huyết quang, khí tức u ám, chắc chắn đã tu luyện một loại tà công nào đó. Ha ha, tà thuật này của anh ta, quá mức thấp kém, trăm ngàn chỗ sơ hở, nhất định là chiêu thức của cổ võ, so với ma lực của đám yêu quái thông thiên ma công của Huyền Thiên Tiên vực kia thì không đáng nhắc đến. Hơn nữa, người này vẻn vẹn chỉ là tông sư đỉnh phong, chưa hề đặt chân đến địa tông, so với thực lực bây giờ của mình thì có thể giết. Nghĩ đến đây, Tô Thương thu ánh mắt lại, nhìn vào chị của mình, nhẹ nhàng cười nói, nếu em giết anh ta rồi, chị có chịu theo em về nước Hoa hay không? Cái này, anh ta có thể là người luyện võ sắp đến gần bán địa tông, thực lực giấu kín rất kỹ, tôi trước khi đưa người đến, không hề biết thực lực của anh ta, cậu có chắc chắn là giết được anh ta không? Tô Dực Cân hai mắt tỏa sáng. Tô Thương gật đầu nói, giết anh ta không khó, hơn nữa chỉ cần chị cùng em về nước, 8 vạn binh lính nước Đê ở đây, em ít nhất cũng sẽ giết được một nửa, để báo thù cho những người trung thành đã chết của nước Hoa. Một nửa, Tô Dực Cân nghe xong, liền cực kỳ ngạc nhiên, kinh ngạc hỏi, một mình cậu, có thể giết được nhiều kẻ địch thế sao? Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, em còn có một trợ thủ nữa mà. Chân khí của người luyện võ là có hạn, dù là hai người cũng không thể. Tô Dực Cân đang nói, đột nhiên nhìn thấy một con chó teddy lông màu nâu, từ trong ngực của Tô Thương nhảy ra, đột nhiên sững sờ, lẩm bẩm nói, cậu ở trên chiến trường, còn mang theo thú cưng nữa sao? Nó không phải là thú cưng, Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, nó là trợ thủ của em. Cậu đang nói đùa sao? Tin em đi, em có thể làm được, chỉ cần chị cùng em về nước, em sẽ báo thù cho những tướng sĩ đã chết, đồng thời, cái gì mà quân thần nước Đê, em cũng sẽ giết, khiến anh ta chết không có chỗ chôn thân. Tô Thương nghiêm túc nói. Được, Tô Dực Cân nửa tin nửa ngờ, cuối cùng nghiến răng nói, tôi không cần biết cậu là ai, xuất phát với mục đích gì, chỉ cần cậu có thể làm được những lời cậu đã nói, tôi đồng ý cùng cậu về nước Hoa. Được, chị ngủ một giấc đi đã, chuyện còn lại cứ giao cho em. Tô Thương nhẹ nhàng cười nói, sau đó thổi về phía Tô Dực Cân một luồng linh khí. Cậu, Tô Dực Cân dừng lại, trong nháy mắt cơn buồn ngủ ập đến, mí mắt vô cùng nặng nề, sau đó liền ngủ thiếp đi. Vốn dĩ anh ấy định đưa chị gái mình rời khỏi nơi rắc rối này trước, nhưng vì nhìn thấy chị quá kiên trì, anh không ép buộc, tránh chuyện chị gái sau này oán trách mình, cho nên thương lượng với chị một chút, để còn ổn định cảm xúc của chị. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 7.